Ba hòm tiền báu này có khoảng 17.000, thần thách thì có 150 khối, ấn chương thì có 20 cái. Ấn chương có thể khắc trực tiếp trên người hoặc vũ khí, từ đó khiến cơ thể và vũ khí được giúp sức. Các ấn chương này có khí tức rất ngang tàng, đến Ngô Bình cũng thấy ngạc nhiên, rõ ràng người tạo ra chúng phải ở cấp đại sư rồi. Còn thần thạch thì thật ra là đất thần hóa thạch, có thể dùng để trồng dược liệu, nói chung cũng là đồ hiếm. Anh đưa 5 ấn chương cho Lâm Thanh Giao rồi nói, Thanh Giao, cho cô đấy. Cô hãy in nó lên binh đao, hoặc khi gặp nguy hiểm thì in trực tiếp lên người, nó sẽ giúp cô tăng thực lực lên nhanh chóng. Lâm Thanh Giao mừng rỡ nói, sư huynh, thứ này quý quá, tôi không dám nhận đâu. Ngô Bình cười nói, cứ cầm đi, tôi cho mà. Lâm Thanh Giao không từ chối nữa mà nhận lấy luôn. Hai người rời khỏi đó, Lâm Thanh Giao nhìn về phía tấm biển có dòng chữ kho báu dành riêng cho tu sĩ cảnh giới nhân hoàng rồi nói, sư huynh, nhân hoàng này chính là cảnh giới nhân tiên mà anh nói à? Ngô Bình, ừ, cảnh giới nhân tiên còn có tên là hoàng đế hay nhân hoàng. Lâm Thanh Giao, chắc đồ bên trong phải quý lắm nhỉ? Ngô Bình, ờ, đến lúc đó chúng ta sẽ vào xem. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, lầu đa bảo có 27 động thiên, hôm nay tôi phải vào thử mới được. Lâm Thanh Giao cười nói, ông Chu trông coi nơi này rất thông thuộc về 27 động thiên, chúng ta đi thỉnh giáo ông ấy đi. Nói rồi, cả hai đến lầu đa bảo luôn thì thấy ông Chu đang cung kính đứng trước cửa rồi hành lễ với hai người thanh niên. Hai người này xem tuổi với Ngô Bình, nhưng trông rất kiêu căng, một mực đòi vào lầu đa bảo. Ông Chu lắc đầu với vẻ coi thường. Lâm Thanh Giao, chắc đó là đệ tử của Thục Sơn ở tiên giới. Ngô Bình, thế ư? Lâm Thanh Giao chán nản lắc đầu, sư huynh, hôm khác mình tới thôi. Ngô Bình nói, đã đến rồi thì sao phải chờ khi khác? Đi, chúng ta đến đó xem sao. Sau khi đến nơi, Ngô Bình lịch sự chào hỏi với ông Chu, ông Chu. Ông Chu nhìn thấy Ngô Bình thì tươi cười nói, cuối cùng thì thiếu trưởng môn cũng đến rồi. Lần trước, Ngô Bình đã lấy được 3 thần phù ở thần phù động thiên, điều này khiến ông Chu thấy rất chấn động. Ngô Bình, vâng, tôi muốn vào một động thiên xem sao. Ông Chu cười nói, cậu nên vào thử, chủ nhân của 27 động thiên này đều từng là các thiên tài xuất sắc. Đứng cùng hàng với các cao nhân thì mới có thể đứng cao và nhìn xa được. Dứt lời, ông Chu nhìn vào một cách cửa của lầu đa bảo rồi nói, thiếu trưởng môn, nếu cậu không có thời gian để tìm hiểu hết về các động thiên thì vào cái thứ 3 và thứ 4 trước đi. Hai động thiên này là của Chân Quân Đại Đế và Cửu Lê Đại Đế. Chân Quân Đại Đế là nhân vật số 1 về võ thuật vào thời ấy, còn Cửu Lê Đại Đế thì là người đứng đầu hiền linh. Ngô Bình biết ông Chu có ý tốt nên chắp tay nói cảm ơn. Chờ Ngô Bình vào trong rồi, Lâm Thanh Giao mới cười nói, ông Chu, đã có ai được động thiên của Chân Quân Đại Đế và Cửu Lê Đại Đế công nhận chưa? Ông Chu chưa, hai động thiên này khó hơn thần phù động thiên, xưa nay rất ít người vào, mà chưa từng có ai được công nhận. Lâm Thanh Giao, hy vọng sư huynh sẽ thành công. Ông Chu cười nói, cậu ấy là nhân vương rồi. Với tư chất như vậy thì đâu kém hai vị đại đế ấy nữa, chắc sẽ thành công thôi. Lâm Thanh Giao, ông Chu, hai người đến đây ban nãy muốn vào động thiên nào? Ông Chu, họ muốn vào đâu thì vào, tôi không cản. Lâm Thanh Giao biết ông Chu không thích hai người đó, vì thế không nhắc nhở gì hết. Còn Ngô Bình, ông ấy có ý tốt nhắc nhở anh trước về hai vị đại đế. Ngô Bình đi xuyên qua cánh cổng, đằng sau là ánh sáng màu tím. Đi xuyên qua màn sáng này sẽ thấy một hành lang dài, trần nhà có đèn lồng rọi xuống. Hai bên hành lang là các cánh cửa, trên cửa viết toàn chữ tiên. Lúc này, hai người thanh niên kia cũng đang ở đây, xem ra họ vẫn chưa quyết định được sẽ đi vào động thiên nào. Thấy Ngô Bình bước vào, họ nhìn anh rồi cau mày lại. Một người có gương mặt gầy và đôi mắt một mí lạnh giọng nói, ai cho anh vào đây? Biến ra ngoài ngay. Ngô Bình nhíu mày. Anh là đệ tử của trưởng môn Thục Sơ tại tiên giới, hai người này không nên có thái độ coi thường như vậy, anh sầm mặt nói, anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Người thanh niên đó thấy Ngô Bình tỏ thái độ lại thì hơi ngạc nhiên, hắn là đệ tử thiên tài mà Thục Sơn ở tiên giới cử đến. Vì là một nhân vật nổi trội trong môn phái nên đương nhiên hắn rất coi thường đệ tử ở hạ giới.
mà các đệ tử ở kiếm phái Thục Sơn lại luôn rất tôn trọng hắn như bậc cha chú. To gan phết nhỉ, người đó hừ lạnh một tiếng rồi búng tay, một đường kiếm bay về phía bả vai của Ngô Bình, hắn muốn dạy cho anh một bài học. Ngô Bình vung tay lên, đường kiếm kia lập tức biến mất, còn anh thì áp sát tên mắt một mí kia. Tên mắt một mí kinh ngạc rồi giơ tay định đánh Ngô Bình, nhưng đã bị anh tát cho một cái. Chát! Hắn lăn dưới đất vài vòng rồi ngồi im, một luồng sức mạnh khủng khiếp tiến vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn tê dại, không thể cử động. Tên còn lại hoảng hốt, sau đó đứng dựa sát vào tường rồi cảnh giác nhìn Ngô Bình, hỏi anh là ai? Thực lực mà Ngô Bình thể hiện ra quá mạnh, các thiên tài như họ chưa có cửa để so với anh, điều này khiến họ rất kinh ngạc. Tôi là ai thì anh không cần biết, giờ biến hết đi cho tôi. Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, Ngô Bình không chỉ có thực lực mạnh mà còn không hề coi họ ra gì. Đột nhiên một người trong số họ nghĩ tới điều gì đó rồi kinh ngạc họ, y anh là người của kiếm phái Thục Sơn được trưởng môn nhận làm đệ tử đúng không? Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sao anh biết? Người kia hoảng loạn quỳ xuống đất nói, tham kiến sư huynh, ban nãy chúng tôi đã thất lễ, mong sư huynh lượng thứ. Ngô Bình đi xuyên qua cánh cổng, đằng sau là ánh sáng màu tím. Đi xuyên qua màn sáng này sẽ thấy một hành lang dài, trần nhà có đèn lồng rọi xuống. Hai bên hành lang là các cánh cửa, trên cửa viết toàn chữ tiên. Lúc này, hai người thanh niên kia cũng đang ở đây, xem ra họ vẫn chưa quyết định được sẽ đi vào động thiên nào. Thấy Ngô Bình bước vào, họ nhìn anh rồi cau mày lại. Một người có gương mặt gầy và đôi mắt một mí lạnh giọng nói, ai cho anh vào đây? Biến ra ngoài ngay. Ngô Bình nhíu mày. Anh là đệ tử của trưởng môn Thục Sơn tại tiên giới, hai người này không nên có thái độ coi thường như vậy, anh sầm mặt nói anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Người thanh niên đó thấy Ngô Bình tỏ thái độ lại thì hơi ngạc nhiên, hắn là đệ tử thiên tài mà Thục Sơn ở tiên giới cử đến. Vì là một nhân vật nổi trội trong môn phái nên đương nhiên hắn rất coi thường đệ tử ở hạ giới. Mà các đệ tử ở kiếm phái Thục Sơn lại luôn rất tôn trọng hắn như bậc cha chú. To gan phết nhỉ! Người đó hừ lạnh một tiếng rồi búng tay, một đường kiếm bay về phía bả vai của Ngô Bình, hắn muốn dạy cho anh một bài học. Ngô Bình vung tay lên, đường kiếm kia lập tức biến mất, còn anh thì áp sát tên mắt một mí kia. Tên mắt một mí kinh ngạc rồi giơ tay định đánh Ngô Bình, nhưng đã bị anh tát cho một cái. Chát! Hắn lăn dưới đất vài vòng rồi ngồi im, một luồng sức mạnh khủng khiếp tiến vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn tê dại, không thể cử động. Tên còn lại hoảng hốt, sau đó đứng dựa sát vào tường rồi cảnh giác nhìn Ngô Bình, hỏi anh là ai? Thực lực mà Ngô Bình thể hiện ra quá mạnh, các thiên tài như họ chưa có cửa để so với anh, điều này khiến họ rất kinh ngạc. Tôi là ai thì anh không cần biết, giờ biến hết đi cho tôi. Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, Ngô Bình không chỉ có thực lực mạnh mà còn không hề coi họ ra gì. Đột nhiên một người trong số họ nghĩ tới điều gì đó rồi kinh ngạc hỏi, anh là người của kiếm phái Thục Sơn được trưởng môn nhận làm đệ tử đúng không? Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sao anh biết? Người kia hoảng loạn quỳ xuống đất nói, tham kiến sư huynh, ban nãy chúng tôi đã thất lễ, mong sư huynh lượng thứ. Thấy họ hối lỗi và thay đổi thái độ, Ngô Bình cũng bớt giận rồi một tiếng, nói tin tức sư phụ nhận tôi làm đệ tử đã truyền tới Thục Sơn rồi à? Người ngồi dưới đất cũng phản ứng lại ngay, sau đó quỳ xuống nói, sư huynh, những đệ tử có địa vị một chút thì đều biết chuyện rồi. Các huynh đệ nghe nói trưởng môn nhận một đệ tử ở hạ giới thì ngạc nhiên lắm, nhưng khi mọi người biết sư huynh là tu sĩ ở cảnh giới nhân vương rồi thì đều tâm phục khẩu phục, ai cũng nghĩ sư huynh sẽ dẫn dắt Thục Sơn phát triển rực rỡ. Ngô Bình vẫn chưa hiểu rõ về Thục Sơn ở tiên giới, hiếm khi gặp được đệ tử của họ nên muốn hỏi đôi điều, hai người tên là gì. Người mắt một mí đáp, sư huynh, em là La Tông Huy. Người còn lại, còn em là Lý Đức Long. Ngô Bình, tôi nghe trưởng môn nói Thục Sơn đang bị môn phái mới nổi lên chèn ép à. Lý Đức Long, đúng vậy ạ, môn phái mới ấy có vài đệ tử thiên tài, thực lực của trưởng môn cũng rất mạnh nên họ chèn mình ghê lắm. Mấy năm nay, phạm vi thế lực của chúng ta đã bị chiếm mất 1/3 rồi. Những môn phái đi theo mình cũng giảm hẳn một nửa, trưởng môn đang rất phiền não. Vừa rồi Thục Sơn đã tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng các đệ tử có tư chất khá nhưng kết quả cũng không khả quan mấy. Ngô Bình, Thục Sơn có bao nhiêu đệ tử? Lý Đức Long, hiện tại có hơn 5.000, đệ tử ngoại viện chiếm đại đa số,
đệ tử nội viện chỉ có khoảng 1.000 thôi, đệ tử chân truyền thì hơn 300, cuối cùng là đệ tử thân truyền của các trưởng lão thì khoảng 70 người. La Tông Huy bổ sung, sư huynh, trên đệ tử thân truyền còn có đệ tử tinh anh, nhưng số lượng rất ít. Hiện giờ chỉ có 5 người, nếu sư huynh đến đó, chắc cũng sẽ có thân phận đệ tử tinh anh. Ngô Bình, trong số các đệ tử thì có bao nhiêu tiên quân, bao nhiêu thiên tiên bán bộ? La Tông Huy, đệ tử cấp tiên quân thì rất nhiều, không dưới 100 người, nhưng cảnh giới thiên tiên bán bộ thì khá ít, chỉ cỡ vài chục thôi. Ngô Bình thầm thấy ngạc nhiên, Thục Sơn có những hơn 100 tu sĩ tiên quân. Với thực lực như vậy thì đúng là kiếm phái Thục Sơn kém xa. Lý Đức Long, à, sư huynh này, em nghe nói các đệ tử được Thục Sơn chú trọng bồi dưỡng đều đang rất đố kỵ khi biết trưởng môn thu nhận sư huynh làm đệ tử. Họ từng tuyên bố sẽ gây khó dễ cho anh, bao giờ lên đấy rồi, anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình trực tiếp bỏ qua chuyện này, đám vô dụng tốn tài nguyên mà không thành tài ấy không có sức uy hiếp với anh. Anh hỏi, hai người được cử đến đây thì chắc cũng là đệ tử thiên tài của Thục Sơn đúng không? Hai người đó đỏ mặt rồi vội xua tay, Lý Đức Long nói, sư huynh, bọn em là đệ tử chân truyền, tư chất ở tầm khá thôi. Vì thân quen với các trưởng bối nên mới có cơ hội đến Lầu Đa Bảo tìm cơ duyên. Ngô Bình, xem ra Lầu Đa Bảo là bảo địa của Thục Sơn rồi, tại sao ngày xưa họ không mang 27 động thiên đến tiên giới luôn? La Tông Huy, sư huynh không biết đấy thôi, 27 động thiên này rất quý. Nếu mang đến tiên giới thì chắc bị cướp đi từ lâu rồi. Ngô Bình, tiên giới có vẻ cũng không yên bình nhỉ, hai người chuẩn bị vào động thiên nào? La Tông Huy, bọn em chưa quyết định được, sư huynh vào cửa nào? Ngô Bình, tôi đi bừa thôi, hai người cứ xem xét tiếp đi. Nói rồi, anh quay lại rồi đi vào thần phù động thiên. Thấy Ngô Bình cứ thế đi vào, hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, La Tông Huy nói, đúng là nhân vương có khác, không cần chọn luôn, muốn vào đâu thì vào. Lý Đức Long, cường giả thì cần gì phải chọn. Đâu như chúng ta, chuyến này đến mỗi người chỉ được vào một động thiên thôi. Bọn họ lắc đầu rồi tiếp tục suy nghĩ xem nên chọn động thiên nào. Ngô Bình lại vào thần phù động thiên, giọng nói kia lại vang lên, nhưng với vẻ hào hứng hơn hẳn, ê, anh lại đến à? Nhưng địa tiên đâu? Ngô Bình cười nói, tiền bối, tuy tôi chưa thành địa tiên, nhưng tôi ngưng tụ được kiếm hồn rồi, thật ra cũng kém gì địa tiên đâu. Một luồng ý chí quét người Ngô Bình, Tiểu Kiếm ngạc nhiên nói, nhân vương, là nhân vương rồi cơ đấy. Tiểu Vũ cũng cảm thán, Tiểu Kiếm, anh ta giỏi nhỉ. Năm xưa, đại đế cũng ở cảnh giới này đấy. Một lát sau, có hai thần phù trên không trung chợt tỏa sáng, sức mạnh lan ra xung quanh rồi hình thành một lực hút mạnh. Các bùa chú trên không trung đều bị hút vào, thậm chí đến tam hoàng trấn áp phù, địa độn phù và âm dương tuyệt sát phù của Ngô Bình cũng bay vào vòng xoáy ấy. Sơi tái hết bùa chú xong, giọng nói của Tiểu Kiếm lại vang lên, ta là thần phù Ất Mộc, mẫu phù mà đại đế đã dùng cả sinh mệnh để luyện thành. Hôm nay, ta sẽ nhận ngươi làm chủ, xin hãy chuẩn bị. Tiểu Vũ nói, tôi là thần phù Tử Vi, cũng được đại đế dùng cả sinh mạng để luyện thành, tôi cũng nhận anh làm chủ. Dứt lời, hai thần phù đã hóa thành hai luồng ánh sáng một vàng một tím rồi rơi xuống tay Ngô Bình. Thần phù Thái Ất in một bản đồ thần bí như bàn long lên mu bàn tay trái của Ngô Bình. Tử Vi thần phù thì in một bản đồ màu tím như vì sao trên mu bàn tay phải của anh. Sau khi điều chỉnh hai thần phù, Ngô Bình không thấy có cảm giác gì, anh hỏi, hai người ở trong người ta rồi à? Chủ nhân, giọng nói của Tiểu Kiếm vang lên, tôi là Thái Ất. Chủ nhân, tôi là Tử Vi, Tiểu Vũ cũng lên tiếng. Ngô Bình, sao ban nãy hai ngươi lại nuốt hết bùa chú thế? Thái Ất, các bùa chú ấy vốn do chúng tôi sinh ra mà, giờ chúng tôi phải rời đi theo chủ nhân rồi nên đương nhiên phải mang chúng theo để tăng sức mạnh cho mình. Ngô Bình, giờ ta có thể sử dụng hai ngươi à? Thái Ất, chủ nhân, bây giờ chúng tôi chỉ phát huy được 1/100 uy lực thôi, nếu phát huy hết toàn bộ thì phải chờ chủ nhân mở động thiên mới được. Ngô Bình, 1/100 cũng khá lắm rồi. Ít ra cũng có thể áp chế thiên tiên đúng không? Tử Vi, thiên tiên thì không phải bàn, nhưng nếu chủ nhân mà dùng quá sức thì có thể sẽ bị suy yếu lâu lắm đấy. Ngô Bình cười nói, thế là được rồi. Anh rời khỏi thần phù động thiên thì thấy nhóm Lý Đức Long vẫn đang do dự chưa quyết được chọn cửa nào. Thấy Ngô Bình ra ngoài nhanh như vậy, họ vội hỏi, sư huynh, anh có thu hoạch gì không?
Ngô Bình, chưa. Nói rồi, anh đi thẳng tới động thiên thứ ba. Xuyên qua cánh cửa, anh thấy mình đang ở một nơi mênh mông bằng phẳng, xung quanh là các cột lớn có hình rồng lượn quanh được làm bằng kim loại, cột nào cũng cao chọc trời, chục người ôm không hết. Anh vừa vào đã nhìn thấy nền đất có màu đen, hình thành một con đường trải dài lên phía trước, không biết dẫn đến đâu. Ngô Bình ngập ngừng vài giây rồi cất bước, anh đi được một lúc thì phía trước chợt có một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Người này có tướng mạo xuất chúng, anh tuấn phi phàn, dáng người cao 2 mét, chân tay thon dài, có thể kiện tráng, mặc bộ đồ được làm từ da thú. Ngô Bình nhìn thì phát hiện người đàn ông này chỉ là một con rối, nhưng đã được con người truyền ý chí võ thuật vào, vì thế anh ta có khả năng chiến đấu rất mạnh. Người đàn ông gật đầu với Ngô Bình rồi nói, tôi là võ nhất, đánh bại tôi thì anh sẽ được thưởng và đi tiếp. Ngô Bình cảm thấy thể chất của võ nhất rất mạnh, chắc không dễ đối phó nên anh vung tay nói, lên đi. Anh chủ động tấn công và thi triển ngũ long thánh quyền, tung một chưởng vào bụng võ nhất. Võ nhất gập bụng lại, sau đó hấp thu quyền của Ngô Bình rồi tấn công lại anh bằng khuỷu tay. Ngô Bình xòe tay ra, thu quyền lại rồi xoay người, tiếp đó vung một tay ra như con rồng, nắm đấm như sao trời tấn công vào huyệt thái dương của võ nhất. Đòn tấn công của anh quá ảo diệu, thời cơ lại rất chuẩn nên võ nhất đã bị đánh cho loạng choạng. Ngô Bình nắm bắt cơ hội rồi bồi thêm cái quyền và ba cước nữa, đánh cho võ nhất phải lùi lại liên tục. Võ nhất định phản công, nhưng xung quanh người chợt sáng lên, đôi mắt anh ta rực lửa, khí tức cũng bùng nổ. Võ nhất nói, mở ý nghĩa. Ý nghĩa của võ thuật ư? Ngô Bình vô cùng cảnh giác, không tấn công nữa mà về thế phòng ngự. Quả nhiên hai bên vừa giao thủ, anh đã thấy võ nhất như trung tâm, còn trời đất đang xoay chuyển quanh anh ta, anh không khống chế được và ngã xuống đất. Quỳnh! Võ nhất đấm vào xương sườn của Ngô Bình, rắc, ba chiếc xương đã bị gãy. Ngô Bình cau mày, sau đó vung tay gạt tay của anh ta ra rồi hỏi, đây là ý nghĩa gì? Võ nhất, một trong bốn ý nghĩa lớn của võ thuật, ý nghĩa di hình. Nếu anh không thể cảm ngộ được thì không đánh bại tôi được đâu. Ngô Bình, sao anh không dùng nó ngay từ đầu? Võ nhất, nếu ban nãy anh không đánh lại được tôi thì tôi không thể kích hoạt ý nghĩa được. Ngô Bình gật đầu, được, lại nào. Ngô Bình tiếp tục khiêu chiến võ nhất, nhưng kết quả vẫn vậy, hai bên vừa va chạm, anh đã thấy người mình lắc lư rồi trời đất chao đảo, thậm chí kiếm hồn còn lơ lửng, không theo khống chế của anh. Công pháp quái quỷ gì vậy, Ngô Bình bị ngã đau điếng, hơn nữa còn trúng một cước vào bụng, nếu đổi là người khác thì chắc đã nghèo rồi. Ngô Bình lăn một vòng rồi nhảy sang một bên. Võ nhất mặc kệ, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể anh ta là trung tâm của đất trời. Ngô Bình có ý chí kiếm đạo và khả năng nhìn xuyên thấu, sau một hồi quan sát, anh đã hiểu phần nào về khả năng di chuyển của ý nghĩa này rồi. Anh trà sát tay, chân phải đứng thẳng, chân trái hơi cong, hai tay vòng tròn, bày ra một tư thế. Võ nhất thấy thế thì nói, giống khoảng 30% rồi, tiếp một quyền của tôi đây. Anh ta tung một quyền ra, rõ ràng đánh vào mé trái của Ngô Bình, nhưng lúc quyền pháp bay đến thì lại tấn công phía sau lưng anh. Ngô Bình chấn động, không gian giữa hai người chợt trở nên méo mó, cuối cùng khiến võ nhất tấn công trực diện anh, hai quyền pháp va chạm. Tay Ngô Bình bắn ra, người xoay tròn rồi ngã cắm mặt xuống đất. Lại, anh lắc lắc đầu rồi đứng dậy bày thế tiếp, khác với lần trước, lần này khí tức của anh đã ổn định hơn. Võ nhất lại tung một quyền đến. Lần này không gian tiếp tục vặn vẹo, mặt đất cũng méo mó, cảnh vật bắt đầu mờ tịt. Quỳnh! Ngô Bình lại bị đánh bay, nhưng anh không còn bị xoay tròn nữa. Còn võ nhất thì lùi lại hai bước, cơ thể không ngừng lắc lư. Ra là thế, Ngô Bình sáng mắt lên rồi bày thế lần thứ ba. Võ nhất lại tấn công, Ngô Bình nghênh chiến, huyết vai làm võ nhất bay đi. Võ nhất quay như con cù trên không trung. Ngô Bình bay lên rồi tấn công tiếp. Khiến võ nhất xoay tròn nhanh hơn. Sau đó, anh không đánh nữa mà chuyển sang đá, khiến võ nhất xoay tít mù. Không lâu sau, võ nhất chợt rơi xuống đất, toàn thân vỡ nát, rải rác khắp nơi. Con rối có ý chí võ đạo mạnh mẽ trấn thủ ở đây đã bị Ngô Bình đánh bại thành nhiều mảnh. Lúc này, một cái cột ở phía xa nứt ra, để lộ một khoảng trống. Có một bình đan dược và một phiến ngọc ở đó, trên phiến ngọc viết tên và tác dụng của đan dược. Đan dược này có tên là chân võ di hình đan, uống vào có thể tăng khả năng lý giải ý nghĩa di hình.
Ngô Bình không đi tiếp ngay mà uống viên đan dược ấy đã, sau đó ngồi xuống cảm nhận nửa tiếng. Thi thoảng anh lại đứng lên đánh vài quyền rồi đá vài cú. Anh đã hiểu ý nghĩa của chân hình, nhưng chưa luyện thuần thục. Bây giờ, anh phải ổn định ý nghĩa này và biến nó thành kiến thức của mình đã. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đứng dậy rồi bước tiếp. Hai đi thêm một lát thì lại gặp một con rối khác. Con rối này cao 1m7, trông rất tuấn tú, đôi mắt lặng như nước, trông giống một cô gái. Hắn mặc bạch sam, chào Ngô Bình, tôi là Võ Nhị, đánh bại tôi thì anh được đi tiếp. Dứt lời, mắt Võ Nhị rực lên ngọn lửa màu vàng, xem ra hắn sẽ mở ý nghĩa luôn. Ngô Bình hỏi, Võ Nhị, đây là ý nghĩa gì? Võ Nhị, trấn ấn một trong bốn ý nghĩa lớn của chân võ. Ngô Bình thở ra một hơi rồi nói, được, tiếp chiêu. Lần này, anh thi triển ý nghĩa di hình rồi tấn công Võ Nhị. Hắn tung một quyền lên không trung, đầu Ngô Bình vang lên tiếng ù ù, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Võ Nhị lập tức tấn công anh. May mà thể chất của Ngô Bình mạnh nên nhanh chóng tỉnh táo lại ngay, anh lách người rồi đánh bay Võ Nhị. Tuy vậy, anh cũng đã trúng đòn của hắn đau nhói. Anh ngạc nhiên rồi thầm nghĩ, Võ Nhị dùng chiêu gì mà làm võ hồn của mình choáng váng vậy nhỉ? Khiếp quá, dùng chiêu thức vật lý tấn công võ hồn, thế cũng được sao? Ngô Bình hét lớn, cơ thể trở nên hư ảo rồi bắt đầu chiến đấu với Võ Nhị. Nếu chỉ xét về chiêu thức thì Võ Nhị rõ ràng không đánh lại anh, chưa được mấy chiêu thì đầu đã bị đánh bẹp dí. Nhưng đột nhiên, hắn á lên một tiếng, Ngô Bình tê dại cả người, sau đó anh bị hắn đấm cho mười mấy đấm. Ngô Bình liên tục chịu thiệt hai lần nhưng cũng đã quan sát rõ. Võ Nhị dùng thủ pháp đặc biệt là năng lượng chấn động không gian, mà loại năng lượng chấn động này không chỉ có thể gây sát thương cho thần hồn mà còn có thể làm bị thương thân xác. Chỉ là sao Võ Nhị làm được? Ngô Bình cố nhịn đau, lại một lần nữa xông về phía Võ Nhị, may mà anh dùng ý nghĩa di hình nên trong thời gian ngắn Võ Nhị không đánh gục được anh, hai bên đánh tới đánh lui không phân thắng bại. Sau khi bị đánh ngã 10 lần, Ngô Bình mặt mày bầm tím, răng gãy hết một nửa, gãy đến mấy chục cái xương. Có điều, sau mỗi lần bị đánh, anh lại dần dần cảm nhận ý nghĩa chân ấn. Ý nghĩa ngày dùng lực kết ấn, giết chết vạn vật bằng chân ấn, có thể giết thần cũng có thể giết quỷ, uy lực rất đáng sợ. Bỗng dưng, Ngô Bình dùng ý niệm, hai võ ấn sắc nét liền xuất hiện trên hai bàn tay, anh tung chiêu hướng về Võ Nhị, lần lượt đấm tay trái rồi trưởng tay phải. Võ Nhị giật mình, đứng im tại chỗ không động đậy nói, chúc mừng, anh đã có được ý nghĩa chân ấn rồi. Hắn vừa dứt lời thì cây cột bên phải liền nứt ra, từ bên trong xuất hiện một chiếc hộp trong hộc bí mật. Trong hộp có một chiếc nhẫn màu bạc to bằng trứng bồ câu, bên trên bề mặt đầy những đường vân thần bí. Anh cầm chiếc nhẫn bạc lên, một tin tức liền xuất hiện trong đầu. Tin tức đó cho hắn biết tên của chiếc nhẫn là nhẫn chấn, bên trong có chứa 72 loại pháp môn võ ấn ngưng tụ. Đồng thời, chiếc nhẫn chấn này còn có thể gia tăng sức mạnh cho võ ấn. Nếu võ ấn phát huy sức mạnh thông qua nó thì uy lực có thể tăng lên gấp bội. Ngô Bình có được nhẫn chấn thì đứng tại chỗ nghiên cứu võ ấn của nó. Anh phát hiện võ ấn mà mình đánh ra trước đây cũng nằm trong đó nhưng lại không vi diệu như nhẫn chấn. Anh nghiên cứu một lúc, nắm vững được hai loại võ ấn thì mới tiếp tục đi về phía trước. Lần này anh đi được 30 mấy bước thì một con rối hình dáng ông lão xuất hiện, ông ta hơi khom người trước Ngô Bình, tại hạ là Võ Tam. Đánh bại ta thì có thể có được phần thưởng của chân võ đại đế. Ngô Bình hỏi ông ta, ông nắm giữ ý nghĩa nào? Võ Tam, ý nghĩa ly đoạn. Ông ta nói xong thì phất tay phải, không gian bỗng xuất hiện một rãnh màu đen, xung quanh rãnh đen là vô số tia chớp, kéo dài đến mấy giây. Anh hít một hơi thật dài, nói, đây là thủ pháp chia cắt, phân tách sao? Võ Tam có vẻ không nóng vội ra tay, nói, không sai. Ý nghĩa ly đoạn có thể chia cắt vạn vật, có thể xẻ núi cũng có thể giết thần. Ngô Bình cảm thán, nếu loại ý nghĩa võ học này có thể kết hợp với đao pháp và kiếm pháp thì đó nhất định sẽ là đao pháp và kiếm pháp đáng sợ nhất thiên hạ. Võ Tam, người đã sẵn sàng chưa? Ngô Bình thản nhiên đáp, bắt đầu đi. Anh vừa dứt lời thì biến thành một cái bóng ảo, anh đang dùng chiêu tuyệt sát của Thiên Long trưởng tên là Thiên Long Huyễn Sát. Chớp mắt, anh đã biến ra mấy nghìn vạn ảo ảnh. Cùng lúc tấn công. Đòn phản công của Võ Tam rất đơn giản, ông ta chỉ phất tay chia cắt, trong không gian liền xuất hiện một rãnh màu đen.
Còn đòn tấn công của Ngô Bình thì lại nằm ở sau lưng bên phải, anh mượn sức mạnh của võ ấn và chiêu tuyệt sát, chưởng mạnh về phía hông sau của võ tam. Rắc rắc, kích đó thật sự quá đáng sợ, con rối được chế tạo tinh tế như võ tam cũng tan nát ngay lập tức. Ngô Bình không hy vọng học được ý nghĩa ly đoạn từ chỗ ông ta vì đó là chuyện không thể nào. Đúng vậy, cây cột phía bên cạnh nứt ra, bên trong có một mâm ngọc, trên mâm có khắc tâm pháp của ý nghĩa ly đoạn. Anh lập tức nghiên cứu sự huyền diệu của nó, việc này làm anh mất đến 2 ngày. Sau khi anh học được ý nghĩa ly đoạn, anh phất tay, không gian liền xuất hiện mấy chục rãnh đen, có cái mỏng như sợi tóc, có cái to như nét bút lông. Anh mới thi triển một lúc mà đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên vội vã uống mấy viên nhân nguyên đan, sau khi hồi phục lại mới tiếp tục đi về trước. Nếu không có gì bất ngờ thì anh sẽ gặp Võ Tứ. Hình tượng của Võ Tứ là một thanh niên, oai phong bất phàm, anh ta mỉm cười, nói cuối cùng thì cũng có người học được ý nghĩa chân võ của ta. Ngô Bình giật mình, anh là... Ta là chân võ, thanh niên nhìn anh, nói, học được 3 ý nghĩa phía trước thì anh đã có tư cách luyện ý nghĩa võ học mạnh nhất của ta là ý nghĩa thiên thể rồi. Ngô Bình, ý nghĩa thiên thể. Đại đế chân võ, không sai. Ý nghĩa thiên thể đưa cơ thể đi vào trạng thái thiên thể, trạng thái này sẽ hợp nhất với thiên địa, cộng hưởng cùng vũ trụ. Trong trạng thái này, người sẽ là vô địch, giết thần giết tiên dễ như búng ngón tay. Ngô Bình giật mình, lợi hại vậy sao? Đại đế chân võ, ý nghĩa thiên thể này phải mượn sức mạnh của động thiên, bây giờ ngươi không cách nào tu luyện. Hơn nữa, đại đế ta đây vẫn chưa kịp tạo ra ý nghĩa này một cách hoàn chỉnh thì đã chết rồi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành di nguyện cho đại đế ta, hoàn thiện ý nghĩa thiên thể. Ngô Bình ngỡ ngàng, đây là ý nghĩa chưa hoàn chỉnh ư. Đại đế chân võ mỉm cười, nói ta sẽ truyền thụ hết tất cả trí tuệ về võ đạo, kinh nghiệm về võ học cho ngươi, hy vọng sẽ giúp ích được cho ngươi. Anh ta vừa dứt lời thì chỉ ra, một luồng sáng thần chạy vào giữa trán Ngô Bình. Vô số ký ức hiện lên như nước triều. Dường như rất nhiều năm về trước, Ngô Bình đã hấp thụ những thứ này nhưng lại chưa tiêu hóa. Anh xoa chân mày, nói, đa tạ đại đế, nhất định vãn bối sẽ cố hết sức hoàn thành di nguyện của đại đế. Đại đế chân võ gật đầu mỉm cười, sau đó cơ thể dần cứng đờ, động thiên chân võ cũng tối sầm. Ngô Bình đột nhiên cảm thấy thương cảm. Đại đế chân võ này là con cưng của trời, là thiên tài không ai sánh nổi mà cũng chết. Anh vái lại con rối rồi ra khỏi động thiên chân võ. Lúc anh ra ngoài, Lý Đức Long và La Tông Huy cũng không còn ở đó, không biết là vào động thiên hay là đã đi khỏi rồi nữa. Lúc này, ông Chu bước đến, hỏi thiếu trưởng môn, hôm qua trưởng môn có đến, hình như có việc cần tìm cậu. Ngô Bình vội nói, được, tôi sẽ qua đó ngay. Trong đại điện của trưởng môn, Lưu Vọng Công cùng phong chủ thuộc các phong và 2 điện chủ đều có mặt ở điện và đang bàn bạc gì đó. Ngô Bình đến thì Lưu Vọng Công nói, Ngô Bình, cậu đến đúng lúc lắm, ngồi đi. Ngô Bình ngồi bên cạnh trưởng môn, nói, hôm qua trưởng môn tìm tôi sao? Lưu Vọng Công, ừ, có việc cần bàn bạc với cậu. Tốc độ khôi phục của linh khí đang gia tăng, bây giờ các thế lực lớn đã bắt đầu chiêu mộ đệ tử từ bên ngoài, bồi dưỡng thêm thế lực. Ngô Bình, cậu là người của môn phái chúng tôi, là người có quyền thế nhất trong phàm giới, chúng tôi quyết định giao việc chiêu mộ đệ tử và thành lập ngoại viện Thục Sơn cho cậu đấy. Ngô Bình, ngoại viện Thục Sơn. Lục Phi Hùng nói, tức là lập một nhánh của kiếm phái Thục Sơn ở phàm giới, tài nguyên sẽ do kiếm phái Thục Sơn chúng ta cung cấp. Cậu chịu trách nhiệm chiêu mộ đệ tử và bồi dưỡng họ, luôn tiện còn phải mở rộng phạm vi thế lực của ngoại viện Thục Sơn. Đến khi linh khí được khôi phục hoàn toàn thì Thục Sơn chúng ta sẽ có thể có được thế giới riêng bên ngoài. Ngô Bình, các thế lực khác đã làm vậy rồi sao? Trần Đạo Huyền, đúng vậy, các thế lực ở Côn Luân, thậm chí cả Tiểu Tây Thiên và một số thế lực ẩn giật cũng đua nhau hành động. Còn ra ngoài xem thử thì biết thôi, bây giờ bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Ngô Bình là thiếu trưởng môn nên bắt buộc phải đảm đương trách nhiệm này. Anh suy nghĩ rồi nói, thôi được. Nhưng trưởng môn phải cho đệ tử vài trưởng lão truyền thụ võ công có kinh nghiệm phong phú cùng một nhóm đệ tử có tu vi và tư chất khá nữa. Lưu Vọng Công, những điều này đều không thành vấn đề, chỉ cần cậu có thể xây dựng được ngoại viện thì cậu cần gì sẽ có nấy. Lục Phi Hùng nói, thiếu trưởng môn, mời cậu xuống núi là vì cậu có ưu thế mà người khác không có, cậu là thầy luyện đan, có thể dùng đan dược thu hút đệ tử tài giỏi gia nhập. Ngoài ra,
Trường Sinh Điện chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngoại viện, cung cấp đầy đủ đan dược. Ngô Bình không ngờ xu thế mới lại đến nhanh như thế, anh nói, được, chuyện này giao cho tôi. Trưởng môn, trước khi đi, có phải trưởng môn nên cho đệ tử ít tài nguyên không? Lục Phi Hùng mỉm cười, nói, đấy là chuyện đương nhiên. Đệ tử ngoại viện được cung cấp tài nguyên theo tiêu chuẩn của đệ tử ngoại môn. Người có tư chất tốt có thể có được đãi ngộ của đệ tử nội môn hoặc thậm chí là đệ tử chân truyền. Lúc này, Hắc Tinh trưởng lão bước nhanh vào điện, theo sau bà mấy còn có mấy người nữa, bà ấy mỉm cười, nói, mấy bà lão bọn ta tình nguyện cùng thiếu trưởng môn ra ngoài xây dựng ngoại viện. Hắc Tinh trưởng lão là tiên quân bất tử, sau lưng bà ấy còn có một vị chân quân thần hóa, hai chân quân anh biến và một chân nhân linh biến. Ngô Bình vui mừng, nói, đa tạ các vị trưởng lão ủng hộ. Hắc Tinh trưởng lão mỉm cười, nói, mạng của chúng tôi là do cậu cho, giúp đỡ cậu cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, đây cũng là chuyện lớn của cả Thục Sơn kiếm phái, chúng tôi sao có thể chối từ. Tiếp đó, Ngô Bình chọn một nhóm đệ tử và trưởng lão, trong đó bao gồm cả những người quen như Hồng Lăng và Viên Lực. Sau khi xác định những người được chọn, Ngô Bình rời khỏi địa tiên giới trước, anh phải chuẩn bị trước cho việc xây dựng ngoại viện Thục Sơn. Ngô Bình ra khỏi địa tiên giới thì quay về nhà, vừa vào đến thì thấy mọi thứ hỗn loạn, Hỉ Bảo cưỡi Đông Hoàng chạy khắp sân, đuổi theo một con thỏ to hơn cả con chó. Con thỏ trắng muốt với đôi mắt đỏ như hai viên đá quý, nó nhảy một phát cao đến mười mấy mét, Đông Hoàng sủa gâu gâu, có vẻ như muốn tóm cho bằng được nó. Hỉ Bảo hét, Đông Hoàng, mau, mau, mau lên, cắn lấy đuôi nó. Con thỏ lớn chạy tới chạy lui, giẫm nát hết cây hoa, hòn non bộ, bụi đất bay khắp nơi, khói đen mù mịt. Ngô Bình giận đến tức bụng, hét lớn lên, Hỉ Bảo. Hỉ Bảo nhanh nhảu, vội vã nhấn đầu chó, Đông Hoàng đáp xuống đất. Con thỏ lớn đấy đang chạy thì bị Ngô Bình tóm lấy từ xa và đè xuống đất bằng pháp lực. Mặc dù con thỏ rất mạnh, nhưng dù có mạnh thế nào cũng không qua được Ngô Bình. Nó bị đè chặt, hai chân quẫy dưới mặt đất đến mức tạo ra một cái hố lớn. Đông Hoàng loạng choạng chạy đến trước mặt anh, hé miệng như đang cười. Ngô Bình hỏi, đấy là thỏ nhà ai? Hỉ Bảo, bố, con thỏ lớn này mới chạy đến nhà chúng ta ngày hôm nay, con thấy nó béo nên muốn bắt nó, làm món thịt thỏ nướng cho bố. Ngô Bình tò mò nhìn con thỏ, nói, con thỏ này ăn thuốc tăng trưởng rồi sao? Má ơi, nó to thật. Hỉ Bảo, đúng vậy ạ, má ơi, nó to thật. Ngô Bình tát cậu bé một tai, con nít không được nói tục. Hỉ Bảo vào đầu, vẻ mặt đầy uất ức, thầm nghĩ, chẳng phải bố cũng nói đấy sao. Ngô Bình đưa tay véo con thỏ mình đầy thịt rồi nói, không tồi, thịt này chắc ngon lắm đây. Lina, một làn nước ngưng tụ bên cạnh Ngô Bình, Lina bước ra, cười nói, chào anh. Con thỏ liền căng thẳng, kêu chít chít, nó không muốn bị con người ăn thịt, chân trước không ngừng cào lên mặt đất. Ngô Bình động lòng. Anh thấy con thỏ này sắp thành yêu nên điểm một cái lên trán nó, một luồng sức mạnh kỳ diệu lan khắp cơ thể thỏ. Vài phút trôi qua, cơ thể con thỏ mềm nhũn, nó nằm bẹp xuống đất, toàn thân dễ chịu vô cùng. Khí tức trong cơ thể ngưng tụ thành một viên yên đan trong ngực. Thỏ có được yêu đan tương tự như thần niệm của nhân tiên, nó lập tức nói chuyện với Ngô Bình, xin thượng tiên tha mạng, thịt tiểu nhân dai nhách, không ngon đâu. Ngô Bình thích thú, vậy sao? Ta khá thích ăn thịt dai. Con thỏ muốn đập đầu chết cho xong, nó sửa lại, thịt của tiểu nhân còn tanh nữa. Ngô Bình sầm mặt, bớt gạt ta đi. Ta hỏi ngươi, sao cơ thể lại to đến thế? Con thỏ, thượng tiên, nửa năm trước, tiểu nhân có ăn một loại quả, từ đó cơ thể càng lúc càng to lớn. Mấy ngày nay, tiểu nhân tìm thấy chỗ này tràn ngập linh khí nên đến đấy để kiếm ăn, không ngờ vô tình xông lầm vào nhà của thượng tiên. Tiểu nhân đáng chết. Xin thượng tiên tha cho lần này. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi nói, người ăn quả ở đâu? Con thỏ lớn, cách chỗ này khoảng 3 tiếng đồng hồ đi đường, ở đó rừng núi âm u, ít người qua lại. Ngô Bình, người dắt ta đi xem thử. Lina hỏi, anh có làm nữa không? Ngô Bình lấy ra một cây nấm và một miếng thịt thú lớn, nói, hôm nay nấu món này, mùi vị sẽ ngon đó. Lina đến nhà bếp. Ngô Bình bảo Vũ Phi và Đông Hoàng trông chừng Hỉ Bảo, còn anh dẫn theo con thỏ, đi tìm loại quả kia. Loại quả kia có thể khiến một con thỏ bình thường hóa yêu trong một thời gian ngắn thì hiển nhiên không thể xem nhẹ hiệu quả thần kỳ của nó, anh nhất định phải xem.
Con thỏ đi mất 3 tiếng đồng hồ nhưng Ngô Bình lại nhanh hơn nhiều, chỉ cần vài phút, anh và con thỏ đã bay đến một vùng núi trùng điệp. Ngô Bình nhìn từ trên cao xuống, mắt nhìn thấu vạn vật của anh phát hiện không gian ở đây đã xuất hiện vết nứt, mà đằng sau vết nứt đó là một không gian gấp khúc khép kín khác. Linh khí trong không gian kia không ngừng tràn ra ngoài, những linh khí này đã thúc đẩy việc sản sinh ra rất nhiều linh quả và linh dược. Anh bay quanh một vòng rồi dừng chân trên một đỉnh núi. Chỗ này có rất nhiều cây ăn quả dại, đáng tiếc trái đã bị dã thú ăn hết rồi. Đột nhiên, một con chuột khổng lồ nhào đến. Con chuột to gần bằng con thỏ, răng dài đến cả trượng, vô cùng hung hãn. Ngô Bình đá văng con chuột kêu lên một tiếng chít rồi nện lên tảng đá, nội tạng dập nát, chết ngay tại chỗ. Anh lẩm bẩm, linh khí khôi phục khiến dã thú ở gần đây biến dị hết rồi. Sau đó, anh mở bản đồ ra xem, trong phạm vi 100 km gần đó đều là núi hoang không người, không có đường đi, toàn là dã thú. Toàn bộ khu vực này thuộc tỉnh Ca, anh suy nghĩ một lúc rồi gửi vị trí cho Lý Mai để cô ấy bỏ vốn, đấu thầu vùng núi hoang vu này với danh nghĩa khai thác du lịch. Sau đó anh liên hệ với Từ Bá Nhân, bây giờ Từ Bá Nhân đã là người đứng đầu tỉnh Ca, địa vị vững chắc, thêm vài năm nữa không chừng ông ấy sẽ được điều về thủ đô nhậm chức, vươn lên tầm cao mới. Đương nhiên, ông ấy có thể thăng tiến nhanh như vậy là nhờ vào sức ảnh hưởng của Ngô Bình. Dù Ngô Bình không nói gì nhưng những người khác đều đánh giá cao Từ Bá Nhân vì quan hệ giữa hai người. Về chuyện này, đương nhiên Từ Bá Nhân hiểu rất rõ, vì vậy trong lòng ông ấy luôn cảm thấy biết ơn Ngô Bình. Từ Bá Nhân nhận được điện thoại từ Ngô Bình thì mỉm cười, nói, Ngô Bình, lâu quá không gặp, em ở tỉnh sao? Ngô Bình, cách đấy không xa, em tìm anh là vì đang có một số tiền nên muốn đầu tư gì. Không biết trong tỉnh có dự án nào hay không? Từ Bá Nhân sáng mắt, dự án thì nhiều lắm, tùy ý em chọn. Ngô Bình, anh Từ đang ở đâu, chúng ta gặp nhau rồi bàn tiếp. Anh tắt máy, thả con thỏ đi, sau đó dùng thuật độn thổ, nhanh chóng đến ủy ban tỉnh. Từ Bá Nhân đang đi qua đi lại trong văn phòng của mình, thư ký mới đến không biết Ngô Bình là ai nói, ông chủ, người đến là ai vậy? Từ Bá Nhân nhìn anh ta nói, một nhân vật tầm cỡ, địa vị của cậu ấy cao hơn cả tôi. Thư ký run lên, nhân vật tầm cỡ có địa vị cao hơn chủ tịch tỉnh là ai vậy chứ? Vừa nói xong thì vang lên tiếng gõ cửa, thư ký sửng sốt, anh ta mở cửa ra đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta cứ nghĩ người trong điện thoại không thể đến nhanh như thế bèn nhíu mày nói, anh là ai? Từ Bá Nhân lại đi đến đón, tươi cười nói, em Ngô, em đến nhanh thật. Mời ngời, Tiểu Tống, đem trà lên. Thư ký Tiểu Tống ngạc nhiên, vị này là người trong điện thoại. Anh ta vội vàng đáp rồi đi đến bên cạnh pha trà cho Ngô Bình. Ngô Bình lấy một bao lá trà đặt lên bàn cười nói, anh Từ, không có thứ gì tốt, lá trà nhà chồng, mang đến cho anh thưởng thức. Từ Bá Nhân bật cười, lá trà của em chắc chắn là đồ ngon rồi. Tiểu Tống, pha trà này đi, bây giờ tôi muốn thưởng thức mùi vị của nó. Tiểu Tống đang pha trà, Ngô Bình và Từ Bá Nhân nói chuyện phiếm vài câu, anh Từ, nói qua điện thoại không rõ. Em vừa mới đi dạo quanh ngọn núi hoang, cảm thấy nơi đó có thể khai thác dự án du lịch kiểu vườn tược. Từ Bá Nhân nói, vậy à, cụ thể ở đâu? Ngô Bình thấy trên tường có bản đồ bèn lấy bút vẽ lên một vòng tròn, có lẽ là ở vị trí này. Từ Bá Nhân là chủ tịch tỉnh nên rất quen thuộc và tường tận địa hình trong tỉnh, ông ấy vừa nhìn đã bật cười, nơi này nằm ở thành phố nghèo nhất tỉnh, không có tài nguyên gì cả. Cậu em, chắc chắn muốn khai thác du lịch ở đây chứ? Ngô Bình, nơi này non nước hữu tình, em thấy rất hợp. Em định đầu tư 3.000 tỷ, mất 3 năm để xây dựng nơi này thành khu du lịch sinh thái lớn nhất cả nước. Từ Bá Nhân giật mình, 3.000 tỷ. Thư ký Tiểu Tống suýt nữa đánh rơi bình trà, 3.000 tỷ là khái niệm gì? Tổng thu nhập kinh tế một năm của tỉnh Ca cũng chỉ có mấy nghìn tỷ thôi. Nếu dự án này được khởi động, kinh tế tỉnh Ca ít nhất sẽ tăng lên 2 con số. Dù sao cũng không phải người thường. Ngoài mặt Từ Bá Nhân vẫn bình tĩnh, ông ấy cười nói tiền đầu tư lớn như thế là để khai thác du lịch. Đầu tư 3.000 tỷ chỉ sợ mất rất lâu mới có thể thu hồi. Ngô Bình cười nói, đương nhiên rồi, du lịch chỉ là một phần, đến lúc đó em muốn xây dựng vài kiến trúc cổ và nhà trên núi, chắc không có vấn đề gì chứ. Từ Bá Nhân nói, không thành vấn đề, mục đích khai thác đất không giới hạn, nhưng so với việc khai thác du lịch, trong tay anh có một dự án khá tốt,
em có muốn suy xét không? Ngô Bình hỏi, ồ, dự án gì thế? Từ Bá Nhân lấy một phần tài liệu ra nói, em xem đi, trong đó nói rất chi tiết. Ngô Bình đọc lướt qua cũng hiểu đại khái về dự án này, đây là dự án xúc tiến đầu tư cũ, có rất nhiều ưu đãi, miễn phí sử dụng đất 5 năm, miễn thuế 3 năm đầu. Ngô Bình xem vị trí, là ở ngoại ô phía đông của tỉnh, giao thông thuận lợi, địa hình bằng phẳng. Nhưng quan trọng là miếng đất này không xa núi hoang mà anh muốn khai phá, chỉ có mấy mươi cây số. Anh hơi động lòng, nghĩ đến ngoại viện Thục Sơn, nói, anh Từ, em muốn mở một võ quán quy mô lớn, được chứ? Từ Bá Nhân cười nói, chỉ cần đầu tiên thì dự án nào cũng được. Ngô Bình, nhưng diện tích võ quán của em khá lớn, cần một mảnh đất rất lớn. Từ Bá Nhân hỏi, khoảng bao nhiêu? Ngô Bình ngẫm nghĩ, không nhỏ hơn 1.000 mét vuông. Từ Bá Nhân ngây người, diện tích cả Thạch Thành cũng chỉ hơn 1.000 mét vuông, Ngô Bình cần đến 1.000. Võ quán có thể dùng nhiều đất thế sao? Ông ấy ngạc nhiên hỏi. Ngô Bình, ừ, bọn em muốn xây võ quán quy mô lớn, cao cấp, đến lúc đó cần nhiều đất và vốn đầu tư cực lớn. Từ Bá Nhân hỏi, võ quán lớn như thế thì phải đầu tư bao nhiêu tiền mới có thể xây được? Ngô Bình, theo chi phí xây dựng 5.000 một mét vuông thì có thể nào cũng cần đến 5.000 tỷ tệ. Dù Từ Bá Nhân có địa vị cao cũng không khỏi kinh ngạc với số tiền này. Mấy giây sau, ông ấy mới hoàn hồn nói, 5.000 tỷ, đó là một con số rất lớn. Ngô Bình cười nói, tiền vốn không phải là vấn đề, dự án này rất lớn liên quan đến mọi phương diện, còn cần cơ quan tỉnh cố gắng phối hợp. Từ Bá Nhân nói, em cứ yên tâm, mọi thứ đều không thành vấn đề, anh nhất định sẽ đảm bảo dự án được thuận lợi. Đùa à, dự án lớn 5.000 tỷ, ai muốn bỏ chứ? Dù cả tỉnh đang gặp khó thì cũng phải đảm bảo. Ngô Bình, hai dự án này sẽ dùng đến một lượng lớn vật liệu xây dựng, tỉnh Ca là tỉnh lớn về sản xuất vật liệu xây dựng, chắc sẽ có thể kéo được kinh tế trong tỉnh. Từ Bá Nhân cười nói, vậy anh phải cảm ơn em rồi. Lúc này trà đã được pha xong, mùi thơm của trà tỏa ra xung quanh, Từ Bá Nhân ngửi rồi nói, trà ngon. Hai người lại nói kỹ hơn, buổi trưa Từ Bá Nhân giữ anh lại ăn cơm. Thế nhưng Ngô Bình còn rất nhiều việc cần làm nên từ chối. Ra khỏi cơ quan tỉnh, anh đang định thi triển độn thổ để đi thì một chiếc xe bỗng dừng lại bên cạnh, cửa xe hạ xuống, có người gọi anh, Ngô Bình. Ngô Bình quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi trong xe, trạc tuổi anh, đó là chiếc Porsche 911, ngồi ở ghế phụ lái là một người phụ nữ. Trương Tân Minh. Trương Tân Minh là bạn cùng lớp thời đại học của Ngô Bình, nhưng anh ta mới học nửa năm đã nghỉ. Nghe nói trong nhà xảy ra chuyện. Quan hệ của hai người khá tốt, nhưng đã nhiều năm rồi Ngô Bình suýt nữa không nhận ra anh ta. Trương Tân Minh không còn là Trương Tân Minh ngày xưa nữa, anh ta đã là tu vi cảnh giới luyện thần, hơn nữa còn có nền tảng vững chắc. Trương Tân Minh khẽ cười mở cửa ra, đi đến ôm lấy Ngô Bình nói, mấy năm không gặp, cậu còn cao hơn nữa à? Đúng là Ngô Bình đã cao lên, hơn nữa còn có vóc người hoàn hảo. Rất khác với Ngô Bình trong ấn tượng của Trương Tân Minh. Ngô Bình, đúng thế, tôi tiêm hormone vào năm nhất đại học. Trương Tân Minh không nghĩ nhiều, vỗ vai anh nói, bây giờ người anh em thế nào rồi? Tìm được công việc chưa? Ngô Bình cười nói, tôi làm việc ở bệnh viện, cậu thì sao? Còn chạy siêu xe, có phải phát tài rồi không? Trương Tân Minh bật cười, phát tài gì chứ, làm chút việc kinh doanh thôi, kiếm ít tiền lẻ. À phải rồi. Cậu đi đâu đây, buổi tối tụ họp chút nhé. Ngô Bình không có thời gian nói, Tân Minh, hôm khác nhé, hôm nay tôi còn có việc. Trương Tân Minh đanh mặt, Ngô Bình, không nể mặt anh em gì thế. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, tối nay cậu phải đến, nếu không tôi đến nhà cậu. Ngô Bình cười khổ, tên này vẫn như trước, anh ngẫm nghĩ rồi nói, vậy được rồi, cậu cho tôi thời gian và địa điểm, tôi sẽ đến. Trương Tân Minh nói, vậy được. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Thêm bạn với nhau rồi, Trương Tân Minh cười nói, Ngô Bình, tối nay hiệu trưởng cũ và mấy người bạn ở trường cũng đến, chúng ta tụ họp một trận. Ngô Bình bỗng nghĩ đến, ngôi trường mình đã tốt nghiệp cũng không đơn giản, lần hội ngộ này thật sự là tình cờ sao? Trời vẫn còn sớm, Ngô Bình bèn đến biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long trước. Đường Tử Di đang làm việc ở nhà, nghe thấy tiếng, đôi mắt cô ấy sáng lên. Mở miệng gọi, chồng à. Ngô Bình đi vào từ sân thượng cười nói, Tử Di, thính giác của em tốt thế, có thể nghe được là anh.
Nương tử Di liếc anh, ngoài anh ra còn ai bay vào đây? Ngô Bình đi đến cạnh cô ấy, thấy cô ấy đang đọc tài liệu thì nói, đừng làm nữa, qua đây với anh một lát. Nương tử Di cười nói, hôm nay sao lại có thời gian đến tìm em thế? Ngô Bình nói, có đồ tốt cho em đây. Anh lấy hết 4 món quốc bảo mà nhị hoàng tử Đông Doanh tặng ra, rồi đặt lên bàn. Nương tử Di nhìn xem, ngạc nhiên nói, đồ tốt. Ở đâu thế? Ngô Bình, đi Đông Doanh một chuyến, đưa cho em giữ. Nương tử Di rất vui, ông nội mà thấy chắc chắn sẽ rất vui. Ngô Bình, tử Di, anh đến đây là có việc muốn nói với em. Nương tử Di ngồi lên chân anh, chuyện gì thế chồng? Ngô Bình, linh khí đang được hồi phục, cả thế giới sẽ xảy ra những thay đổi chưa từng có. Nương tử Di sửng sốt, linh khí khôi phục. Ngô Bình, tức là sinh linh trên thế gian đều sẽ trở nên mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, yêu ma quỷ quái, yêu tinh thần tiên trong truyền thuyết đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa trật tự xã hội hiện giờ cũng sẽ phá vỡ, quá trình này sẽ đi đôi với bất ổn, hỗn loạn. Đến lúc đó nguyện vọng lớn nhất của người dân là sống sót. Nghe xong sắc mặt Đường Tử Di hiện lên vẻ nghiêm trọng, chồng à, nói thế thì thế giới sẽ rất hỗn loạn. Ngô Bình, không thể tránh khỏi, nhưng trật tự sớm muộn gì cũng bình thường lại, chỉ là không biết mất bao lâu. Đường Tử Di im lặng vài giây, vậy chúng ta phải làm sao? Ngô Bình, bán tập đoàn Đường Thị, lấy tiền mua đất, đồng thời phát triển thuốc biến đổi gen. Đường Tử Di ngạc nhiên, bán tập đoàn Đường Thị. Ngô Bình gật đầu, quản lý dòng tiền, mua đất trước, sau đó thành lập một doanh nghiệp mới. Đường Tử Di, thị trấn Phỉ Thúy của chúng ta thì thế nào? Ngô Bình, để lại đi, đó là một mảnh đất lớn, còn mấy dự án bất động sản ở thành phố Giang Nam, có thể không bán thì đừng bán. Nương tử Di, chồng ơi, để lại nhiều thế làm gì? Lẽ nào sẽ tăng giá? Ngô Bình, bây giờ mà bán, đổi lại là tiền tệ không có giá trị, sau này tiền tệ của thế giới sẽ có cải cách lớn, tiền trong tay chúng ta sẽ không còn giá trị nữa. Anh nói tiếp, hiện nay tiền tệ của thế giới có thể có bao nhiêu? Không quá 1.000 tỷ tệ nhỉ. Sau khi linh khí khôi phục, một viên đan dược có thể lên đến mấy mươi tỷ, thậm chí là mấy nghìn tỷ, tiền tệ cũ đã không còn hợp nữa. Nương tử Di, tiền tệ mới là như thế nào? Ngô Bình lấy một lá bùa ra, giống như vậy, vốn dĩ vừa là sản phẩm vừa là tiền tệ, rất có giá trị. Nương tử Di ngẫm nghĩ, ừ, ngày mai em sẽ bàn chuyện này với bố, sau này phát triển thuốc thay đổi gen mà anh nói sẽ có thị trường không? Ngô Bình, tất nhiên, về bản chất thuốc thay đổi gen và đan dược không có gì khác nhau mà anh lại chắc chắn về phương diện kỹ thuật. Linh khí được khôi phục thì bị ảnh hưởng nhiều nhất là con người là sự trường tồn của vạn linh. Dưới tác dụng của linh khí, vào người bình thường có khả năng mở ra tiến hóa, khôi phục năng lực huyết mạch của tổ tiên, thuốc của chúng ta có thể giúp họ tiến hóa tốt hơn, trở nên mạnh hơn. Ngô Bình ở cùng Đường Tử Di, lại giúp cô ấy điều tiết cơ thể. Đến khi trời tối, anh mới đi tham gia buổi họp mặt. Vốn dĩ anh không tham gia buổi họp mặt này nhưng nếu Hồ Kiến Quốc cũng ở đó, vậy thì khá thú vị, anh muốn đi xem thử. Trương Tân Minh đã gửi địa điểm và thời gian cho anh, tối nay sẽ tụ họp ở một nhà hàng đặc sản tên là Biệt Phủ Sơn Thủy ở Thạch Thành. Ngô Bình đáp xuống một con đường vắng, đi được một đoạn thì nhìn thấy có một nam một nữ đi ra từ căn phòng bên cạnh, người phụ nữ khá quen, người nam chính là Lư Tuấn Phi. Lư Tuấn Phi nhìn thấy Ngô Bình, sắc mặt trở nên gượng gạo bước đến vài bước nói, Ngô Bình. Ngô Bình nhìn anh ta hỏi, đều ở trong à? Lư Tuấn Phi gật đầu, ừ, đều trong đó, đã có mười mấy người rồi. Ngô Bình không để ý đến anh ta nữa, sải bước đi vào. Người phụ nữ bên cạnh Lư Tuấn Phi mặc một thân toàn đồ hiệu, mặc dù nhan sắc khá bình thường nhưng khí chất lại hơn hẳn những người khác, cô ta nhíu mày, Tuấn Phi, người này kiêu ngạo thật. Vô lễ với anh quá, anh ta là ai thế? Lư Tuấn Phi nói, nhân vật tầm cỡ, chúng ta không chọc vào nổi đâu. Người phụ nữ không cho là thế, nhà cô ta cũng được xem là gia tộc lớn ở Vân Kinh, mặc dù không so được với 4 gia tộc lớn nhưng cũng không phải ai cũng có thể chọc vào được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta đứng đó lạnh nhạt nói, về thôi, bảo anh ta xin lỗi anh. Lư Tuấn Phi thở dài, Tiểu Uyển, thôi đi, ban đầu là anh có lỗi với người ta. Người phụ nữ cười mỉa, bây giờ anh là người đàn ông của em, anh ta vô lễ với anh chính là vả mặt em, đừng sợ, có em đây.
Mặc dù ban đầu Lư Tuấn Phi tổn thất nặng nề nhưng dù sao cũng có không ít tiền nên trong một năm nay, anh ta đã làm rất nhiều việc kinh doanh, tiếc là đều thất bại, cuối cùng làm gì cũng không thuận lợi. Tháng trước anh ta vừa hẹn hò với người phụ nữ trước mặt, Lý Tiểu Huyền. Nhà họ Lý làm bên công thương nghiệp, mấy doanh nghiệp của họ đều là đầu tàu trong tỉnh. Lư Tuấn Phi có vẻ ngoài ổn, miệng lưỡi lại ngọt nên cuối cùng Lý Tiểu Huyền trở thành bạn gái anh ta sau khi được anh ta tấn công theo đuổi. Anh ta trước giờ luôn nghe lời Lý Tiểu Huyền, lúc này lại kéo cô ta lại, Tiểu Huyền, em nghe anh đừng chọc vào cậu ta. Lý Tiểu Huyền sửng sốt, sau đó cười nhạo, Lư Tuấn Phi, không ngờ anh lại nhát như thế. Lưu Tuấn Phi cạn lời nói, đây không phải là vấn đề sợ hay không. Thế này nhé, anh đi vào trong với em nhịn 10 phút. 10 phút sau em sẽ biết tại sao anh lại sợ cậu ta. Lý Tiểu Huyền hừ một tiếng, được, em muốn xem thử rốt cuộc người này có gì đáng sợ. Hai người lại quay về đại sảnh, Ngô Bình ngồi bên cạnh cựu hiệu trưởng Hồ Kiến Quốc, hai người vừa nói vừa cười, đứng bên cạnh là mấy người có công ăn việc làm tốt nhất Diêm Lập Vũ, Mã Thiên Lý. Nhìn thấy thế Lý Tiểu Huyền ngây người, xếp Mã và xếp Diêm thế mà lại đứng phía sau anh ta cứ như người hầu đi theo thôi vậy. Lư Tuấn Phi, thật ra họ không xứng làm tay sai của Ngô Bình kia, chỉ có thể nịnh nọt cậu ta. Ngô Bình có lời muốn nói với Hồ Kiến Quốc bèn kéo ông ấy đến nơi yên tĩnh, người khác không tiện đi theo. Anh nói, ông Hồ, vẫn chưa có tin tức gì về người mà tiền bối bảo tôi tìm. Ông Hồ xoa cằm, không sao, tôi tìm lâu như thế vẫn không có manh mối, cậu không thể tìm ra được ngay mà. Ngô Bình, ông Hồ, bây giờ tiền bối đang ở tu vi nào? Thiên tiên sao? Ông Hồ liếc nhìn anh, cậu hỏi chuyện này làm gì? Ngô Bình cười nói, tò mò thôi mà. Linh khí sắp được khôi phục, nếu tiền bối có tu vi đủ cao, tức là tôi có thêm một chỗ dựa. Ông Hồ ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn tiết lộ một chút vẫn ổn, tu vi của tôi là chân tiên thượng tam. Trên địa tiên là thiên tiên, chín cảnh giới của thiên tiên chia ra làm ba giai đoạn, gồm hạ tam cảnh và thượng tam cảnh. Hạ tam cảnh gọi là hư tiên. Căn cơ của hư tiên không vững, phải trải qua ba kiếp nạn, có một phần thiên tiên sẽ phải chết vì điều này hoặc bị đánh trở về nguyên hình. Trở thành hư tiên không khó, nhưng tiếp tục sống ở giai đoạn hư tiên thì lại là việc cực kỳ khó. Vì vậy, hư tiên đều cố nỗ lực tu hành, hy vọng có thể vào được tam cảnh. Thiên tiên của tam cảnh gọi là thần tiên, giai đoạn này có thể hiển thánh trong nhân gian, nhận hương hỏa cung phụng từ nhân gian. Có điều... Cứ 100 năm thì thần tiên sẽ phải gặp một kiếp nạn nhỏ, 3.000 năm gặp một kiếp nạn lớn, cuộc sống cũng không được bình yên. Vì vậy ai nấy đều muốn trở thành thiên tiên của thượng tam cảnh. Nếu thần tiên nhận được sắc phong từ thiên chủ của cảnh giới hiện tại thì sẽ có thể trở thành thiên vương, thiên quân, nắm giữ quyền lực rất lớn. Thiên tiên của thượng tam cảnh thường được gọi là thượng tiên, chân tiên. Chân tiên không còn gặp tai kiếp nữa, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Lĩnh hội sự huyền diệu của vũ trụ, không còn cần phải mượn đến hương hỏa của nhân gian để tu hành nữa. Không ngờ Lữ Tổ lại là chân tiên, Ngô Bình vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ông Hồ, thì ra ông là chân tiên à, lợi hại thật. Hồ Kiến Quốc, chân tiên cái khỉ gì, đến khi cậu thành thiên tiên thì sẽ biết, có chân tiên đến cả thần tiên cũng đánh không lại. Cao thủ thật sự không phải là giáo chủ một phương mà là chủ nhân thiên cảnh. Nếu không phải là Đại La Kim Tiên thì tất cả đều là ảo tưởng. Ngô Bình, Đại La Kim Tiên thì xa xôi quá, tôi chỉ thấy chân tiên lợi hại. Hồ Kiến Quốc, nhóc con, cậu có biết tại sao hôm nay lại có cuộc tụ họp này không? Ngô Bình chớp mắt, tại sao? Hồ Kiến Quốc, lúc đầu sở dĩ tôi làm hiệu trưởng là vì trường học đó của chúng ta có hai người rất đặc biệt. Ngô Bình hứng thú, đặc biệt thế nào? Hồ Kiến Quốc, tôi có một người bạn tốt. Vốn dĩ đã là thiên tiên tầng 9, có hy vọng thành Đại La. Nhưng ông ấy đắc tội với người ta, không thể không đầu thai chuyển thế. Sau khi chuyển thế, ông ấy là một học sinh của trường này, cao hơn cậu một khóa. Ngô Bình, chậc, thiên tiên tầng 9 à? Hồ Kiến Quốc, cậu ấy đã bị phong tỏa linh trí, bây giờ chỉ là một thằng ngốc, không hiểu gì về tu hành. Còn tôi thì chắc chắn không thể truyền thụ công pháp cho cậu ấy, nếu không thì sẽ bị người khác phát hiện ra ngay. Ngô Bình liền cảnh giác, ông Hồ, ông nói chuyện này với tôi làm gì? Hồ Kiến Quốc, nhóc con, cậu giúp tôi khơi thông cho người này. Chỉ cần cậu ấy được đả thông thì không cần cậu chỉ bảo nữa, tự cậu ấy cũng có thể tu hành. Ngô Bình, ông Hồ, lỡ có người phát hiện ra tôi thì sao?
Hồ Kiến Quốc, không đâu, cậu không có tên ở tiên giới, làm gì cũng sẽ không bị họ phát hiện. Cậu đừng từ chối, người này trọng tình cảm lắm, cậu giúp cậu ấy thì người này nhất định sẽ không quên ân tình của cậu đâu. Sau này, cậu đến tiên giới chẳng phải sẽ có thêm một chỗ dựa sao? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, ông Hồ, ông phải nói cho tôi biết thân phận thật sự của anh ấy. Hồ Kiến Quốc phất tay, không được đâu, tôi mà nói tên của cậu ấy ra thì bên trên sẽ biết ngay, vậy thì chuyện sẽ không thành được. Ngô Bình vẫn hơi do dự, Hồ Kiến Quốc nói, tôi không để cậu giúp không công đâu, ngày mai tôi sẽ cùng cậu đến gặp bề trên, cho cậu một tạo hóa. Ngô Bình chớp mắt, thôi được, vãn bối sẽ giúp ông chuyện này. Chỉ là tôi phải làm sao để khai thông cho anh ấy. Hồ Kiến Quốc, cậu đả thông thần khứu ở giữa trán của anh ấy là được. Ngô Bình gật đầu, sau đó lại hỏi, ông có biết Thẩm Thiên Quân không? Hồ Kiến Quốc bĩu môi, hừ, biết chứ. Chân tiên nhị cảnh, thực lực ngang ngửa tôi, có điều rất có quyền thế, là chi kỷ bên cạnh Đại Thiên Tôn. Ngô Bình, Đại Thiên Tôn là ai? Chủ nhân tiên giới, Hồ Kiến Quốc đáp. Ngô Bình, tu vi của Đại Thiên Tôn mạnh nhất tiên giới sao? Hồ Kiến Quốc nói, nếu xét ở tiên giới thì tất nhiên ông ấy mạnh nhất, nhưng ở Hồng Hoang thì bất cứ giáo chủ nào cũng đều không thua kém ông ấy đâu. Ngô Bình, ông Hồ, sau này tôi đến tiên giới thì đến đâu là thích hợp? Hồ Kiến Quốc, nhóc con cậu tư chất tốt thế thì đến đâu mà không được. Hai người họ đang to nhỏ thì Hồ Kiến Quốc bỗng thúc nhẹ anh, tên ngốc đó đến rồi. Ngô Bình nhìn ra cửa thì thấy một anh giao hàng mặc đồ màu xanh da trời bước vào, tầm 25 tuổi, đậm chất phong trần. Anh ấy vừa bước vào thì đã có người cười, nói, chà, đây chẳng phải là Tống Bình An sao? Sao cậu lại mặc bộ đồ này? Ngô Bình nhìn thấy anh ấy thì liền nhớ ra. Khi anh học đại học năm 1, năm 2, có một người tên Tống Bình An. Người này quanh năm chỉ mặc một bộ đồ, đông không biết lạnh, hè không biết nóng. Có điều quần áo của anh ấy thì luôn rất sạch sẽ. Nhưng người này rất xui xẻo, năm xưa rõ ràng có thực lực thi vào trường nổi tiếng nhưng bài thi của anh ấy lại bị sửa thành tên của người khác, còn bài thi của người khác thì lại viết tên của anh ấy. Cuối cùng anh ấy phải học trường đại học bình thường, trở thành bạn học của Ngô Bình. Ngày nào người này cũng ôm sách ngồi đọc ở sân vận động, thành tích của anh ấy cực kỳ tốt, học kỳ 1 của năm 2 đã học xong hết lộ trình, sau đó bắt đầu chuẩn bị thi cao học. Anh ấy rất điển trai nên được rất nhiều nữ sinh trong trường mê đắm, có điều anh ấy không để tâm đến và từ chối tất cả. Anh ấy quá ưu tú nên khiến rất nhiều nam sinh trong trường đố kỵ, may mà học kỳ 2 của năm 2, Tống Bình An đã thi đỗ thạc sĩ của Đại học Hoa Thanh. Có điều hình như vận may của người này không được tốt lắm, sau khi thi đỗ thạc sĩ không lâu thì lại bị Đại học Hoa Thanh khai trừ chỉ vì chuyện không đâu vào đâu. Sau đó anh ấy lại thi vào trường khác nhưng cũng đều không thuận lợi, không phải bị khai trừ thì cũng không tốt nghiệp được. Anh ấy kiên trì mấy năm, đến khi lớn tuổi rồi thì vừa học vừa tự kiếm tiền. Chuyện của anh ấy thường xuyên được lan truyền trong các nhóm bạn, có người gọi anh ấy là truyền kỳ, có người lại xem như trò cười. Ngô Bình thì lại rất khâm phục con người này, không chùn bước trước khó khăn, không hổ là đại năng chuyển thế. Tống Bình An không cao, khuôn mặt thanh tú, anh ấy chỉ mỉm cười trước sự chào hỏi đầy chế giễu của mọi người, sau đó thì tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Không ai qua ngồi qua đó vì dù gì những người đến đều là người thành công, ai lại coi trọng một người giao hàng. Ngô Bình cầm hai ly nước đến ngồi đối diện với Tống Bình An, mỉm cười, nói, đàn anh. Tống Bình An đưa hai tay ra nhận lấy, nói cảm ơn. Ngô Bình, đàn anh còn nhớ tôi không? Trước khi anh tốt nghiệp, chúng ta từng đánh bóng rổ với nhau. Anh đánh rất giỏi, không ai đỡ được cú ném bóng vạch ba điểm của anh. Tống Bình An cười rạng rỡ, cậu là đàn em Ngô Bình đúng không? Tôi nhớ cậu. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, là tôi đây. Đàn anh vừa giao hàng xong à? Tống Bình An không cảm thấy việc giao hàng có gì không tốt. Anh ấy gật đầu, ừ. Tôi đã biết hết những con đường gần đây rồi, hiệu suất giao hàng tăng hơn 40% so với tháng trước. Bây giờ mỗi ngày tôi có thể giao 110 đơn, thu nhập cũng được lắm. Ngô Bình ngạc nhiên, hơn 100 đơn sao? Giỏi thật, vậy tháng này ít nhất cũng được 2, 30.000 nhỉ? Tống Bình An mỉm cười, nói, gần 20.000. Tôi định làm thêm 2 tháng nữa rồi đi thi. Ngô Bình biết đại khái hoàn cảnh của anh ấy. Thi cao học thế nào cũng rất nên nói, không cần thi nữa,
đàn anh muốn đến học ở trường nào để tôi sắp xếp giúp cho. Tống Bình An ngây ra, cậu giúp tôi sắp xếp ư? Ngô Bình gật đầu, trước đây anh là thạc sĩ của Hoa Thanh đúng không? Trùng hợp thật, tôi cũng học cao học ở đó, có thể nói chuyện được với lãnh đạo nhà trường. Tống Bình An im lặng vài giây rồi nói, đàn em, tôi tự thi thì tốt hơn. Ngô Bình mỉm cười, nói, rõ ràng anh đã thi đậu rồi, tại sao lại còn phải thi nữa? Anh thông minh như thế, đừng lãng phí tài năng ở việc suy nghĩ, chỉ bằng thế này, bây giờ tôi giúp anh hỏi thử. Ngô Bình vừa nói vừa gọi điện thoại. Chưa đầy 5 phút, Tống Bình An đã nhận được điện thoại, đấy là điện thoại gọi đến từ văn phòng hiệu trưởng Đại học Hoa Thanh, thông báo anh ấy đã được khôi phục hồ sơ, hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng quay lại trường học tập. Tống Bình An rất ngạc nhiên, đàn em, sao cậu làm được vậy? Ngô Bình mỉm cười, nói tôi quen biết một số người. Phải rồi đàn anh học thạc sĩ ngành gì? Đã suy nghĩ đến việc tìm việc gì chưa? Anh quyết định, dù có thế nào cũng phải kéo Tống Bình An về công ty mình làm. Tống Bình An nói, tôi học chuyên ngành kỹ thuật gen. Ngô Bình nói, công trình gen. Vậy không tệ, tôi đang chuẩn bị mở một công ty nghiên cứu kỹ thuật gen, đến lúc đó anh có thể đến. Tống Bình An nhìn Ngô Bình, đàn em, cảm ơn cậu giúp tôi. Ngô Bình vỗ vai anh ta, đừng khách sáo. Sau này lúc tôi cần anh giúp, anh đừng từ chối là được. Tống Bình An khẽ cười, nếu cậu có gì cần tôi giúp, Tống Bình An tôi sẽ dốc hết sức làm. Mọi người thấy Ngô Bình khách sáo với Tống Bình An như vậy, đều cảm thấy bất ngờ. Ngô Bình hiện tại, đã là người có địa vị nhất ở buổi tiệc này, ngay cả đám Mã Thiên Lý cũng vây quanh anh. Nói chuyện vài câu với Ngô Bình, hai người để lại phương thức liên lạc. Ngô Bình lại quay về bên cạnh Hồ Kiến Quốc, nói, lão Hồ, người còn lại là ai? Hồ Kiến Quốc, Hồng Hoang có một cao thủ, thực lực mạnh hơn tôi nhiều. Người này nghĩ bản thân ở giai đoạn địa tiên không có căn cơ vững chắc, vì vậy đầu thai chuyển kiếp, trở thành một người tên là Mạc Hiên. Mà hiện tại cũng là học sinh của tôi. Ngô Bình kinh ngạc, thực lực trên cả Lữ Tổ, vậy là cao thủ cỡ nào chứ? Cái tên Mạc Hiên này, anh chưa từng nghe đến, dù sao trong trường cũng có cả mấy chục nghìn học sinh, anh không thể nào biết hết mọi người được. Hồ Kiến Quốc nói cho anh, Mạc Hiên và anh là cùng khóa, là một nữ sinh vô cùng bình thường. Ngô Bình, vị cao thủ kia, trước kia là nữ sao? Hồ Kiến Quốc, kiếp trước là nam. Vẻ mặt Ngô Bình kỳ lạ, vậy người này muốn làm con gái sao? Hồ Kiến Quốc gật đầu, người này cho rằng, thể chất của nữ giới thích hợp để tu luyện hơn, vì vậy ở kiếp này đã lựa chọn trở thành một cô gái. Ngô Bình trợn mắt ngạc nhiên, để tu luyện, mà ngay cả giới tính cũng thay đổi, đúng là người ngoan tuyệt. Người này, cũng cần tôi giúp anh ta lĩnh ngộ sao? Hồ Kiến Quốc, người này không cần lĩnh ngộ, nhiệm vụ của cậu là tiếp đón đối phương, tốt nhất là có thể làm bạn trai của cô ấy. Hồ Bình lập tức sầm mặt, lão Hồ, ông đùa gì vậy, đó là nam mà. Hồ Kiến Quốc nghiêm mặt nói, kiếp này là nữ. Ngô Bình trợn mắt, chuyện ông nói, tôi không làm được. Hồ Kiến Quốc nói, không cần làm bạn trai, làm bạn thân con trai thì được chứ. Ngô Bình liếc nhìn Hồ Kiến Quốc, ông đang lừa tôi sao? Hồ Kiến Quốc, tôi nói cho cậu biết, sở dĩ Mạc Hiên này chuyển thế, nhất định có nguyên nhân khác. Tôi đoán, có khả năng người này đã sở hữu được phương pháp chứng đạo. Ngô Bình, phương pháp chứng đạo. Hồ Kiến Quốc gật đầu, vì vậy cậu phải tiếp xúc thường xuyên, tốt nhất là có thể trở thành bạn bè. Ngô Bình đau cả đầu, anh làm gì có thời gian đi quan sát người khác, huống hồ còn là một cô gái. Ngay lúc này, một cô gái đã đi vào. Cô gái có vẻ ngoài bình thường, đôi mắt to, tóc ngắn, gương mặt có tàn nhang, dáng người không cao, quần áo cũng tầm thường. Cô ấy chính là Mạc Hiên, vì vậy Hồ Kiến Quốc đưa mắt ra hiệu với Ngô Bình, thấp giọng nói, dựa vào cậu đấy. Ngô Bình cắn răng, đứng dậy đón Mạc Hiên, cười nói, Hiên Hiên, cuối cùng cô cũng đến rồi. Hành động của Ngô Bình khiến mọi người sững sờ, Hiên Hiên. Bởi vì hầu hết bọn họ đều không biết Mạc Hiên. Mạc Hiên cũng ngây người, cô ấy quan sát Diệp Huyên từ trên xuống, kinh ngạc hỏi, anh đang gọi tôi. Ngô Bình cười nói, cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Ngô Bình, chúng ta cùng khóa. Mạc Hiên có chút ngại ngùng, bởi vì cô ấy không nhớ ra Ngô Bình. Thật ra cô nào biết, trong ấn tượng của Ngô Bình, cũng không có bóng dáng của cô ấy. Ồ, Ngô Bình, đã lâu không gặp, lịch sự thì cô ấy vẫn chào hỏi.
Ngô Bình lập tức kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tống Bình An, cười nói, đàn anh, cô ấy là Mạc Hiên, mọi người làm quen chút đi. Mạc Hiên, đây là đàn anh Tống Bình An. Tống Bình An gật đầu, chào đàn em Mạc. Mạc Hiên nói, chào đàn anh. Ngô Bình cười ha ha, nói chứ, ở đây nhiều bạn học như vậy, tôi thấy hai người là thân thiết nhất. Ngô Bình suy nghĩ, muốn làm bạn thân của Mạc Hiên chỉ e là việc rất khó, dù sao anh cũng chưa từng làm bạn thân khác giới của ai bao giờ. Ba người nói chuyện một lúc, Trương Tân Minh kia mới khoan thai đi đến, anh ta vừa đến đã chào hỏi với mấy người Mã Thiên Lý, Các Lập Vũ, chẳng buồn nhìn đến mấy người khác, thậm chí cũng không quan tâm đến Hồ Kiến Quốc. Ngô Bình âm thầm lắc đầu, sau đó anh vẫy tay với Trương Tân Minh. Trương Tân Minh nhanh bước đi đến, cười nói, Ngô Bình, cậu đến từ sớm rồi à? Ngô Bình, Tân Minh, cậu đi chào hỏi hiệu trưởng đi. Trương Tân Minh liếc nhìn Hồ Kiến Quốc, nói, ông ta rất phiền phức, tôi không muốn quan tâm đến ông ta. Ngô Bình cạn lời, cũng không nói gì thêm. Anh nhìn ra được, Trương Tân Minh này có lẽ đã bái sư, học được chút pháp môn tu hành, chỉ là cũng không ra gì. Ở phía sau, Lư Tuấn Phi như có suy nghĩ, lầm bầm nói, kỳ lạ, Ngô Bình và Mạc Hiên, Tống Bình An đều không quen biết, sao lại thân thiết với bọn họ như vậy? Lý Tiểu Uyển hỏi, Tuấn Phi, sao vậy? Lư Tuấn Phi Tiểu Uyển, trong này chắc chắn có gì đó, sau này nếu có cơ hội, chúng ta phải tiếp xúc nhiều với Tống Bình An và Mạc Hiên. Lý Tiểu Uyển bĩu môi, hai người bình thường mà thôi, cần thiết sao? Lư Tuấn Phi, ánh mắt Ngô Bình tốt hơn chúng ta nhiều, đi theo con đường của cậu ta chắc chắn sẽ không sao. Lý Tiểu Uyển, người này lạnh nhạt với anh như vậy, hà tất phải quan tâm đến anh ta. Nói xong thì khẽ thở dài, anh ta đối xử với anh như thế cũng là đủ tình nghĩa rồi, đổi lại là anh sẽ không bỏ qua cho đối phương đâu. Được rồi, không nhắc mấy chuyện cũ này nữa, chúng ta đi kính rượu với hiệu trưởng. Không lâu sau, Đào Như Tuyết cũng đã đến. Hôm nay, Đào Như Tuyết rất xinh đẹp, cô ta mặc trang phục của Miêu gia, trông rất thanh tú. Cô ta vừa xuất hiện lập tức đã thu hút ánh mắt mọi người. Ngô Bình. Đương nhiên, Đào Như Tuyết nhìn thấy Ngô Bình đầu tiên, cười khẽ đi đến. Ngô Bình gật đầu, Như Tuyết, em từ đâu đến đây thế? Đào Như Tuyết, từ phía nam đến. Ngô Bình giới thiệu Mạc Hiên và Tống Bình An cho cô ta, hai người đều rất thận trọng. Phải biết rằng, Đào Như Tuyết năm đó là hoa khôi, là mỹ nữ hàng đầu. Đào Như Tuyết là một cô gái thông minh, nhìn ra được Ngô Bình xem trọng hai người họ, vì vậy đối xử với họ cũng rất khách sáo. Ngô Bình, Như Tuyết, nếu em không bận gì thì ở lại Vân Kinh chơi mấy ngày, đưa Mạc Hiên và đàn anh Tống đi dạo phố chơi đi. Tống Bình An vội nói, đàn em, tôi thì không đi đâu, tôi còn phải chuẩn bị nhập học ở Hoa Thanh. Ngô Bình cười nói, vậy cũng được. Đợi đến khi tôi đi Thiên Kinh, lại liên lạc với đàn anh Tống. Tống Bình An này có chút thanh tĩnh, ngồi một lúc, anh ấy đã tạm biệt với Hồ Kiến Quốc, rời khỏi buổi tiệc. Sau khi chào hỏi với mấy người Hồ Kiến Quốc, Đào Như Tuyết lại đến nói chuyện với Ngô Bình, nhắc đến chuyện sản phẩm cho sức khỏe. Lúc trước Ngô Bình đã chuẩn bị hai lô sản phẩm dành cho sức khỏe, một loại tốt cho tim và não, lấy tên là nước uống huyết quản Khang Ninh. Một loại thì có hiệu quả dự phòng và chữa trị bệnh đau dạ dày, lấy tên là nước uống vi vị lạc thư. Vì hai loại thuốc này bởi thuộc sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nên được tung ra thị trường khá nhanh, trước mặt đã bán trên thị trường hơn một tháng. Vì đã chi ra một khoản tiền lớn cho quảng cáo, và bản thân thuốc cũng có hiệu quả không tệ, nên lượng tiêu thụ của hai loại này rất tốt. Đến nay trên thị trường đã bán hơn 1.000 vạn hộp, doanh thu 1 tỷ rưỡi. Ước tính năm nay, doanh thu hai loại này sẽ bùng nổ lên 20 tỷ, lợi nhuận hơn 10 tỷ. Đào Như Tuyết, chúng tôi đã làm nghiên cứu, có không ít người tiêu dùng mua thuốc chăm sóc sức khỏe của chúng ta dùng như thuốc trị bệnh đau dạ dày mãn tính, trị bệnh tim mạch máu các thứ, hiệu quả không tệ. Ngô Bình nói, Như Tuyết, khi trở về em hãy lấy 1/3 của lô thuốc này phân phát miễn phí có người cần dùng, đặc biệt là những nhà có hoàn cảnh khó khăn. Thuốc được tặng, bên trên nhớ in hình của anh. Trên hộp thuốc, phải có giới thiệu của anh, nói là anh phát thuốc miễn phí cho mọi người, mong bọn họ sớm khỏi bệnh. Đào Như Tuyết cười nói, tại sao phải làm như vậy? Cô ấy biết Ngô Bình không phải người thích nổi tiếng, chắc chắn như vậy là có lý do. Ngô Bình cười nói, cách đây không lâu, anh phát hiện Thích Đức Hành Thiện sẽ nhận được sự cảm kích của người khác và nhận về được công đức cho mình.
Đào Như Tuyết gật đầu nói, được rồi, về em sẽ lo vụ này. Mạc Hiên ngồi cạnh đó nghe hai người nói chuyện, sau đó không nhịn được chen lời, đúng là công đức rất quan trọng. Ngô Bình, Mạc Hiên, cô cũng biết công đức à? Mạc Hiên gãi đầu, tôi cũng không rõ lắm, nghe anh nói là đầu tôi tự nhảy ra ký ức có liên quan đến nó thôi. Ngô Bình vội nói, cô nói cho tôi nghe đi. Mạc Hiên gật đầu, công đức có thể tiêu diệt tai kiếp, ví dụ như khi lôi kiếp, sức mạnh công đức có thể hóa giải phần lớn lực sát thương của sấm sét. Hoặc giả dụ như khi tâm ma tung hoành, công đức có thể khống chế tâm ma. Nhất là giai đoạn hư tiên, công đức chính là loại thuốc cứu mạng tốt nhất, đến giai đoạn thần tiên thì công đức còn có thể chuyển hóa thành sức mạnh hiển linh, nói chung là rất tốt. Đào Như Tuyết vô cùng kinh ngạc, sau đó tò mò hỏi Mạc Hiên, Mạc Hiên, cô biết nhiều thế, cô cũng là người tu hành à? Mạc Hiên, không, tôi chỉ biết vậy thôi. Ngô Bình cười nói, quá đỉnh. Sau đó, anh nói với Đào Như Tuyết, Như Tuyết, không còn sớm nữa, hãy em dẫn Mạc Hiên đến trung tâm thương mại gần đây chơi rồi mua ít đồ trang điểm gì đó đi. Đào Như Tuyết đồng ý ngay, vâng, em có nhiều thẻ hội viên lắm, không thể lãng phí được. Mạc Hiên, chúng ta đi thôi. Phụ nữ sẽ dễ trò chuyện với nhau hơn, Mạc Hiên nhanh chóng có thiện cảm với Đào Như Tuyết, sau đó cả hai cùng nhau đi dạo phố. Ngô Bình lại đi tới cạnh Hồ Kiến Quốc rồi nói, ông Hồ, ông có thể nói qua cho tôi biết về người mà ông bảo tôi tìm không? Hồ Kiến Quốc trầm mặc một lát rồi nói, đó là Trung Ly Quyền sư phụ của tôi. Cơ thể của người bị người ta chém thành nhiều mảnh, chỉ có chân linh thoát ra ngoài rồi xuống nhân gian. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sư phụ ông bị người ta chém ư? Ai thế? Hồ Kiến Quốc, người đó là một giáo chủ có thực lực rất mạnh, cậu không nên biết thì hơn. Ngô Bình, ông Hồ, ông có cách nào dẫn tôi đến tiên giới tham quan được không? Hồ Kiến Quốc nhìn anh rồi nói, nếu cậu muốn tu hành ổn định thì tốt nhất hãy ở lại đây, hoặc tu hành ở Đại Lục Hồng Hoang. Ngô Bình, tại sao? Hồ Kiến Quốc, tôi không nói rõ được, nhưng kinh nghiệm của rất nhiều người tu hành đã chứng minh quan điểm của tôi là đúng. Ngô Bình, được rồi. Hồ Kiến Quốc, linh khí phục hồi, nhiều nhân vật lớn sẽ xuất hiện dưới nhân gian nên cậu phải cẩn thận đấy. Đừng ỷ mình có tư chất phi phàm rồi không coi ai ra gì. Tôi nói cho cậu hay, người giết được cậu nhiều lắm, cho nên đừng có lơ là. Ngô Bình thoáng lo lắng, đây là lời nhắc nhở của chân tiên nên anh phải nhớ kỹ, ông Hồ, các nhân vật lớn đó tại sao lại xuống nhân gian? Hồ Kiến Quốc, muốn biết thì để tôi nói cho mà nghe, sau khi linh khí phù hồi, nơi này sẽ lại trở thành thánh địa cho người tu hành, vận khí tích tụ, động thiên xuất hiện, thiên tài nổi lên. Vì thế, rất nhiều người của tiên giới đều muốn đến đây tìm kiếm cơ duyên, hy vọng gặp may. Ngô Bình, tôi nghe nói thế lực của tiên giới cũng có nhanh ở hạ giới. Hồ Kiến Quốc, đương nhiên, họ tính hết rồi. Ví dụ như Mạc Hiên, Tống Bình An, họ đã đầu thai đến đây từ 20 năm trước rồi, mà có nhiều người giống họ lắm. Nói đến đây, Hồ Kiến Quốc thở dài, cậu cũng giống Mạc Hiên và Tống Bình An, đều đang ganh đua ở đây, ai sẽ là người cười đến cuối cùng thì vẫn phải chờ tiếp. Hồ Kiến Quốc mỉm cười rồi nói tiếp, tôi già rồi nên thi thoảng mệt bất chợt, tôi đi trước đây. Hồ Kiến Quốc đi rồi, Ngô Bình cũng không muốn ở lại đây nữa nên anh chào tạm biệt mọi người rồi đi tìm Mạc Hiên và Đào Như Tuyết. Lúc này, Đào Như Tuyết đang chọn quần áo và đồ trang điểm cho Mạc Hiên. Khi Ngô Bình nhìn thấy Mạc Hiên thì cô ấy đã uốn tóc và đổi sang một bộ quần áo hợp thời trang, ngoài ra còn trang điểm. Hình tượng và khí chất của cô ấy lập tức tăng vọt, trở thành một người đẹp thành thị. Có nhiều cô gái không quá xinh đẹp, nhưng khi trang điểm vào thì khí chất lập tức tăng ngay, Mạc Hiên là một ví dụ điển hình. Ngô Bình vỗ tay nói, xinh quá, Mạc Hiên, sau này cô cứ trang điểm như vậy đi. Mạc Hiên ngại ngùng, đỏ mặt nói, Ngô Bình, tôi thấy không được quen cho lắm. Đào Như Tuyết cười nói, thế nên cô mới phải trang điểm thường xuyên, con gái chúng mình phải biết làm đẹp cho bản thân chứ. Sau đó, cô ấy nói với Ngô Bình, tối nay, em ở cùng Mạc Hiên nhé. Ngô Bình, thế đến phố Lệ Thủy đi, ở đó còn phòng trống. Mạc Hiên, Như Tuyết, tôi không làm ảnh hưởng đến hai người chứ. Đào Như Tuyết cười nói, không, tôi thích ở với cô hơn anh ấy nhiều. Ngô Bình lườm mắt, nhưng anh biết Đào Như Tuyết đang nghĩ cho mình, như vậy thì cô ấy sẽ dễ trở thành bạn thân của Mạc Hiên hơn. Về phố Lệ Thủy rồi. Đào Như Tuyết và Mạc Hiên đi thẳng vào phòng nói chuyện luôn. Ngô Bình thì sang phòng sách ngồi tu luyện,
anh lấy một viên đan dược lấy được ở kho báu nhân vương ra rồi uống. Đan dược này có thể nâng cao huyết mạch của anh. Uống đan dược xong, Ngô Bình tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở nhân vương do mình sáng tạo ra, trong lúc đó, cơ thể và kiếm hồn của anh cũng đang dần mạnh lên. Đến gần sáng, Ngô Bình mới ngừng tu luyện, sau đó chuyển sang tu luyện công pháp của Tiên Điện Thiên Võ. Anh tu luyện Lưu Tinh Quyền và Manh Vương Công, anh đã tu luyện đến cửu phẩm cấp 10 rồi, giờ phải tiến bộ thêm một bước nữa. Ban đầu, anh chọn hai công pháp này vì chúng khó nhất, uy lực cũng mạnh nhất. Cho nên giờ anh không còn nhiều sự lựa chọn nữa, võ kỹ tương ứng với Lưu Tinh Quyền là Phá Thiên Tam Quyền. Phá Thiên Tam Quyền cũng là tuyệt kỹ, chiêu thức tuy đơn giản nhưng uy lực rất mạnh, so ra còn hơn cả Lưu Tinh Quyền. Sau Man Vương Công thì anh phải tu luyện công pháp có tên Hôn Nguyên Thiên Công. Công pháp này nối tiếp Man Vương Công, khó luyện nhất trong các công pháp, đương nhiên uy lực cũng khỏi phải bàn cãi. Trong lịch sử của Tiện Điện Thiên Võ, có không ít thiên tài xuất sắc đã thất bại khi tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Công, vì thế công pháp này cũng trở thành điểm khúc mắc của các thiên tài. Đến nay, còn chưa quá 10 người tu luyện được Hỗn Nguyên Thiên Công. Công pháp này khó là bởi bước chuyển tiếp của nó là công pháp còn khó và mạnh mẽ hơn là Âm Dương Tạo Hóa Công. Đến nay mới chỉ có 5 người tu luyện được đến công pháp này thôi. Đương nhiên Ngô Bình biết mức độ khó của nó, nên anh suy xét một lát rồi lấy Hỗn Thiên Nghi ra, chuẩn bị kiểm tra xem Hỗn Nguyên Thiên Công ở cấp bậc nào. Anh điều chỉnh lại công pháp trong đầu, sau đó thuật lại cho Hỗn Thiên Nghi. Ngay sau đó, Hỗn Thiên Nghi đã rung lên rồi xuất hiện một hàng chữ. Công pháp cấp thiên bậc 3, nhiều thiếu sót, lực sát thương 14.000 điểm. Nếu được hoàn thiện thì công pháp sẽ đạt đến cấp thiên bậc 5 hoặc cấp thiên bậc sau và là công pháp cấp sử thi. Ngô Bình tròn mắt lẩm bẩm, bảo sao tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Quân lại khó thế, ra là vì nó có chỗ thiếu sót. Anh hỏi, Hỗn Thiên Nghi, thành công pháp cấp sử thi thì cần bao nhiêu tiền báu? Hỗn Thiên Nghi hiển thị một dãy số thật dài, Ngô Bình nhìn xong thì hít vào một hơi lạnh. Đùa nhau à, gì mà những 20.000 tiền báu, Ngô Bình chỉ có 17.000 tiền báu thôi, thế thì sao đủ được? Anh ngẫm nghĩ rồi mở bảo sách thiên kiêu ra hỏi, tôi đang có một viên Âm Dương Tạo Hóa Đan, có ai mua không? Không lâu sau, đã có rất nhiều người nhảy ra nói tôi. Người khác nói tôi, anh Lý ra giá đi. Ngô Bình, đây là đan dược nhị phẩm nên 5.000 tiền báu nhé. Người đó nói ngay, tôi lấy luôn. Ngô Bình lập tức thêm người đó vào danh sách bạn thân, sau đó chuyển đan dược qua. Một lát sau, anh đã nhận được 5.000 tiền báu. Như vậy thì anh đã có hơn 20.000 tiền báu, đủ để Hỗn Thiên Nghi nâng cấp Hỗn Nguyên Thiên Công lên thành công pháp cấp sử thi rồi. Nhận được tiền báu xong là Hỗn Thiên Nghi hoạt động ngay, mãi đến khi trời sáng thì nó mới dừng lại. Một Hỗn Nguyên Thiên Công mới cấp sử thi, lực sát thương đạt đến 130.000 điểm đã ra lò. Tuy công pháp mới này mạnh hơn, nhưng khi tu luyện lại dễ hơn công pháp cũ, vì công pháp cũ bị sai, trong khi công pháp này đã được sửa đổi lại. Không còn sớm nữa nên Ngô Bình đi gọi Đào Như Tuyết rồi cả ba cùng nhau ăn sáng, sau đó đi chơi, Ngô Bình làm tài xế cho hai cô gái. Sau khi đi chơi một ngày, em đã hoàn toàn yên tâm về Đào Như Tuyết và Ngô Bình, đồng thời cũng thả lỏng hơn. Buổi chiều, Đào Như Tuyết nhân cơ hội đó mời em đến Biên Nam chơi. Cô ấy vui vẻ đồng ý ngay. Tiễn hai cô gái lên máy bay xong, Ngô Bình thở phào một hơi, coi như xong nhiệm vụ rồi. Hôm nay, anh đã hẹn gặp Lữ Tổ nên phải về nhà ngay. Sau khi về nhà, Ngô Bình thấy bố mình đang ngồi nói chuyện với một đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ này có cốt cách thần tiên, mặt như ngọc, môi đỏ mắt phượng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn có khí chất bất phàm. Ngô Bình biết đây chính là Lữ Tổ Lữ Thuần Dương nên lập tức hành lễ tham kiến tiền bối. Lữ Tổ nhìn anh rồi cười nói, ừ, tôi chờ cậu lâu rồi đấy. Lý Niệm Tổ cười nói, Tiểu Bình, bố đã bái sư rồi, con mau chào sư tổ đi. Ngô Bình tròn mắt nói, bố nhận tiền bối làm sư phụ rồi ạ. Lý Niệm Tổ, ừ, sư phụ bảo bố có cốt cách tốt nên muốn truyền tiên pháp vô thượng cho bố. Lữ Tổ cười nói, chàng trai. Không ngờ bố cậu lại là linh minh thánh thể đấy, hơn nữa còn có huyết mạch thần vương. Tôi thấy ưng nên muốn nhận ông ấy làm đệ tử. Ngô Bình đành chắp tay chào, chào sư tổ ạ. Lữ Thuần Dương nói, nơi này được đấy, phong thủy do cậu sắp đặt đấy à. Ngô Bình thầm thấy đắc ý đáp, thưa sư tổ, người thấy sao ạ?
Lữ Thuần Dương nhận xét, chẳng ra gì cả. Ngô Bình ngạc nhiên nói, sư tổ, gì đến mức ấy ạ? Thế thất tinh Long Vương do một bậc thầy phong thủy tạo ra đấy ạ. Lữ Thuần Dương, trước khi đến đây, tôi đã nói sẽ tặng cho cậu một vận may đúng không? Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu sửa lại thế thất tinh Long Vương này thành thế phương thiên long. Thế thất tinh Long Vương của cậu chỉ có thể ảnh hưởng đến phong thủy tổng phạm vi 500 cây số quanh đây thôi. Còn thế phương thiên long của tôi có thể tăng vận may phong thủy lên phạm vi cả nghìn cây số, hơn nữa còn giúp ích cho nhà cậu. Ngô Bình sáng mắt lên nói, vâng, phiền sư tổ ạ. Lữ Thuần Dương, làm trò này gây động tĩnh hơi lớn nên để tối rồi làm. Thấy đã đến giờ cơm, Ngô Bình bảo Lina chuẩn bị đồ ăn, sau đó lấy rượu tiên ngon nhất ra để mời Lữ Thuần Dương. Khi mọi người ăn uống no say xong thì trời cũng tối, Lữ Thuần Dương nói, bố cậu phải đi theo tôi một thời gian. Ngô Bình, khoảng bao lâu ạ? Lữ Thuần Dương, nhanh thì nửa năm, chậm thì vài năm, cái này còn phải xem tốc độ tu hành của ông ấy thế nào. Ngô Bình trầm mặc rồi nói, vâng. Lữ Thuần Dương đứng dậy rồi cười nói, chàng trai, tạm biệt nhé. Lữ Thuần Dương phất ống tay áo, sau đó cùng Lý Niệm Tổ bay đi. Ngay sau đó, bầu trời chợt nổi gió lớn, sấm chớp đúng đoàng. Ngô Bình cảm thấy đất rung núi chuyển, các tiếng động lớn vang lên. Anh biết là Lữ Thuần Dương đang sửa lại thế phong thủy thành thế phương thiên long. Khoảng một tiếng sau, mưa ngừng gió dứt, Ngô Bình bay lên cao quan sát thì thấy có thêm các dạng núi lớn. Chúng như xuất hiện trên không trung, thậm chí khí mạch ở dưới cũng đã được sửa đổi thành thế trận. Có thể thấy nhà anh đã trở thành trung tâm trọng yếu của đại trận, linh khí, chính khí thậm chí khí vận của đất trời đều tập trung hết về đây. Không lâu sau, xung quanh có tiên khí lượn quanh, sương mù bay lên. Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa cảm thán, đúng là chân tiên có khác. Anh quay về vườn hoa thì thấy cây hòe đang lắc lẽ, sau đó hân hoan hấp thu linh khí. Các linh dược và nhân sâm mà anh trồng cũng ngày càng mơn mởn hơn. Lúc này, Thanh Tuyết đi ra rồi nói, không ngờ cậu lại quen Lữ Thuần Dương. Ngô Bình, cô cũng biết ông ấy à? Thanh Tuyết, năm xưa, ông ấy là một nhân vật phong vân, có ai không biết chứ? Ông ấy đã thay đổi thế phong thủy ở đây, tốt thì tốt thật, nhưng dễ bị người khác ganh ghét lắm. Ngô Bình biết rõ điều đó, thế phong thủy như này sẽ khiến những ai hiểu về nó vô cùng ngưỡng mộ. Anh nói, kệ cho họ đố kỵ. Thanh Tuyết, thế phong thủy này giờ chưa là gì, chờ linh khí phục hồi thật sự thì nơi này của anh sẽ thành động thiên, kiểu gì cũng có người đến tranh giành. Ngô Bình, với thế lực của kiếm phái Thục Sơn, chắc không nhiều người dám đến đâu. Thanh Tuyết, nói chung vẫn phải cẩn thận. À, tôi đến để hỏi anh về đan dược đây. Đan dược mà cô ta nói đều là loại chuẩn bị cho An Ogura và Yozakura Tama, hai cô gái tu luyện tiến bộ thần tốc nên cần khá nhiều đan dược. May là các đan dược này không khó luyện chế, Ngô Bình làm một loáng là xong nên đưa cho Thanh Tuyết luôn. Sau đó, anh hít thở để hấp thu linh khí của đất trời. Ngày hôm sau, anh đi đến núi hoang, sau đó nói ra suy nghĩ của mình rồi bảo Lý Mai cho người dọn dẹp trước ở đây để chuẩn bị làm đường. Anh muốn xây dựng nơi này thành lãnh thổ của riêng mình, một khi không gian gập ở gần đây mở ra thì ngọn núi hoang này chính là con đường dẫn tới lối vào. Lý Mai đã ký hợp đồng với Thạch Thành để bao trọn ngọn núi hoang này. Giá rất rẻ, vì thuê xong còn phải đầu tư nhiều tiền để xây dựng, điều này giúp ích rất lớn cho kinh tế của tỉnh Ca. Hơn nữa, Ngô Bình còn phải xây dựng võ quán ở gần đây, tạo thành địa chỉ ngoại viện của Thục Sơn. Khi Ngô Bình đến thì thấy Lý Mai dẫn các chuyên gia công trình kiểm tra và hoạch định ở đây. Lý Mai đang nói chuyện với họ thì nghe thấy tiếng của Ngô Bình ở phía sau, làm đường trước đã. Hai người đang nói chuyện thì có một tấm bia to đùng rơi từ trên trời xuống. Tấm bia này cao cả 100 mét, rộng mấy chục mét, nặng như một ngọn núi nhỏ. Ngô Bình có thể đọc được chữ trên bia, đó là địa bàn của Nam Cung Thị. Anh biến sắc mặt rồi cười lạnh nói, nhà Nam Cung này phách lối quá nhỉ. Lý Mai ngạc nhiên nhìn tấm bia bằng kim loại trên đỉnh núi rồi hỏi, cái gì thế anh? Các công nhân cũng giật bắn mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Bình híp mắt lại, sau đó tung một chưởng lên không trung, anh sử dụng ý nghĩa ly đoạn của ý nghĩa chân võ. Ngay sau đó, một chưởng ấn bay lên. Ban đầu chỉ có kích thước bình thường, nhưng sau đó thì ngày càng to hơn, cuối cùng đã hóa thành một chưởng ấn khổng lồ có đường kính mấy chục mét rồi đập mạnh vào tấm bia kim loại kia. Quỳnh!
Tấm bia lập tức vỡ tan, sau đó biến thành các mảnh kim loại nhỏ rồi bay tứ tung. To gan! Đột nhiên có một tiếng quát như tiếng sấm vang lên, sau đó có một bóng người cao lớn màu đỏ xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu tím, mái tóc cùng màu áo, đôi mắt phát sáng nhìn Ngô Bình. Ngô Bình tức giận nói, một chân quân thần hóa còn con mà dám hống hách trước mặt tôi ư. Biến! Anh tung một quyền tới, đây là quyền ấn ngưng tụ pháp lực. Người mặc áo bào tím hừ lạnh một tiếng, sau đó di chuyển ra xa cách cả nghìn mét. Đúng lúc này, có một cái lỗ hình tròn đen kịt xuất hiện trước mặt Ngô Bình, anh tung ngay một quyền vào đó. Ngay sau đó, phía sau người mặc áo tím cũng xuất hiện một lỗ hổng tương tự, quyền pháp của Ngô Bình đánh từ bên trong ra. Khi người mặc áo tím phát hiện ra thì đã muộn và hứng chọn một quyền của Ngô Bình. Ông ta hét lên đau đớn, sau đó bị đánh bay ra xa rồi đập mạnh vào đống đá. Ngô Bình nhảy lên rồi đạp mạnh xuống người ông ta, các tảng đá xung quanh vỡ nát, bụi bay mù mịt. Chỉ thấy phần ngực của vị chân quân thần hóa kia đã lún xuống, may mà Ngô Bình không muốn giết người, không thì người ông ta đã nát bét rồi. Báo tên họ ngay, Ngô Bình lạnh giọng nói với vẻ đầy sát khí. Nhân vương mà nổi giận thì cực kỳ đáng sợ, một chân quân nhỏ bé sao có thể chịu nổi. Người đàn ông mặc áo tím lập tức trợn mắt há miệng, sợ tái mặt. Ông ta run giọng đáp, tôi là Nam Cung Chính Bình, tu sĩ của Côn Luân. Ngô Bình hỏi, chỗ nào của Côn Luân? Nam Cung Chính Bình, Thánh Khư. Ngô Bình cười lạnh, tôi còn tưởng ở đâu, hóa ra là Thánh Khư. Nơi này thuộc về kiếm phái Thục Sơn của tôi, mà các người cũng dám đặt bia chiếm đóng à? Anh đã từng nghe Trần Đạo Huyền kể về Thánh Khư. Đó là một nơi rất cổ xưa, dân số không nhiều, Nam Cung Thị là thế lực mạnh nhất ở đó. Nam Cung Thị này có khá nhiều truyền thừa tu hành hoàn chỉnh, vì thế cũng được coi là một môn phái riêng của Côn Luân, họ có hành tung bí ẩn, rất ít khi xuất hiện nên không mấy ai hiểu rõ về thực lực của Thánh Khư. Trần Đạo Huyền từng nhận xét về gia tộc Nam Cung này là thâm sâu khó lường. Nam Cung Chính Bình nói, tôi thật sự không biết nơi này là địa bàn của kiếm phái Thục Sơn, nếu biết thì tôi nào dám đặt bia. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm rồi hỏi, nói đi, sao ông lại nhắm đến nơi này? Nam Cung Chính Bình đảo mắt nói, nhà Nam Cung có một bộ cổ tịch, trong đó có viết nơi này là biên giới của Tam Hoàng Giới. Tam Hoàng Giới, Ngô Bình sáng mắt lên hỏi, đó là nơi nào? Nam Cung Chính Bình, Tam Hoàng Giới có di tích của Tam Hoàng Thượng Cổ, nghe nói có đạo thống Tam Hoàng. Ngô Bình, nếu có di tích ấy thì chắc cũng bị người khác tới điều tra rồi. Nam Cung Chính Bình, tôi nghe các tiền bối bảo đạo thống Tam Hoàng có yêu cầu rất cao với người truyền thừa. Từ xưa đến nay chưa từng có ai được công nhận, chính vì thế nên đạo thống vẫn còn. Ngô Bình nhấc chan lên, bấy giờ Nam Cung Chính Bình mới ngồi dậy được, nhưng ông ta đã bị thương nặng và không ngừng hộc máu. Nhà Nam Cung của các người luôn rất thần bí, lần này lại thay đổi phong cách rồi xuất hiện ở đây ư, Ngô Bình lạnh giọng hỏi. Nam Cung Chính Bình, linh khí sắp phục hồi rồi, tuy nhà chúng tôi không phải thế lực lớn gì, nhưng cũng muốn chuẩn bị trước. Ngô Bình, tại sao nơi các người ở lại có tên là Thánh Khư? Nam Cung Chính Bình, Thánh Khư là nơi mà các vị thánh nằm xuống, có khá nhiều mộ của Đại Thánh Thượng Cổ ở đây. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, nhà chúng tôi cũng không dám đặt chân tới. Ngô Bình, nếu Thánh Khư nguy hiểm như vậy thì tại sao nhà ông vẫn bám chặt lấy, mà không chuyển đến nơi khác? Nam Cung Chính Bình, tuy Thánh Khư nguy hiểm nhưng cũng dễ sống, nơi đó có thể áp chế tu vi của tất cả các cao thủ. Nếu gia tộc chúng tôi bị cường giả tới tấn công thì sẽ trốn vào đó. Nhiều năm qua, gia tộc chúng tôi đã thăm dò được tình hình trong Thánh Khư rồi nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng được. Chính nhờ được Thánh Khư bảo vệ nên gia tộc Nam Cung mới truyền thừa đến tận hôm nay. Ngô Bình, khi nào rảnh, tôi phải đến đó một chuyến mới được. Nam Cung Chính Bình mừng thầm, vì ông ta nghĩ Ngô Bình mà đến đó thì chết là cái chắc. Ông ta nói, nếu cậu đến thì tôi sẽ dẫn đường cho. Ngô Bình, nơi này thuộc về kiếm phái Thục Sơn, ông đã biết chưa? Vâng, tôi rõ rồi, Nam Cung Chính Bình vội đáp. Ngô Bình, ông đi được rồi đấy. Nam Cung Chính Bình vội vàng đứng dậy rồi đi ngay, loáng cái đã không thấy đâu nữa. Ngô Bình quay lại cạnh Lý Mai, cô ấy hỏi, Huyền Bình, ai thế anh? Anh kể lại mọi chuyện, Lý Mai lo lắng nói, nếu nhà Nam Cung lan tin này ra thì e sẽ có các thế lực khác đến đây tiếp. Ngô Bình, vì thế, chúng ta phải xây dựng cổng môn phái trước để tránh phiền phức.
Môn phái. Ngô Bình gật đầu, cổng ngoại viện của kiếm phái Thục Sơn. Làm vậy thì chắc chắn các thế lực khác không dám bén bảng tới. Lý Mai thấy có lý nên nói, thế thì phải làm hoành tráng một chút, để ai nhìn thấy một cái cũng biết ngay. Ngô Bình, chuyện này cứ giao cho anh, nhưng phải chờ đến tối. Anh lo cách làm của mình quá kinh hãi nên đành phải chờ đến tối. Anh đi quanh một vòng rồi chọn được một ngọn núi, sau đó nói với Lý Mai, hãy xây một miếu Lữ Tiên ở đây để thờ Lữ Tổ. Lý Mai khó hiểu hỏi, Huyền Bình, tại sao phải làm thế? Ngô Bình, Lữ Tổ là sư tổ của anh xây miếu cho ông ấy cũng là chuyện bình thường. Và lại, anh không chỉ xây ở đây đâu, mà sẽ xây miếu Lữ Tiên ở các quốc gia cơ. Lý Mai ngạc nhiên nói, bác trai là đệ tử của Lữ Tổ ư? Ngô Bình cười nói, ừ, anh quên chưa nói với em. Lý Mai cảm thán, cứ như mơ vậy, ai ngờ bác trai lại là đệ tử của thần tiên chứ? Ngô Bình chỉnh lại lời của cô ấy, không phải thần tiên, mà là chân tiên. Lý Mai cười hỏi, có gì khác nhau nào? Ngô Bình, khác nhiều đấy, thần tiên như quan chức cấp tỉnh, còn chân tiên thì là cấp quốc gia. Lý Mai nói, ờ, thế thì chân tiên mạnh hơn thần tiên rồi. Ngô Bình, nói vậy cũng đúng. Anh quan sát xung quanh rồi nói, mảnh đất này rộng quá, anh sẽ cho vài người đến trông coi. Vì thế, anh lập tức gọi điện cho ai đó. Sau đó, anh nói, tối anh lại đến, giờ phải đi có việc đây. Lý Mai, ừm, em chờ anh. Ngô Bình bay đi, tiến tới nơi luyện ma. Giờ anh đã có đan dược nên có thể vào đó rồi cứu nhiều ma nhân hơn. Tu vi của họ đều không thấp, sau khi hồi phục sẽ giúp anh trông coi ngọn núi hoang kia. Lần này đến gia tộc đệ nhất, Ngô Bình đi thẳng đến nơi luyện ma. Anh đã có kinh nghiệm hơn lần trước, nên vào trong một cái là đi tìm ma quân kia luôn. Nơi luyện ma này có hơn 300.000 ma nhân. Trong số đó không thiếu chân nhân, chân quân hay thậm chí là cường giả tiên quân. Nếu Ngô Bình có thể thu phục được họ thì anh sẽ gây dựng được thực lực rất lớn. Ngay khi đi vào địa bàn của ma nhân, Ngô Bình lập tức bị một tốp ma nhân bao vây. Chúng có tu vi không cao, hầu hết ở cảnh giới nhân tiên. Anh lập tức niệm đại phạn thiền âm, các ma nhân ở xung quanh lập tức đau đớn ôm đầu. Họ đã bị tẩu hỏa nhập ma quá nặng nên đại phạn thiền âm của Ngô Bình chỉ có thể áp chế được họ, chứ không thể chuyển hóa họ được. Muốn những người này bình thường trở lại thì cần phải cho họ uống hóa ma đan. Nhưng hiện giờ, số lượng hóa ma đan của Ngô Bình có hạn, anh phải ưu tiên cho những người có tu vi cao uống để dẫn họ rời khỏi đây trước. Ngày càng có nhiều ma nhân xuất hiện, nhưng vừa lại gần Ngô Bình, đã bị đại phạn thiền âm áp chế nên buộc phải lùi lại. Anh đi thêm một lát thì nhìn thấy một ngọn núi lớn, ở đây có rất nhiều các hang núi, có người thò đầu từ bên trong ra. Tất cả đều là ma nhân ở đây. Đột nhiên có một người sống bình thường xuất hiện tại nơi ở của ma nhân, chúng đồng loạt ùa ra rồi bao vây Ngô Bình. Ngô Bình vẫn bình thản như không, anh lấy đèn thần ra, sau đó chiếu tịnh thế thần quang xung quanh, đám ma nhân gào thét đau đớn rồi chạy mất dạng. Ngô Bình ngưng tụ pháp lực thành một bàn tay lớn, sau đó chộp bắt lấy một ma nhân có tu vi cảnh giới chân nhân. Ma nhân liều mạng vùng vẫy và gào thét, nhưng không thể làm gì được. Ngô Bình bóp miệng nó rồi nét một viên hóa ma đan vào. Ngay sau đó, ma nhân lăn lộn dưới đất trong cơn đau đớn, vảy đen trên người nó bắt đầu rụng xuống, răng nhọn và móng vuốt cũng biến mất, không ngừng có ma khí màu đen bốc ra từ mi tâm rồi bay lên cao. Ngô Bình quan sát thì thấy khoảng 10 phút sau là ma nhân ấy trở lại dáng vẻ của con người, nhưng bên ngoài cơ thể chi chít vết thương. Người đó đảo mắt nhìn quanh rồi thốt lên với vẻ hoảng sợ, tôi đã bị nhập ma ư. Ngô Bình nói, ban nãy, anh cũng như họ đấy, là tôi đã cứu anh. Giờ anh có hai sự lựa chọn, một là rời khỏi đây với tôi và làm thuộc hạ cho tôi. Hai là tự rời khỏi đây. Người này chưa già lắm, thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi, anh ta thở dài nói, tôi vẫn còn ký ức lúc bị nhập ma, tôi đã sống ở đây mấy trăm năm rồi, chắc người nhà ở bên ngoài đã mất cả. Hơn nữa, giờ tôi cũng không thông thuộc với thế giới bên ngoài. Anh ta đứng dậy rồi cúi chào Ngô Bình, thuộc hạ đồng ý đi theo cậu chủ. Ngô Bình gật đầu, tốt, anh hồi sức trước đi. Anh ném cho anh ta hai viên nhân nguyên đan để anh ta khôi phục nguyên khí, sau đó anh lại bắt thêm ma nhân có tu vi chân nhân thứ hai. Cứ thế, vài phút Ngô Bình lại bắt một ma nhân rồi ép nó uống hóa ma đan. Vài tiếng sau, đã có thêm 12 chân nhân và 3 chân quân đứng cạnh anh.
Lúc anh định bắt ma nhân tiếp thì có một bóng người khổng lồ xuất hiện, đây là một ma nhân rất mạnh, dáng người cao gần 3 mét, quanh người toàn vảy màu đen có ma vân, đôi mắt màu vàng của hắn đang nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Ngô Bình nói, anh chính là ma quân ở đây hả? Ma nhân cao lớn lạnh giọng nói, to gan, dám bắt thuộc hạ của tôi. Ngô Bình, các anh bị tẩu hỏa nhập ma rồi, tôi đến cứu các anh mà, mọi người phải cảm ơn tôi mới đúng. Ngông cuồng, ma nhân cao lớn vung tay lên, vô vàn ma binh lập tức xuất hiện. Để được trở thành ma binh thì nhất định phải là ma nhân có thực lực khá trở lên. Các ma binh này có thể kết thành chiến trận, lực sát thương thì khỏi phải bàn. Ngô Bình thấy các ma binh này bày binh bố trận có trật tự thì biết chúng không dễ đối phó, anh dậm chân một cái rồi biến mất luôn. Ngay sau đó, tay anh thò từ dưới đất lên rồi tóm chân của ma quân kia. Mặt đất lập tức mềm nhũn, ma quân bị kéo xuống lòng đất ngay. Các ma binh ở trên mặt đất không thể giúp gì được, chỉ biết gào rít trong lo lắng. Sau khi Ngô Bình kéo ma quân xuống lòng đất, anh lập tức thi triển ý nghĩa võ đạo. Quỳnh! Anh tung liên tiếp ba quyền vào ma quân, khiến hắn hét lên đau đớn, vì cảm thấy xương cốt trong người gãy vụn, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Ma quân hành động kém linh hoạt hơn vì ở dưới lòng đất nên lại bị Ngô Bình tẩn cho tiếp, cứ thế đã bị thương khắp mình mẩy. Ma quân này ít cũng có thực lực tiên quân cảnh giới âm dương, tiếc là gặp phải Ngô Bình thì vẫn ra bã. 5 phút sau, ma quân bị Ngô Bình bóp miệng rồi nhét một viên hóa ma đan vào. Uống đan dược xong, ma quân lập tức kêu gào trong đau đớn. Vảy trên người hắn rụng xuống, răng nhọn và móng vuốt biến mất, ma khí trên người cũng bay hết ra ngoài. Nửa tiếng sau, ma quân này đã trở lại dáng vẻ của một tu sĩ trẻ tuổi. Thoạt nhìn anh ta chỉ ngoài 20 tuổi, tướng mạo khá điển trai. Ngô Bình đỡ anh ta dậy rồi nói, anh còn nhớ chuyện khi trước không? Người này ngồi nhớ lại một lát rồi quỳ lại Ngô Bình, cảm ơn cậu đã cứu mạng. Ngô Bình hỏi, anh tên là gì? Là người ở đâu? Người đàn ông, tôi là Lệnh Hồ Kiếm, chỉ là tán tu thôi. Ngô Bình, Lệnh Hồ Kiếm. Khi anh đến đây thì là thời đại nào? Lệnh Hồ Kiếm, Đông Tấn. Ngô Bình gật đầu, thế thì giờ anh không còn nhà để về nữa đâu, anh có muốn đi theo tôi không? Lệnh Hồ Kiếm, thuộc hạ đồng ý. Ngô Bình, hóa ma đan của tôi không còn nhiều nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Vì thế, anh dẫn 12 chân nhân, 3 chân quân và Lệnh Hồ Kiếm rời khỏi nơi luyện ma, sau đó về ra mình ở khu mới. Những người mới đến này có tu vi cao hơn 13 ma nhân mà trước kia Ngô Bình từng dùng đại phản thiền âm độ hóa. Ngô Bình bảo Hoàng tử Cường chuẩn bị quần áo hiện đại cho họ thay, nếu ai bị thương thì Ngô Bình sẽ điều trị cho. Loáng cái, bọn họ đã ngồi yên vị trong nhà, tất cả đều chưa quen thuộc lắm với cuộc sống hiện đại. Ngô Bình pha trà rồi nói, thưa các vị, bây giờ tôi sẽ chính thức giới thiệu về mình. Tôi là Lý Huyền Bình, tên thường gọi là Ngô Bình. Tôi là thiếu trưởng môn của kiếm phái Thục Sơn. Sư tổ của tôi là chân tiên Lữ Thuần Dương. Ngoài ra, tôi còn là truyền nhân của điện tiên Thiên Võ và tiên vực Vĩnh Hằng. Ngô Bình kể hết danh hiệu của mình ra, dù những người ở đây tới từ các thời kỳ khác nhau, nhưng những ai sống trên nghìn tuổi rồi vẫn phải chấn động. Vì dù đến từ thời đại nào thì họ cũng đều biết kiếm phái Thục Sơn và điện tiên Thiên Võ cùng tiên vực Vĩnh Hằng, ngoài ra còn cả chân tiên nữa. Ngô Bình, tại sao ngày xưa mọi người lại vào nơi luyện ma? Một chân nhân cảnh giới linh biến đáp, cậu chủ, thuộc hạ là Giang Nguyên Hạc người thời Đường. Năm xưa, thuộc hạ tu luyện bị nhập ma, thấy không khắc chế được nữa nên bị đày đến nơi luyện ma. Đến đó rồi, một là tự hồi phục, hai là chết, nhưng khả năng hồi phục thì cực thấp. Lệnh Hồ Kiếm nói, hầu hết chúng thuộc hạ đều đến đó vì thế. Nơi luyện ma này do Quỷ Cốc Tử xây dựng vào thời Tây Hán, chuyên dùng để giam giữ những người bị nhập ma. Ngô Bình gật đầu, giờ mọi người đã bình thường trở lại rồi, tuy đã sống nhiều năm ở đó, nhưng những trải nghiệm ấy cũng không phải điều gì xấu. Mọi người đã trải qua cảm giác bị ma tâm khống chế, cơ thể cũng được rèn luyện trong lúc hóa ma. Sau này, tôi sẽ chỉ dẫn cho mọi người tu hành, giúp mọi người tiến bộ nhanh hơn. Mọi người đồng thanh nói cảm ơn, thân phận của Ngô Bình cao quý hơn họ, bối cảnh cũng thâm sâu hơn, đi theo anh thì chắc chắn tiền đồ của họ sẽ tươi sáng. Sau đó, anh mới làm quen với từng người. Lệnh Hồ Kiếm là tiên quân cảnh giới âm dương, nhưng sau khi hóa ma tu vi đã giảm nhiều, giờ chỉ ở cảnh giới long môn, hơn thế trên người còn nhiều vết ám thương cần phải được chữa trị.
Còn lại thì có hai chân quân cảnh giới anh biến, một chân quân cảnh giới thần hóa. Trong 12 chân nhân thì có 4 người ở cảnh giới linh biến, 6 người ở cảnh giới hóa thân, còn lại là cảnh giới thần biến. Đột nhiên có thêm một tốp trợ thủ, Ngô Bình yên tâm hơn hẳn, anh nhanh chóng trị thương cho họ, đồng thời chỉ dẫn cho họ tu hành. Trước đó, mọi người đều tu luyện các công pháp khác nhau, có công pháp cấp thấp nhưng cũng có công pháp cấp khá cao. Ngô Bình bảo họ đổi hết sang luyện thiên địa huyền hoàng quyết, sau đó truyền thụ cho họ phương pháp hít thở cao cấp. Đột nhiên có thêm nhiều người ở trong nhà, Ngô Bình vừa phải chữa bệnh, vừa phải luyện đan nên bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa, tính cách của những người kia cũng khác nhau, anh cần phải quan sát kỹ xem nên giữ ai lại hoặc đuổi đi. Đến tối, anh bay lên ngọn núi hoang, sau đó chọn một tảng đá hoàn chỉnh cao cả trăm để làm cổng môn phái, sau đó khắc tên kiếm phái Thục Sơn lên đó. Có cái cổng này ở đây rồi thì các thế lực khác sẽ không dám bén bảng tới, như vậy thì anh cũng bớt phiền phức. Xong xuôi, anh cùng Lý Mai về nhà. Lý Mai bận rộn cả ngày nên về một cái là đi tắm ngay, sau đó ăn uống qua loa rồi chạy luôn về phòng đi ngủ. Ngô Bình cho cô ấy uống một viên sinh mệnh đan, sau đó massage cho cô ấy thêm một lúc, Lý Mai lập tức thấy phấn chấn hơn, mọi mệt mỏi đều đã tan biến. Đêm khuya thanh vắng, Ngô Bình tiếp tục luyện hóa ma đan. Đan dược này có thể xóa bỏ ma niệm nên anh quyết định sẽ luyện chế số lượng lớn, một là để tiếp tục cứu những người ở nơi luyện ma, hai là anh cũng cần đến chùa Đại Thiền một chuyến, vì ở đó cũng có nhiều tăng nhân cần anh giúp. Luyện đan là một việc rất tốn sức, đến sáng sớm, Ngô Bình đã luyện chế thêm được 20 viên hóa ma đan, sau đó anh mệt rã rời nên uống vài viên đan dược rồi đi ngủ. Đúng lúc này, anh cảm thấy có một luồng khí tức rất mạnh truyền đến từ phía đông hồ. Anh lập tức mở mắt, mặc đồ rồi lao ra khỏi phòng. Anh bay lên cao thì thấy đông hồ đã bị sương mù che phủ, dưới màn sương ấy, Lý Dư vừa hoàn thành lần lột xác thứ 3. Thuồng luồng có 5 lần lột xác, sau đó sẽ hóa rồng. Đây đã là lần lột xác thứ 3 của Lý Dư rồi, hiện giờ khí tức của nó đã mạnh hơn, không thua gì Bạch Giao. Đột nhiên có hai bóng người một đen một trắng bay từ dưới nước lên, sau đó chào Ngô Bình, chủ nhân. Ngô Bình nhìn thì thấy người mặc đồ trắng là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp, dáng người cũng hết chỗ chê. Người đàn ông mặc đồ đen khoảng 20 tuổi có gương mặt đẹp trai. Lý Dư, Bạch Giao. Lý Dư nói, chủ nhân, chúng tôi được tiền bối Long Thanh Khâm chỉ dẫn nên đã biết cách biến hình rồi ạ, giờ có thể biến thành hình người rồi. Biến hình là một việc rất khó, có nhiều mãnh thú có thực lực rất mạnh nhưng vẫn không thể biến thành hình người được. Lý Dư và Bạch Giao trước đó cũng vậy. Nhưng nhờ được Long Thanh Khâm chỉ dạy nên chúng đã làm được rồi. Ngô Bình vui mừng nói, biến thành người một cái là trông thuận mắt hơn đấy. Anh nói với Bạch Giao, để tôi đặt tên cho cô nhé, sau này cô hãy dùng tên Lý Tố. Lý Tố vui vẻ hành lễ với Ngô Bình, cảm ơn cậu chủ. Lúc này, trong nhà lại bốc lên khí tức mãnh liệt, Ngô Bình nhìn thì thấy đá trừ tà đông nhạc có gì đó là lạ. Cái thai đá nhận được địa khí dồi dào. Nhất là sau khi nơi này được sửa thành thế phương thiên long nên nó càng lớn mạnh hơn. Bên dưới tấm bia xuất hiện một lỗ hổng, một luồng linh khí chui ra. Linh khí bay vút lên cao, giao hòa với trăng sao, cùng với đó là một tiếng động lớn. Ngay sau đó, nó đã ngưng tụ thành một thiếu niên, trên người không mặc quần áo, cứ thế đứng ngẩn ngơ trên không trung. Ngô Bình bay đến gần rồi cười nói, không ngờ mày lại ra đời nhanh thế. Cậu thiếu niên nhìn Ngô Bình rồi chào hỏi, cậu chủ. Ngô Bình lấy quần áo cho cậu ấy mặc rồi nói, đừng đứng ngây ra nữa, xuống dưới rồi nói chuyện. Quay lại nhà, cậu thiếu niên nhìn gì cũng thấy lạ. Cậu ấy đã sống ở đây một thời gian nên quen hết mọi người rồi, vì thế liên tục chào với từng người. Người Linh Chi cưỡi ngựa Linh Chi chạy tới sau đó quan sát cậu thiếu niên. Người Linh Chi rất đáng thương, trên người đầy vết thương, đương nhiên là do hỉ bảo gây ra. Đột nhiên người Linh Chi run lên rồi đánh ngựa Linh Chi thật mạnh làm con ngựa hí dài rồi chạy mất. Ngay sau đó, Hỉ Bảo chạy đến, cậu bé nhìn trái ngó phải thì thấy cậu thiếu niên đó rồi cười nói, anh là con nhà ai? Cậu thiếu niên cũng biết Hỉ Bảo là trung tâm rắc rối nên nói, cậu chủ. Hỉ Bảo đi vòng quanh cậu ấy rồi nói, anh đi chơi với em đi. Cậu thiếu niên định từ chối, nhưng đã bị Hỉ Bảo kéo đi. Cậu thiếu niên là thai đá do trời sinh đất dưỡng nên có thể chất rất mạnh, sức lực vô biên, Hỉ Bảo kéo mãi mà cậu ấy vẫn đứng yên.
Thì Bảo tức giận ra sức lôi kéo mà vẫn không có tác dụng. Thì Bảo hậm hức nói, sao anh còn khỏe hơn em thế hả? Ngô Bình nói với cậu thiếu niên, sau này cậu với Vũ Phi cùng chăm sóc Hỉ Bảo cho tôi. Nếu nó không nghe lời thì cứ đánh. Cậu thiếu niên cười nói, vâng ạ. Hỉ Bảo nổi cáu, bố, sao bố lại bảo anh ấy đánh con? Con lúc nào cũng ngoan mà. Ngô Bình lừ mắt với cậu bé, thế mà con cũng nói được à? Hỉ Bảo chu môi rồi chạy biến mất, cậu thiếu niên lập tức đuổi theo. Cậu ấy vừa đuổi vừa hỏi Ngô Bình, cậu chủ, tôi chưa có tên. Ngô Bình, lấy tên là Lý Thiên Thạch đi. Lý Thiên Thạch, cậu thiếu niên mỉm cười, vì thấy cái tên này khá hay. Sau đó, Ngô Bình nói với Lý Dư và Lý Tố, trong cơ thể của hai người đã có long khí rồi, long khí cũng tương tự pháp lực, đều có thể luyện bảo vật. Anh lấy hai quả hồ lô một vàng một bạc ra rồi đưa cho Lý Dư và Lý Tố. Rảnh thì dùng long khí luyện cái này để làm pháp khí bản mệnh. Bây giờ, tôi sẽ truyền cho hai người cách tế luyện. Sau đó anh truyền cho hai người công pháp, tế luyện bảo vật rất có ích với việc tu luyện của họ, người nuôi bảo vật, bảo vật nuôi người. Buổi chiều, Ngô Bình đến nơi mình chọn làm biệt viện cho Thục Sơn. Hiện giờ, nơi đây chỉ là đồng ruộng, muốn xây dựng xong môn phái ít cũng phải mất 2-3 năm. Nhưng đây là kế hoạch nghìn năm nên không thể vội được. Điều cần làm trước mắt là lên thiết kế và lựa chọn bên thi công đủ trình độ để thực hiện. Anh đang suy nghĩ cách làm thì có một luồng thần niệm bủa vây, hình như là đường Thiên Tuyệt. Quả nhiên ngay sau đó, đường Thiên Tuyệt và đường Băng Vân đã xuất hiện. Ông, Băng Vân, Ngô Bình vui mừng nói, sao hai người lại đến đây? Đường Băng Vân, em với ông đến nhà tìm anh thì Hoàng Tử Cường bảo anh ở đây. Ngô Bình, Băng Vân, em về khi nào thế? Trước đó, đường Băng Vân luôn ở bên nước Đông Tinh tại Châu Phi. Đường Băng Vân thở dài nói, ông có việc cần nhờ anh. Ngô Bình nói, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Đường Thiên Tuyệt, ở đây luôn cũng được. Ngô Bình, giờ địa vị của cháu rất cao rồi, cho nên chắc chỉ có cháu mới giúp được ông. Ngô Bình, có chuyện gì vậy ạ? Đường Thiên Tuyệt, Canh Tổ và Đông Tổ cãi nhau nên đều mặc kệ đường môn rồi. Giờ môn phái đang rất loạn, ông cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự được thôi. Cháu cũng biết rồi, nội bộ đường môn rất phức tạp. Ông có thể áp chế họ còn tốt, nhưng nếu có người có tu vi cao hơn ông thì sẽ phá vỡ trật tự ngay. Ngô Bình, đường môn xuất hiện người có tu vi cao hơn ông rồi ư. Đường Băng Vân nói, đúng thế, người mới trỗi dậy này tên là Đường Nguyên Tôn. Trước khi Đông Tổ đi, ông ta đã bày binh bố trận sẵn rồi. Đông Tổ cho ông ta một ít tài nguyên tu hành nên giờ ông ta đã là địa tiên thuần dương. Sau khi tu vi tăng lên, Đường Thiên Tôn bắt đầu lôi bè kết phái. Dần già còn bỏ ngoài tai lời của ông. Dạo này, ông ta còn công khai chất vấn quyết định của ông nữa. Ngô Bình nghe xong thì cười nói, chuyện này thật ra cũng dễ thôi, anh có vài thuộc hạ, anh sẽ cho một chân quân đến trấn giữ đường môn. Tên kia sẽ không dám ngông nghênh nữa đâu. Đường Thiên Tuyệt ngạc nhiên nói, cháu cử một chân quân đến ư. Với ông ấy mà nói thì chân quân là một sự tồn tại bất khả chiến bại, vậy mà Ngô Bình có thể cử một người đến đường môn ư. Ngô Bình, dạ, là một chân quân cảnh giới Nguyên Anh, tu vi còn cao hơn Canh Tổ và Đông Tổ. Đường Thiên Tuyệt vội nói, thế thì tốt quá rồi, có chân quân hỗ trợ thì ông có thể yên tâm quản lý đường môn rồi. Sau đó, ông ấy nhìn quanh rồi nói, Ngô Bình, cháu định làm gì ở đây? Ngô Bình, cháu xây biệt viện của Thục Sơn ạ. Ông ơi, cháu đang không biết lên kế hoạch với thiết kế thế nào, ông có biết ai trong ngành này không? Đường Thiên Tuyệt ngẫm nghĩ rồi vỗ vào đầu nói, có đấy, có thể bảo người đời sau của gia tộc Thần Công làm. Ngô Bình, gia tộc Thần Công ạ. Đường Thiên Tuyệt, trong một lần tình cờ, ông đã quen gia chủ của gia tộc Thần Công. Tổ tiên của nhà họ là mạnh nhất trong giới kiến trúc, có họ giúp thì môn phái nhánh của cháu khéo còn đẹp hơn cả môn phái chính ấy chứ. Ngô Bình gật đầu, thế thì tốt rồi, ông hẹn gặp họ giúp cháu với ạ. Đường Thiên Tuyệt, người của gia tộc này có tính cách hơi quái gở. Ông cũng không dám hứa sẽ mời họ được. Nhưng cứ để ông hỏi thử. Sau đó, Ngô Bình chọn một chân quân cảnh giới Nguyên Anh tên là Trình Tường Vũ đến trấn thủ ở đường môn. Đường Thiên Tuyệt dẫn Trình Tường Vũ về đường môn trước, đường Băng Vân ở lại để làm vài việc cho Ngô Bình. Băng Vân, giờ anh đã có hiểu biết rất sâu về nhân tiên rồi. Thời gian tới em ở lại đây đi, anh sẽ giúp em đột phá lên thần quân.
Đường Băng Vân ngạc nhiên nói, thần quân ư, em sao? Ngô Bình, ừ, tư chất của em vượt trội mà. Đường Băng Vân cười nói, anh không muốn em đột phá địa tiên à? Một khi Đường Băng Vân đột phá lên cảnh giới địa tiên thì phải đến thần thổ thông thiên. Đúng là Ngô Bình đang băn khoăn về chuyện này, anh nói, anh đã hỏi thăm về thần thổ thông thiên rồi, dù giờ em đi thì vẫn khá an toàn. Nhưng nếu tránh được thì cứ tránh, dẫu sao anh cũng chưa mạnh đến mức có thể bảo vệ em ở Hồng Hoang. Đường Băng Vân, anh yên tâm, em đâu có dễ bị bắt nạt. Mà anh cũng nói rồi mà, dù em đến đó thì vẫn là thiên tài. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngô Bình cảm thấy có rất nhiều tu sĩ bay về phía cổng đá anh mới làm, anh nhíu mày rồi dẫn Đường Băng Vân bay đến đó. Đến núi hoang rồi, họ thấy một cổng môn phái cao trên 100 mét đang đứng sừng sững ở eo núi với khí tức mãnh liệt. Có khá nhiều tu sĩ đứng xung quanh rồi bàn tán. Xem ra tin đồn là thật rồi, linh khí đang hồi phục, nếu không kiếm phái Thục Sơn đã chẳng dựng cổng ở đây. Sao kiếm phái Thục Sơn lại chọn nơi này nhỉ? Đây là ngọn núi hoang mà, hình như có gì lạ đâu. Anh thì biết cái gì? Gần đây có rất nhiều cây cỏ kỳ lạ, dã thú cũng mạnh hơn ở bên ngoài. Điều này chứng tỏ đây là một nơi phi thường. Tôi nghe nói sau này nơi đây sẽ là lối vào của một không gian, bên trong có nhiều thiên tài địa bảo lắm. Hừ, kiếm phái Thục Sơn định độc chiếm đây mà. Đúng thế, có bảo bối thì phải chia cho mọi người chứ, tuy kiếm phái Thục Sơn là thế lực mạnh nhất ở địa tiên giới, nhưng cũng không thể độc quyền như vậy được. Thì mình có làm gì được họ không? Người ta mạnh lắm đấy, nếu các người mà có thế lực mạnh như họ thì cũng độc chiếm nơi này thôi, một người khác nói. Đừng quên địa tiên giới chỉ là một phần nhỏ của Côn Luân, ngoài ra còn nhiều thế lực khác mạnh lắm. Kiếm phái Thục Sơn định độc chiếm nơi này e cũng không dễ đâu. Nói đúng đấy, một khi linh khí hồi phục, các thế lực ở tiên giới và Hồng Hoang cũng sẽ hạ phàm. Khi ấy, kiếm phái Thục Sơn còn con kia có là gì? Tôi nghe nói, môn phái chính của họ ở tiên giới cũng chỉ thuộc hạng hai thôi. So với các thế lực truyền thừa cả chục nghìn năm thì còn kém xa. Đủ lời bình phẩm được thốt ra từ miệng của các tu sĩ. Đường Băng Vân nói, chồng, xem ra họ đều có ý kiến với cách làm của anh đấy. Ngô Bình, lòng người nham hiểm, họ không có ý kiến mới lạ. Nhưng không sao, với thực lực hiện giờ của Thục Sơn thì họ chỉ dám bình luận ở đây thôi. Sau đó, anh kéo tay Đường Băng Vân bay về nhà. Ngô Bình hái một quả của đạo diệp cho Đường Băng Vân ăn rồi giúp cô ấy đả thông linh khiếu, thần khiếu, phối hợp với công pháp của thần thổ thông thiên. Tu vi của Đường Băng Vân nhanh chóng đột phá lên cảnh giới võ quân. Mấy ngày sau đó, Ngô Bình dùng đủ mọi cách để điều chỉnh cơ thể cho Đường Băng Vân. Nhưng cô ấy không phải anh nên dù có cố đến mấy cũng có đạt đến trình độ như anh. Đột phá lên thần quân là chạm đến giới hạn của Đường Băng Vân rồi. Cảnh giới cũng được, ít ra cũng củng cố thêm cho nền móng. Kể cả đến thần thổ thông thiên thì thần quân cũng là thiên tài, không hề kém những người ở Thiên Kiêu Bảo Sách. Ngày nào, Đường Băng Vân cũng chăm chỉ tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Ngô Bình. Trong lúc đó, Ngô Bình cũng không rảnh, anh vẫn luyện đan và tu luyện phương pháp hít thở. Hôm nay, anh bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Công bản mới. Công pháp này có lực sát thương rất cao, hơn nữa bản hoàn chỉnh còn dễ luyện hơn bản gốc. Công pháp này có 5 tầng, tầng thứ nhất phải đúc một Hỗn Nguyên Tiên Lò ở linh khiếu thứ 10, tác dụng của nó là chuyển hóa mọi năng lượng thành Hỗn Nguyên Tiên Lực. Điểm thần kỳ của Hỗn Nguyên Tiên Lực là có thể tập trung nhiều năng lượng vào một người. Ví dụ, hấp thu thuần dương tiên lực và hiệu quả của loại tiên lực này, sau đó lại hấp thu kim cương nhẫn lực thì lại thêm một thuộc tính nữa. Có Hỗn Nguyên Tiên Lò rồi, anh tu luyện càng nhiều công pháp thì càng hấp thu được nhiều năng lượng, Hỗn Nguyên Tiên Lực trong cơ thể cũng mạnh hơn. Nói một cách đơn giản thì học càng nhiều, luyện càng nhiều thì Hỗn Nguyên Tiên Lực càng mạnh. Vì thế, một khi anh luyện được Hỗn Nguyên Tiên Lò thì sẽ ngày càng mạnh hơn. Ngô Bình thử ngưng luyện Hỗn Nguyên Tiên Lò, kiếm hồn của anh tiến vào linh khiếu thứ 10. Bên trong này rất rộng, có 9 loại năng lượng đang tập trung ở đây. Nhờ sự dẫn dắt của kiếm hồn, đã có thêm một thần phù trong cơ thể của Ngô Bình. Thần phù này ban đầu rất đơn giản, nhưng càng đơn giản thì càng ổn định. Sau đó, các sức mạnh ở xung quanh đã vây lấy kiếm hồn và đúc thành một cái tiên lò khổng lồ. Ngoài mặt của nó có rất nhiều bùa chú xoay chuyển với khí thế phi phàm. Nó vừa xuất hiện, Ngô Bình đã tỏa ra một luồng khí tức bức người, khiến Thanh Tuyết cũng phải sững sờ nhìn về phía anh.
Lý Dư và Lý Tố cũng ngoi lên mặt nước rồi kinh ngạc nhìn về phía phòng của Ngô Bình. Khí tức của chủ nhân mạnh quá. Đó là công pháp gì vậy? Lý Dư hỏi. Lý Tố, tôi cũng cảm thấy hình như khí tức này có thể dễ dàng giết chết mình. Chủ nhân giỏi thật, mỗi ngày một mạnh hơn. Cô ấy vừa nói dứt câu thì khí tức kia đã được thu lại, như chưa từng có gì xảy ra. Lúc này, Ngô Bình đã bước đầu đúc được hỗn nguyên tiên lò. Tiên lò vừa xuất hiện, tất cả khí tức, kiếm nguyên, sức mạnh huyết mạch, pháp thuật, thần thông, thuần dương tiên lực và các sức mạnh khác đều chảy hết vào đó. Bùa chú ở mặt ngoài của hỗn nguyên tiên lò sáng lên, bên trong hình thành cấm chế cực kỳ phức tạp. Một lát sau, một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến người ta nghẹt thở đã xông ra, sau đó tiến vào linh lạc rồi lan khắp người của Ngô Bình qua linh khiếu thứ 10. Đến trưa ngày hôm sau, hỗn nguyên tiên lực mà hỗn nguyên tiên lò tỏa ra đã đầy ắp trong linh khiếu, kinh lạc và từng tế bào của Ngô Bình. Có tiên lực bảo vệ, Ngô Bình cảm thấy vô cùng thư thái và mạnh mẽ hơn hẳn. Hỗn nguyên thần công lợi hại thật, bảo sao ít người luyện được, Ngô Bình lẩm bẩm. Nói rồi, anh bắn tay lên cao, hỗn nguyên tiên lực đã chuyển hóa thành kiếm nguyên, sau đó hóa thành một đường kiếm chém lên bức tường ở phía đối diện. Một tiếng động vang lên, bức tường kiên cố dày nửa mét đã bị xuyên thủng, cốt sắt ở bên trong cũng gãy luôn. Sau đó, hỗn nguyên tiên lực lại chuyển hóa thành sức mạnh đại địa, mặt đất dưới chân Ngô Bình lỏng lẻo, người anh lún xuống rồi độn thổ và di chuyển thật nhanh ở dưới. Chờ anh ngoi lên thì phát hiện mình đã ở gần chùa Đại Thiền rồi. Hiện anh đang có 20 viên hóa ma đan, như vậy có thể cứu được 20 tăng nhân nên anh đi đến đó luôn. Đến trước cửa, Ngô Bình nhìn thấy có khá nhiều nhân vật võ lâm ở đây, ai cũng dẫn theo thuộc hạ rồi lần lượt đi vào trong chùa. Anh gọi một chú tiểu tới rồi hỏi, hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến chùa thế? Chú tiểu nhận ra thân phận của Ngô Bình nên đáp ngay, sư tổ. Ngày kia là đại hội võ lâm 100 năm tổ chức một lần. Chùa Đại Thiền là ngôi sao sáng của võ lâm nên lần nào cũng được tổ chức đại hội. Những người này đều là cao thủ võ lâm từ nhiều nơi đến. Ngô Bình, đại hội võ lâm ư? Anh bước nhanh vào chùa, sau đó đi tìm Viên Hối và Tông Huy. Hai thầy trò này đang tiếp đãi các nhân vật võ lâm từ nhiều nơi đến, đột nhiên nhìn thấy Ngô Bình, cả hai mừng rỡ, Viên Hối nói, sư thúc, đệ tử đang định thông báo cho người đây. 64. Ngô Bình, tôi nghe nói sắp tổ chức đại hội võ lâm à? Viên Hối, vâng, 100 năm mới tổ chức một lần, nên các cao thủ trong giới võ lâm ở Viêm Long đều đến tham gia. Ngô Bình, mục đích của đại hội này là gì? Viên Hối, so tài và chọn ra võ lâm chí tôn nhiệm kỳ tiếp theo. Ngô Bình tò mò hỏi, chọn võ lâm chí tôn ư? Tôi nhớ hình như bây giờ làm gì có võ lâm chí tôn đâu. Viên Hối, vì võ lâm chí tôn phải nhận khiêu chiến của tất cả các cao thủ nên hai nhiệm kỳ trước không có ai làm được. Những người tham gia cạnh tranh cho vị trí này đều chết trên võ đài. Cuối thời Nguyên có một vị chí tôn là võ hoàng đế, sau đó thì không còn ai nữa. Tông Huy nói, sư tổ, đại hội võ lâm lần này có thể sẽ chọn được võ lâm chí tôn đấy ạ. Ngô Bình, hả, có ứng cử viên sáng giá nào à? Tông Huy gật đầu, nghe nói bốn gia tộc võ lâm đều cử các cao thủ mạnh đến. Ngoài ra, các gia tộc cổ xưa cũng lộ diện hết. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, linh khí sắp phục hồi, xem ra nhiều thế lực không ngồi yên được nữa, muốn nhân kiếm lợi về mình. Viên Hối, sư thúc nói đúng. Bên trên đã truyền lệnh xuống là sẽ dành cho võ lâm chi tốn nhiều tài nguyên nhất. Ngô Bình hứng thú nói, quốc gia đang muốn ủng hộ võ lâm chí tôn mới sao? Viên Hối gật đầu, đệ tử đoán vậy, bên trên muốn tạo thành ý chí quốc gia qua vị võ lâm chí tôn này. Ngô Bình, chùa ta có nền tảng tốt, có nhắm chắc được vị trí này về mình không? Tông Huy, nếu sư tổ tham gia thì chắc chúng ta có phần thắng đấy ạ. Ngô Bình cười nói, tôi không có hứng làm võ lâm chí tôn. Viên Hối, sư thúc, người đến rất đúng lúc, sư tổ Quảng Tuệ hôm qua vừa nhắc phải mời người xong. Ngô Bình, để tôi đi gặp sư phụ. Khi gặp Quảng Tuệ, Ngô Bình thấy ông ấy đang ngồi cho một con báo ăn ở thềm cửa. Con báo này trông to hơn con chó, nó đang ngoan ngoãn để Quảng Tuệ đút cho ăn. Thấy Ngô Bình đến, Quảng Tuệ cười nói, thần y Ngô, tôi đang định đi tìm cậu đây. Ngô Bình, ông tìm tôi có việc gì thế? Quảng Tuệ bỏ đồ xuống đất rồi nói, cậu vào đây với tôi. Hai người đi vào phòng, Quảng Tuệ lấy trà ra pha mời Ngô Bình rồi nói,
trà của chùa chỉ là loại bình thường, cậu uống tạm nhé. Ngô Bình bế cốc trà lên nhưng không uống, anh biết Quảng Tuệ có việc muốn nói. Quả nhiên, sau đó ông ấy nói, cậu đã nghe nói về đại hội võ lâm lần này chưa? Ngô Bình, rồi, để chọn ra võ lâm chí tôn. Quảng Tuệ gật đầu, mang tiếng là chí tôn, nhưng thật ra quốc gia đang muốn chọn người đại diện. Võ lâm chí tôn mới này không cần có thực lực mạnh, nhưng nhất định phải bảo vệ được lợi ích của những người đó. Ngô Bình, vẫn là đại sư có cái nhìn thấu đáo, chí tôn chí tiếc cái gì, cũng chỉ là làm việc cho người khác thôi. Quảng Tuệ, tôi nghe nói võ lâm chí tôn đã được chọn rồi, ai dám tranh với người đó thì sẽ bị người mạnh hơn khiêu chiến và chết trên võ đài ngay. Ngô Bình, người đó có lai lịch thế nào? Quảng Tuệ, tôi chưa rõ. Ngô Bình, chùa ta định thế nào? Quảng Tuệ, chuyện này ảnh hưởng không lớn đến chùa, nhưng lại rất quan trọng với cậu. Ngô Bình, liên quan đến tôi ư? Quảng Tuệ, một người bạn của tôi nó cho tôi biết nếu chọn ra được võ lâm chí tôn thì họ sẽ thành lập một tổ chức mới tên là Tiên Sư Phủ. Sau khi tổ chức này thành lập, các tổ chức khác phải gia nhập hoặc tan rã. Ngô Bình cau mày, nói vậy là Thiên Long mà tôi quản lý cũng phải giải tán hoặc gia nhập tổ chức ấy ư? Quảng Tuệ, tôi chưa hỏi kỹ, nhưng chắc là vậy. Ngô Bình cười lạnh nói, muốn giải tán Thiên Long thì phải hỏi ý kiến tôi đã. Quảng Tuệ, vì thế dù cậu không có hứng làm võ lâm chí tôn thì lần này vẫn phải tham gia. Chỉ có thế thì mới ra điều kiện được với người kia. Ngô Bình, cảm ơn đã nhắc nhở. Quảng Tuệ, dẫu sao cậu cũng có ơn với chùa Đại Thiền, trên danh nghĩa còn là đệ tử của tôi nữa. Ông ấy nói tiếp, còn một chuyện nữa, đại hội võ lâm lần này ngoài chọn võ lâm chí tôn ra thì còn chọn kiện tướng võ thuật cho các tỉnh. Các kiện tướng này sẽ trở thành thành viên nòng cốt của tổ chức Tiên Sư Phủ. Ngô Bình, võ lâm chí tôn thì thôi, nhưng chức kiện tướng này thì tôi phải giành được. Quảng Tuệ, còn một chuyện nữa, cậu có biết nhiều về chùa Đại Lôi Âm không? Ngô Bình, nghe nói chùa này là lối vào của pháp cảnh Như Lai. Quảng Tuệ, đúng vậy, phải đi qua đó thì mới đến pháp cảnh Như Lai được. Nhưng hơn 100 năm trước, chùa ấy đột nhiên đóng cửa, thế nào cũng không chịu mở. Điều này khiến chùa Đại Thiền của chúng tôi mất chỗ đứng, ngày càng kém đi. Tư chất của cậu rất tốt, tôi muốn nhờ cậu mở chùa đó, để vào pháp cảnh Như Lai. Ngô Bình, bao năm qua có ai làm được đâu, tôi chắc cũng thế. Quảng Tuệ, dù làm được hay không thì chùa Đại Thiền vẫn biết ơn thần Y Ngô. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, tôi sẽ thử, nhưng nếu không thành công thì cũng đừng trách tôi. Quảng Tuệ cười nói, đương nhiên rồi. Nói đến đây. Ngô Bình mới vào chủ đề chính, chuyến này tôi mang ít đan dược đến để chữa trị cho các tăng nhân bị tẩu hỏa nhập ma. Quảng Tuệ sáng mắt lên nói, tốt quá, mời cậu đi theo tôi. Hai người đến tầng thứ hai của động vạn Phật, tầng này nhốt 7 sư tăng, tu vi của họ chỉ ít cũng ở mức chân nhân cấp 1. Mỗi nhà sư bị nhốt ở một nhà lao bằng đá khác nhau. Ngô Bình đi đến trước một cánh cửa đá, nhìn một cái rồi sai người mở cửa, chậm rãi bước vào. Trong nhà lao, một nhà sư trung niên đang ngồi khoanh chân nhắm mắt. Dường như ông ấy cũng không nhận ra việc Ngô Bình tiến vào. Ngô Bình cười bảo, thiền sư, cơm được dọn lên rồi. Nhà sư trung niên mở mắt ra, đáp nhẹ, tôi không ăn thức ăn chín. Ngô Bình lấy một viên hóa ma đan, vậy hãy thử bích cốc đan mà tôi luyện nhé. Nhà sư trung niên nhìn viên đan dược rồi nhận lấy, nuốt vào. Một lát sau, thuốc có tác dụng. Một làn khói đen bốc lên từ giữa lông mày nhà sư, vẻ mặt ông ấy có phần đau đớn. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhà sư ấy đã mở bừng hai mắt, ánh mắt rất trong, lẩm bẩm hỏi, đây là năm nào? Ngô Bình đáp, đại sư đã mơ một giấc suốt trăm năm. Nay tâm ma đã được hóa giải, thật đáng mừng. Nhà sư vẫn còn lưu giữ chút ký ức khi nhập ma, biết Ngô Bình đã cứu mình, bèn khom người thật sâu với anh, cảm ơn rất nhiều. Ngô Bình đã đưa cho 7 sư tăng. Mỗi người một viên hóa ma đan. 7 nhà sư lần lượt khôi phục thần trí, thoát khỏi trạng thái nhập ma. 7 người này có 2 vị cao tăng ở cấp chân quân và 5 vị tăng cấp chân nhân. Thấy 7 nhà sư lần lượt tỉnh táo trở lại, Quảng Tuệ mừng rỡ nói, thần Y Ngô, chúng ta đến tầng 3 thôi, ở đó có một vị sư tổ Liễu Duyên. Ngô Bình nói, ngay cả ông còn gọi là sư tổ, không biết vị tiền bối Liễu Duyên này là cao tăng thời đại nào. Quảng Tuệ cười bảo, sư tổ Liễu Duyên là cao tăng thời Hiếu Văn Đế của Bắc Ngụy, cũng là một vị A-La-Hán.
Ngô Bình biết tu sĩ Phật môn tự độ gọi là A-La-Hán, đại năng Phật môn độ người gọi là Bồ-Tát. Tu hành của A-La-Hán giống tu sĩ tiên đạo hơn. Anh chợt nhớ đến Quảng Tế, bèn hỏi, vậy đại sư Quảng Tế cũng là đại A-La-Hán. Quảng Tuệ gật đầu, sư huynh có tư chất phi thường, là đại A-La-Hán thời kỳ đầu. Xét về thần thông, thực lực của sư huynh Quảng Tế thâm sâu khó lường. Ngô Bình hỏi, A-La-Hán thì sao? Quảng Tuệ đáp, khó nói. Có A-La-Hán không mạnh bằng tiên quân, cũng có A-La-Hán có thể sánh bằng thiên tiên. Điều đó tùy thuộc tu hành của họ, ví dụ như có A-La-Hán chuyên tu võ đạo, là La-Hán chiến đấu, thực lực khá mạnh. Ngô Bình gật đầu, chúng ta đi gặp Đại sư Liễu Duyên thôi. Khi đến tầng 3 của động Vạn Phật, Ngô Bình nhìn thấy một vách tường đá trơn nhẵn lõm vào trong, tạo thành một hang động hình người. Trong hang động đá, có một người ngồi thiền đối mặt với tường, lặng im bất động, tựa như đã hòa làm một với vách đá vậy. Ngô Bình thấy áo cà sa của người này đã hóa thành cho bụi, nên ông ấy để thân mình trần, không mặc quần áo. Làn da ông ấy hệt như đá tảng vậy, chạm vào vừa lạnh vừa cứng. Quảng Tuệ khẽ thở dài, để tránh sát hại người vô tội sau khi nhập ma, nên sư tổ Liễu Duyên đã dùng toàn bộ sinh lực để áp chế tâm ma, bây giờ trở nên giống hệt người đá. Ngô Bình quan sát một lúc rồi sử dụng tịnh thế thần quang, đồng thời lấy xá lợi xương Phật ra, mượn sức mạnh trong xương Phật để niệm đại phạn thiền âm. Khi anh niệm được 5 phút, người trong vách tường khẽ động đậy. Người đó chậm rãi lui ra từ bức tường, làn da dần dần có huyết sắc. Sau đó phục hồi hơi thở và nhịp tim, cuối cùng mở mắt ra. Đó là một người đàn ông trung niên. Ông ấy vừa nhìn Ngô Bình chăm chú vừa hỏi, cậu là ai? Ngô Bình lấy một viên hóa ma đan ra, Đại sư Liễu Duyên, tôi giúp Đại sư áp chế tâm ma, xin hãy uống viên đan này. Liễu Duyên cầm lấy đan dược, nhìn qua một lần rồi nuốt vào. Dược lực chuyển vận, toàn thân Liễu Duyên bốc lên khói đen. Ngô Bình tiếp tục sử dụng đại phạn thiền âm để giải trừ tâm ma của đối phương. Đại phạn thiền âm này có nền tảng là Bát Nhã thần công tầng thứ tư của Như Lai thần công, cộng thêm sức mạnh của xương Phật, uy lực cuồn cuộn, hiệu quả tốt vô cùng. Thiền âm vừa cất, làn khói đen ấy đã bốc lên dày đặc hơn, rồi dần dần tan vào hư vô. Vẻ mặt Liễu Duyên không ngừng thay đổi, cứ thế kéo dài hơn nửa giờ, quanh cơ thể Liễu Duyên dần dần không còn bốc khí đen nữa, mà còn tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này ngày một dày lên, chói đến mức khiến người ta không mở mắt được. Sau vài hơi thở, Liễu Duyên niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Quảng Tuệ cả mừng, sư tổ Liễu Duyên, cuối cùng sư tổ đã hồi phục rồi. Người đàn ông trung niên ấy mở choàng mắt, chuỗi hạt Phật trong tay rung lên, trên người bỗng xuất hiện một bộ áo cà sa. Lúc này Ngô Bình mới phát hiện hòa thượng Liễu Duyên này mắt trái to, mắt phải nhỏ. Môi dày, tai vểnh, lông mày nghiêng lệch, tướng mạo xấu vô cùng. Liễu Duyên vươn vai hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Quảng Tuệ vội đáp, sư tổ đã ngủ cả nghìn năm rồi. Liễu Duyên bĩu môi, cả nghìn năm, quả là giấc ngủ nghìn năm nhỉ. Rồi Liễu Duyên nhìn Ngô Bình, bỗng nhiên quỳ cục xuống đất, cảm ơn cậu đã giải trừ tâm ma giúp tôi. Tôi đã bị nhốt ở nơi quỷ quái này cả nghìn năm, còn không thoát ra thì sẽ chết ngạt ở đây mất. Ngô Bình giật thót, vội vàng lên tiếng, Đại sư Liễu Duyên đừng khách sáo, xin hãy đứng dậy. Liễu Duyên cười bảo, đừng gọi tôi là Đại sư, chúng ta kết nghĩa anh em nhé, cậu thấy sao? Ngô Bình nhìn đối phương, nghĩ bụng hòa thượng này mất trí rồi ư. Liễu Duyên cười ha ha, hỏi anh, có phải cậu cảm thấy tôi điên rồi không? Ngô Bình vội đáp, tôi cảm thấy Đại sư rất thẳng thắn. Liễu Duyên nghiêm túc nói, năm xưa, khi tôi nhập ma đã có một nguyện vọng lớn lao, hoặc là không bao giờ trở ra, hoặc là hóa thân thành Phật. Ngô Bình hỏi, vậy Đại sư thành công chứ? Liễu Duyên thở dài, tôi không thắng được tâm ma, từ từ bị nó nuốt chửng. Nếu không nhờ cậu ra tay, tôi sẽ hoàn toàn rơi vào ma đạo trong vòng 100 năm nữa, mãi mãi không được giải thoát. Nói đến đây, Liễu Duyên cười bảo, nên tôi mới muốn kết nghĩa anh em với cậu. Vì ngoài cách này, tôi không nghĩ ra cách nào khác để cảm ơn cậu nữa. Ngô Bình nhìn sang Quảng Tuệ với vẻ bất đắc dĩ. Quảng Tuệ bèn cười nói, nếu thần y Ngô có thể kết nghĩa anh em với sư tổ, đó cũng là một chuyện rất tuyệt vời. Liễu Duyên vỗ tay, tốt lắm. Chúng ta hãy lập tức khấu đầu và kết nghĩa anh em. Cứ như vậy, Ngô Bình được vị hòa thượng xấu xí ấy kéo qua một bên, vái lạy trời đất, kết nghĩa Kim Lan.
Tên tục của Liễu Duyên là Chu Vô Thượng, lớn tuổi hơn, làm anh. Ngô Bình nhỏ tuổi nên làm em. Sau khi kết nghĩa, Liễu Duyên kéo Ngô Bình ra khỏi động vạn Phật, tung người bay đi rồi đáp xuống một đỉnh núi. Chưa từng có ai đặt chân đến đỉnh núi này. Khi đến đây, anh mới phát hiện trên đỉnh núi có một lối đi xuống, bị cây cối chắn ngang. Lối đi xuống có bậc thang bằng đá, đi một đoạn sẽ đến một căn phòng bằng đá khá rộng rãi, trong đó bày biện rất nhiều đồ dùng, đã phủ đầy bụi. Ngô Bình hỏi, đây là đâu vậy anh? Chu Vô Thượng đáp, đây là nơi bế quan lúc anh mới bắt đầu tu Phật Pháp. Ông ấy khẽ thở dài, xem ra anh không có thiên phú làm hòa thượng, tu nghìn năm rồi mà cũng không thể thành Phật. Ngô Bình không biết nói sao, anh ạ, không phải ai cũng có thể thành Phật. Bây giờ anh là A-La-Hán, đã là rất đáng nể rồi. Chu Vô Thượng đáp, cậu nhìn nhầm rồi, anh là Đại A-La-Hán. Ngô Bình ngẩn ra, bèn nhìn kỹ hơn. Đúng nhỉ, Chu Vô Thượng và Quảng Tế giống nhau, đều đã có kim thân Đại A-La-Hán. Xem ra Chu Vô Thượng tu hành 1000 năm cũng có thu hoạch đấy chứ. Chu Vô Thượng nói, 1000 năm nay, ngoài luyện hóa tâm ma, anh còn tu luyện kim thân, bây giờ đã thành công rồi. Ngô Bình đáp, lợi hại. Anh à, năng lực hiện tại của anh ít nhất phải ngang ngửa hư tiên. Chu Vô Thượng bỗng cất tiếng hỏi, cậu nghĩ liệu anh có hợp tu tiên hơn không? Ngô Bình trả lời, vậy thì không hẳn. Anh không đột phá được, có thể là do công pháp. Chu Vô Thượng ngẫm nghĩ, công pháp của anh là Phật môn chính tông, chắc hẳn không có vấn đề gì. Ngô Bình cười hỏi, anh từng nghe nói về Cực Lạc Phật Thổ chưa? Chu Vô Thượng đáp, tất nhiên là anh biết, Cực Lạc Phật Thổ là một trong những cảnh thiên mạnh nhất. Em có công pháp của Cực Lạc Phật Thổ, anh có hứng thú học không? Nghĩ đến gì đó, Chu Vô Thượng bèn hỏi, cậu đã phá giải được bí mật của Vô Tự Ngọc Bích? Ngô Bình đáp, không chỉ có em phá giải Vô Tự Ngọc Bích mà Hòa Thượng Quảng Tế cũng đã hiểu rồi, chỉ là chưa học được trọn vẹn như em thôi. Chu Vô Thượng hỏi, Quảng Tế cũng thuộc chùa Đại Thiền sao? Ngô Bình trả lời, đúng vậy, ông ấy là sư huynh của Quảng Tuệ, hiện là một trong ba vị sư tổ của chùa Đại Thiền, cũng có tu vi Đại A-La-Hán giống như anh. Hàn huyên được vài câu, Ngô Bình cũng không giữ lại gì nữa, truyền dạy toàn bộ công pháp Cực Lạc Phật Thổ mà mình biết cho Chu Vô Thượng. Chu Vô Thượng có tư chất phi phàm, chỉ cần nghe một lần, toàn thân đã phát ra ánh sáng, nói với vẻ mặt mừng rỡ, công pháp hay. Những công pháp anh từng luyện trước đây mà so với nó thì chẳng khác gì rác rưởi. Ông ấy lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện công pháp tối thượng của Cực Lạc Phật Thổ. Ngô Bình đang rỗi rã nên cũng nhân cơ hội này tu luyện tầng thứ 7, cũng là tầng cuối cùng của Như Lai Thần Công Như Lai Thần Trường. Trước đó anh đã luyện thành tầng 6-7 Thức Đồ Long, nên bây giờ luyện tầng 7 Như Lai Thần Trường có vẻ không mấy khó khăn. Như Lai Thần Trường có tổng cộng 10 thức, thức đầu tiên là Kim Cương Ấn. Điểm thú vị của Như Lai Thần Trưởng là mọi thứ anh đã học và luyện trước đó đều sẽ được thể hiện trong 10 thức này, chỉ là tiến thêm một bước nữa thôi. Kim Cương Ấn được biến đổi từ 3 thức đầu tiên, nhưng có trình độ và cao minh hơn. Lúc này, Ngô Bình muốn luyện thành Kim Cương Ấn thì phải luyện thành một loại sức mạnh trong cơ thể, có tên là Kim Cương Phật Ấn. Kim Cương Phật Ấn là nền tảng tu luyện 3 thức đầu tiên của Như Lai Thần Trưởng, bản chất của nó tương tự thần bàn nhưng đơn giản hơn. Ngô Bình có nền tảng thâm hậu, tất nhiên không nhất thiết phải luyện ra một kim cương Phật Ấn, anh chỉ cần dựa vào nền tảng của Hỗn Nguyên Tiên Lò để sửa đổi một chút là được. Luyện được nửa ngày, bề mặt Hỗn Nguyên Tiên Lò đã xuất hiện một kim cương Phật Ấn. Nhờ anh tác động, Phật Ấn đã phát ra kim cương Phật lực chính tông. Có kim cương Phật lực, Ngô Bình có thể đánh ra kim cương Ấn. Sau đó, Hỗn Nguyên Tiên Lò bắt đầu hấp thụ kim cương Phật lực vào trong, uy lực lại tăng thêm một phần. Bất thình lình, anh trưởng một cái, một chữ vạn màu vàng xoay tròn và in trên tảng đá đối diện, như thể được khắc trên đó vậy. Đây chính là kim cương ấn. Ấn này có thể bảo vệ vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Lúc này, sắc trời đã tối. Chu Vô Thượng vẫn đang tu luyện, Ngô Bình một mình ra khỏi sơn động. Anh lên đỉnh núi, nhìn thấy bầu trời dập sao, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Bỗng nhiên, anh trông thấy ở hướng ánh trăng có hai bóng người một trắng một đen đang bay đến. Hai người đó bay về phía chùa Đại Thiền. Mới đầu Ngô Bình còn nghĩ là người trong giang hồ đến tham gia đại hội võ lâm. Nhưng ngay sau đó anh đã cảm thấy không ổn, vì hai người đó vừa tiến vào chùa Đại Thiên, trong chùa liền vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết. Nhoáng một cái,
Liễu Duyên đã đến bên cạnh anh, nhíu mày nói, là tà tu. Ngô Bình hỏi, anh có thu hoạch gì không? Liễu Duyên đáp, công pháp của Cực Lạc Phật Thổ rất phù hợp với anh. Trong vòng từ 3 đến 5 năm, anh sẽ có thể đột phá lên. Ngô Bình gật đầu, vậy là tốt rồi. Liễu Duyên hỏi, ban nãy có phải cậu đã nhìn thấy gì không? Ngô Bình đáp, em nhìn thấy hai bóng người, một đen một trắng, bay từ hướng ánh trăng và tiến vào chùa Đại Thiền. Bọn họ vừa vào chùa, em đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Liễu Duyên khẽ thở dài, rốt cuộc họ vẫn đến. Ngô Bình thấy rất lạ, anh biết hai người này sao? Liễu Duyên đáp, hai người này cùng thời với anh, là một cặp vợ chồng. Hai vợ chồng này đã tu luyện một công pháp chí âm chí tà, tên Cửu Âm Tà Thần Quyết. Để tu luyện nó, họ phải giết hại rất nhiều sinh linh. Sau khi anh biết chuyện này, trong cơn tức giận đã tìm đến cửa và đánh hai người họ bị thương nặng. Nào ngờ bọn họ lại trốn thoát được, còn ẩn mình suốt nhiều năm qua. Ban nãy lúc đang tu luyện trong động, anh bỗng cảm nhận được tà khí đặc trưng của họ. E là hai người này đã tu luyện Cửu Âm Tà Thần Quyết đến mức cao nhất, hóa thành tà thần. Ngô Bình hỏi, tà thần ư? Liễu Duyên gật đầu, lúc này bọn họ xông vào chùa Đại Thiền chắc chắn vì muốn trả thù. Ngô Bình hỏi, anh có đấu lại họ không? Liễu Duyên thở dài, một chọi một thì không thành vấn đề. Hai đấu một thì e là anh sẽ bị đánh rất thảm. Ngô Bình bảo, thế thì hai đấu hai. Liễu Duyên hỏi lại, hai đấu hai. Ngô Bình lấy một lá bùa ra rồi bóp vụn ngay lập tức. Vài phút sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Ông ấy nhìn sang trái phải rồi hô lên, nhóc con, sao lại ở nơi quỷ quái này? Người đó là Quảng Tế. Khi bắt gặp ánh mắt của Liễu Duyên, ông ấy kinh ngạc hô lên, anh là Liễu Duyên. Liễu Duyên đáp, đúng vậy, cậu là Quảng Tế. Quảng Tế nói, không ngờ anh lại có thể hồi phục. Liễu Duyên nói, Quảng Tế, hai tà thần đó xông vào chùa Đại Thiền, tôi muốn cậu hỗ trợ tôi hạ gục họ. Quảng Tế lập tức lắc đầu, không làm. Liễu Duyên cười khẩy, không làm. Nếu hôm nay cậu không giúp, tôi sẽ bám theo cậu mãi. Cậu ngủ, tôi cũng ngủ, cậu ăn, tôi cũng ăn, cậu tìm phụ nữ, tôi cũng trông chừng, cậu đại tiện, tôi cũng nhìn. Sắc mặt Quảng Tế rất khó coi, Liễu Duyên, tốt xấu gì anh cũng là tiền bối của tôi, sao làm việc lại không biết xấu hổ như vậy? Liễu Duyên đáp, luận về không biết xấu hổ. Liễu Duyên này đứng thứ hai thì không ai của chùa Đại Thiền dám đứng thứ nhất. Quảng Tế bất đắc dĩ, bèn trừng mắt nhìn Ngô Bình, bị thằng nhóc này hại rồi. Ngô Bình nghiêm túc nói, dù sao đại sư cũng là cao tăng của chùa Đại Thiên, hàng ma bảo vệ đạo là chuyện nên làm. Quảng Tế lười biếng nói, hai tà thần mà anh nói là Dạ Lăng Phong và Tiêu Thiên Vũ. Liễu Duyên bảo, hậu bối như cậu mà cũng biết sao. Quảng Tế nhấp một ngụm rượu. Hai người này có tu vi thâm sâu, không dễ đối phó. Nếu tôi có cách thì đã diệt trừ họ từ lâu rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, muốn diệt họ cũng không khó, chúng ta có thể bài bố sát trận, dụ hai người họ vào trận. Chỉ cần họ vào trận, chúng ta sẽ có cách giết chết họ. Liễu Duyên hỏi, cậu còn biết bố trận sao? Ngô Bình cười đáp, em biết một chút, dùng nó để đối phó hai tà thần này thì không khó. Liễu Duyên gật đầu, thế thì dễ xử lý rồi. Ngô Bình bay lên cao, chẳng bao lâu sau đã tìm được một nơi xung quanh có núi non nối liền nhau, có thể dùng để bố đại trận Thái Ất Chu Tiên. Sát trận này là thứ mà anh đã học được sau khi luyện hóa thần phù Thái Ất. Loại đại trận này chỉ có thể khởi động một lần, nhưng uy lực mạnh cực kỳ, có thể dễ dàng giết chết hư tiên. Dùng nó để đối phó hai tà thần này chắc chắn không gặp vấn đề gì lớn. Dĩ nhiên. Anh có thể bố đại trận này vì đã luyện hóa thần phù Thái Ất, có thể điều động sức mạnh trong thần phù này để dễ dàng bố trận. Nếu không có thần phù Thái Ất, việc bố trận sẽ là một công trình khổng lồ, mất ít nhất vài tháng mới có thể hoàn thành, còn phải dùng nhiều vật liệu quý hiếm. Anh đi chậm rãi trên không và mặt đất, mỗi một bước đi, trong không khí sẽ để lại một kiếm phù. Đi xong 108 bước, 108 kiếm phù đã được bài bố khắp nơi. Số kiếm phù này ẩn mình rất nhanh, chỉ khi anh khởi động đại trận, chúng mới xuất hiện trở lại, bùng nổ chỉ trong tích tắc và giết chết mục tiêu. Quảng Tế và Liễu Duyên ngơ ngác hỏi, thế là xong rồi à? Ngô Bình đáp, xong rồi. Đại trận này sẽ tự động hấp thụ năng lượng cuồn cuộn giữa đất trời, nhiều nhất là một giờ sau mới có thể sử dụng. Hai người họ nhìn nhau, đều thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương.
NB có năng lực này, há chẳng phải có thể dễ dàng giết chết một thiên tiên ư? Bố trận xong, Ngô Bình hơi mệt, bèn tìm một nơi ngồi xuống rồi hỏi, anh từng đến pháp cảnh Như Lai chưa? Liễu Duyên gật đầu, đến rồi. Quảng Tế bảo, ngày nay không còn như xưa, chùa Đại Lôi Âm đóng cửa, pháp cảnh Như Lai đã ngăn cách với thế giới bên ngoài cả trăm năm rồi. Liễu Duyên cau mày, có chuyện này nữa ư? Quảng Tế đáp, tôi đoán là người trong pháp cảnh Như Lai cố ý đóng kín lối vào. Liễu Duyên suy đoán, lẽ nào có Phật tử ra đời nên mới đóng cửa pháp cảnh? Ngô Bình hỏi, Phật tử gì vậy anh? Liễu Duyên đáp, pháp cảnh Như Lai có truyền thuyết rằng đến một ngày nào đó, sẽ có một vị Phật tử ra đời. Nếu không có gì bất ngờ, vị Phật tử này là thiên tài tu hành, sau này sẽ trở thành Phật. Bây giờ là thời mạt Pháp, có nhiều người không hy vọng Phật sẽ đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để tiêu diệt Phật tử. Vì bảo vệ Phật tử nên họ phải đóng kín pháp cảnh. Ngô Bình hỏi tiếp, anh à, tại sao những người đó lại không mong Phật xuất hiện? Liễu Duyên trả lời, Phật có thể độ hóa chúng sinh, bọn họ không hy vọng thế tục biến thành đất Phật. Quảng Tế nói, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì chẳng ai biết cả. Liễu Duyên gật gù, cũng phải, bây giờ nói gì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ông ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Quảng Tế, tôi thấy cậu lục căn không thanh tịnh, không nên làm hòa thượng nữa. Quảng Tế đáp, Liễu Duyên, anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Ngô Bình thấy họ lại sắp cãi nhau, vội lên tiếng, Đại sư Quảng Tế có biết Thánh Tăng không? Quảng Tế hỏi lại, vị ở Tạ Nguyên ấy à? Ngô Bình gật đầu, Thánh Tăng ấy đã đầu thai, nghe nói là ứng thân thứ 12 của Phật Đà. Quảng Tế bảo, tôi biết, người thường có thể nhìn thấy ứng thân Phật Đà, biến hóa tùy ý, có thể xem là một hóa thân. Xét về tu vi, ứng thân đó chưa chắc mạnh bằng tôi. Nhưng xét về Phật lý, tôi mãi mãi không sánh bằng. Ngô Bình hỏi, Đại sư Quảng Tế, Phật Đà thật sự tồn tại ư? Phật Đà ở đâu? Quảng Tế giải đáp, Phật Đà vĩ đại vì luôn nằm trong trái tim mỗi người. Trên thế gian này, chỉ cần một người tin Phật, Phật Đà sẽ ở khắp mọi nơi. Liễu Duyên bảo, bớt nói vớ vẩn đi. Phật Đà đã tọa hóa từ lâu, chỉ giữ lại đạo thống thôi. Vậy nên Phật Đà không phải là một sự tồn tại cụ thể, mà là đạo thống, là truyền thừa. Giống như, đạo, mà đạo giáo thường nói, Phật trong Phật môn cũng vậy. Phật cũng được mà đạo cũng thế, đều là thứ mà bọn anh theo đuổi cả đời. Ngô Bình không ngờ hai vị đại A-la-hán này lại có quan điểm khác nhau trong cách hiểu về Phật Đà, nhưng ngẫm kỹ lại, dường như chúng không hề mâu thuẫn. Ba người trò chuyện một lúc, thấy đã sắp đến giờ, Liễu Duyên bèn nói, tôi sẽ dụ họ đến nơi này. Cậu chuẩn bị sẵn sàng nhé. Quảng Tế bảo, tôi sẽ hỗ trợ ở bên cạnh, ngộ nhớ thất bại, chúng ta sẽ hợp sức trấn áp họ. Liễu Duyên đứng dậy, đi đến chùa Đại Thiên. Chỉ vài phút sau, một bóng người bay đến, chính là Liễu Duyên. Ngay phía sau ông ấy là hai bóng người đen trắng, tà khí vô cùng khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, cả ba đã tiến vào đại trận Thái Ất Chu Tiên do Ngô Bình bài bố. Điều Ngô Bình chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Anh khẽ hô lên, khởi động trận. Ngay lập tức, 108 kiếm phù phát sáng, trời đất vang rền chấn động. Một luồng sát khí từ trên trời giáng xuống, xuyên qua giữa đất trời, đâm xuyên qua hai tà thần ở bên trong. Sát khí đánh xuống từ đỉnh đầu họ rồi nổ tung mặt đất, khí cuồn cuộn bốc lên giữa đất trời, chỉ trong nháy mắt đã kìm giữ họ. Nam tà thần giận dữ gầm lên, Liễu Duyên, ông dám bày mưu hại bản thần nhất định sẽ không tha cho ông. Liễu Duyên lạnh lùng hừ giọng, tôi đánh các người đâu phải chỉ một lần. Các người nghĩ có thể dọa được tôi sao? Nữ tà thần lạnh lùng nói, Liễu Duyên, ông không giết chết được bọn tôi đâu. Cùng lắm ông chỉ trấn áp được bọn tôi thôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ ăn tươi thịt ông, uống sống máu ông. Liễu Duyên đáp trả, bớt hăm dọa đi, trấn áp chúng. Quảng Tế và Liễu Duyên ra tay cùng một lúc. Họ niệm chân ngôn, hàng chục nghìn sợi tơ vàng phun ra từ đỉnh đầu, không ngừng quấn quanh cơ thể hai tà thần. Chẳng bao lâu sau, hai tà thần đã được quấn thành một cái kén vàng, bị trấn áp triệt đề. Lòng Ngô Bình thoáng động. Anh hỏi, anh à, Đại sư Quảng Tế, chúng ta nên xử lý hai tà thần này như thế nào? Liễu Duyên bảo, tìm một nơi để bố đại trận Phật Pháp rồi trấn áp bọn chúng mãi mãi. Hay là đưa cho em đi? Liễu Duyên ngạc nhiên, cậu có cách đối phó bọn chúng à? Ngô Bình đáp, có thể thử xem sao.
anh lấy lò luyện minh thần ra, ném một tà thần bị quấn thành kén vào trong đó. Ngay tức thì, lò luyện minh thần này bắt đầu xoay dữ dội, nam tà thần ở bên trong gào thét thảm thương, đây là thứ gì? Không, tôi sẽ không chết. Tiếng kêu la càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chẳng còn nghe thấy nữa. Chừng một giờ sau, lò luyện minh thần phun ra 6 viên đan dược, Ngô Bình đưa tay đón lấy. 6 viên đan dược này to bằng nắm tay, ẩn chứa thần lực, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một hình người nho nhỏ ngồi khoanh chân bên trong, thần văn chi chít khắp cơ thể. Đôi mắt sáng rỡ, anh kinh ngạc hô lên, thần linh đan. Liễu Duyên trợn mắt, cậu có thể luyện tà thần thành đan dược ư? Ngô Bình cười bảo, anh à, đây là lò luyện minh thần, luyện một tà thần là chuyện rất dễ dàng. Anh cất đan dược, lập tức ném nữ tà thần kia vào trong, lạnh lùng bảo, cả đời các người đã tạo nghiệp vô số kể, giết hại bao người vô tội, hôm nay tôi luyện các người đến chết. Bị ném vào lò luyện, nữ tà thần gào thét thê lương, cũng giống như nam tà thần lúc nãy, chẳng kiên trì được bao lâu đã bị luyện hóa. Lại một giờ nữa trôi qua, năm viên thần linh đan bay ra từ trong lò luyện. Quảng Tế nhìn đan với vẻ thòm thèm, bèn hỏi, nhóc con, thần linh đan này có công dụng gì? Có ngon không? Ngô Bình đáp, không ngon, nhưng uống đan này vào có thể giúp sức mạnh nguyên anh tăng lên đáng kể. Đợi đến khi ngưng tụ thần anh, đây sẽ là vật đại bổ. Dứt lời, anh cất toàn bộ thần linh đan. Quảng Tế nuốt nước bọt rồi bảo, cho tôi một viên uống thử xem. Tôi sẽ dùng thứ này để trao đổi. Nói đoạn, ông ấy lấy một vật kỳ lạ ra. Ngô Bình nhìn nó chăm chú. Đó là một rễ cây đã chết, trên bề mặt rễ có những vết phù văn kỳ lạ, trong rễ có một sức sống cuộn trào mãnh liệt. Cầm lấy rễ cây, anh hỏi, đây là thứ gì vậy? Quảng Tế đáp, không rõ. Tôi đã phát hiện nó cách đây 300 năm. Vật này rất có ích cho việc tu hành. Nếu không nhờ sự giúp sức của nó, tôi sẽ không có được tu vi như ngày hôm nay. Ngô Bình hỏi, nó đã giúp ông như thế nào? Quảng Tế trả lời, nắm nó trong tay, có thể giúp tâm trí tĩnh lại. Năng lực bên trong nó có lợi ích rất lớn cho cơ thể. Ngô Bình ném ngay cho ông ấy một viên thần linh đan, cho ông một viên. Cất rễ cây vào, Ngô Bình quay lại chùa Đại Thiền để gặp đám người Quảng Tuệ. Khi đi qua một ngôi viện, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn giật mình đẩy cửa vào trong. Vừa bước chân vào viện, anh đã nhìn thấy Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền, và cả đám người Lý Long Thần đều có mặt. Nhắc thấy Ngô Bình, Diệp Huyền cười bảo, mọi người đã chờ tiền bối cả buổi trời rồi đấy. Tiền bối đi đâu thế? Hóa ra họ đã đến từ ban ngày, nghe nói Ngô Bình cũng có mặt nên đã ở đây chờ anh. Ngô Bình hỏi, sư huynh cũng đến tham gia đại hội võ lâm sao? Diệp Thiên Tông cười bảo, anh cho Diệp Huyền đi cọ sát một chút. Sư đệ đến thật đúng lúc, mấy ngày này cậu hãy chỉ bảo Diệp Huyền nhiều hơn nhé. Ngô Bình quan sát Diệp Huyền. Những ngày qua, anh ta đã tu hành rất chăm chỉ, nay đã trở thành võ thánh bằng nỗ lực của mình. Anh gật đầu, khá đấy. Khi nào rảnh, tôi sẽ giúp anh đả thông linh khiếu và thần khiếu còn lại. Diệp Huyền cảm mừng, cảm ơn tiền bối. Lúc này, nhị sư huynh Dương Mộ Bạch cũng đến nơi, theo sau là vài đồ đệ, đồ tôn. Sau khi chào hỏi, Dương Mộ Bạch bảo, sư đệ à, anh đang định tìm cậu đấy. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy sư huynh? Dương Mộ Bạch gật đầu, anh nhận được tin, sau đại hội võ lâm này, rất có thể bọn họ sẽ thủ tiêu Thiên Long. Ngô Bình có nghe Quảng Tuệ nhắc đến chuyện này, bèn bảo thủ tiêu ư. Xem ra có kẻ không muốn em tiếp tục quản lý Thiên Long rồi. Diệp Thiên Tông nói, sư đệ, nghe nói đại hội võ lâm lần này sẽ có thầy dạy của học viện võ đạo tham gia. Ngô Bình kinh ngạc, thầy của học viện võ đạo cũng tham gia ư. Diệp Thiên Tông đáp, đại hội võ lâm lần này, nói trắng ra là một cuộc cải tộc. Sẽ có rất nhiều người lui khỏi đài, cũng sẽ có rất nhiều người bước lên đài. Sư đệ à, mấy người chúng ta đều sẽ bị vứt bỏ. Diệp Huyền cau mày, ông nội, theo lý mà nói thì không đâu ạ. Tiền bối là đệ tử Thục Sơn, tu vi lại cao, phía trên đâu có lý do gì mà không trọng dụng tiền bối. Diệp Thiên Tông khẽ thở dài, họ chỉ dùng người của họ thôi. Họ sẽ không tin tưởng những người nằm ngoài vòng của họ đâu. Ngô Bình hỏi, sư huynh cảm thấy nên ứng phó thế nào? Dương Mộ Bạch trả lời, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không có cách. Nhưng sư đệ thì khác, thực lực của cậu đủ mạnh, có thể thể hiện tài năng ở đại hội võ lâm. Chẳng phải họ muốn nhân cơ hội này cải tổ sao? Được thôi,
sư đệ cứ giành hạng nhất, trở thành võ lâm chí tôn. Đôi mắt Diệp Huyền rực sáng, phải đó, tiền bối hãy giành lấy võ lâm chí tôn lần này. Xem bọn họ thủ Tiêu Thiên Long thế nào. Ngô Bình cau mày, võ lâm chí tôn là người mà họ muốn nâng đỡ. Nếu em cố đoạt lấy danh hiệu này, e là không thỏa đáng. Diệp Thiên Tông đáp, sư đệ nói rất có lý. Có thể không làm võ lâm chí tôn, nhưng chúng ta phải nắm được quyền phát ngôn, để bọn họ không dám khinh thường. Ngô Bình nói, đó cũng là một cách. Dương Mộ Bạch bảo, sư đệ à, anh vừa lấy được cái này. Cậu xem nhé, dứt lời, ông ấy bèn đưa một mảnh gấm vàng có chữ cho Ngô Bình. Ngô Bình mở ra xem, bên trên đã vạch rõ nội dung trình tự tu hành. Các danh hiệu võ thần, võ vương mà dân gian sử dụng trước đây đều bị bãi bỏ, bây giờ gọi chung là võ giả. Xét theo năng lực mạnh yếu từ thấp đến cao, võ giả được chia thành 5 cấp, võ sĩ, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng. Mỗi cấp này lại được chia làm 5 bậc, cao nhất là bậc 1, thấp nhất là bậc 5. Lấy ví dụ võ sĩ, chia thành võ sĩ bậc 5, võ sĩ bậc 4. Cao nhất là võ sĩ bậc 1. Theo quy định, tu vi của võ sĩ tương đương cảnh giới luyện khí đến cảnh giới luyện thần, võ sư có lẽ là cảnh giới tiên thiên và nhân tiên cảnh giới 1. Võ sĩ và võ sư là cấp bậc chuyên nghiệp, sau khi đạt cấp bậc này sẽ lấy được tài nguyên tu hành tương ứng của quốc gia. Tất nhiên, muốn lấy được cấp bậc này phải trải qua buổi kiểm tra đánh giá nghiêm ngặt tại địa điểm khảo hạch do quốc gia lập ở các nơi. Ngô Bình đọc xong bèn cười bảo, thú vị đấy. Dương Mộ Bạch nói, lúc nhìn thấy cái này, anh cũng rất sốc. Nhưng chỉ giây lát sau anh đã hiểu ra ngay. Phía trên muốn nắm giữ toàn diện sự xuất hiện của thời đại tu chân. Ngô Bình bày tỏ, cũng nằm trong dự liệu. Linh khí sắp khôi phục, đối mặt với sự lớn mạnh của tu chân, vũ khí nóng cũng không chiếm được ưu thế nữa. Nếu nước ta muốn củng cố quyền lực thì buộc phải thay đổi. Cách phân chia võ sĩ, võ sư này tinh giản hơn trước nhiều. Dương Mộ Bạch hỏi, sư đệ à, linh khí thật sự sẽ khôi phục sao? Ngô Bình gật đầu, những thay đổi đã bắt đầu xuất hiện. Hai vị sư huynh à, tương lai chúng ta không chỉ đối mặt với tu sĩ Côn Luân mà còn có tu chân đang nổi lên rất nhanh trong môi trường linh khí, thậm chí là những kẻ mạnh đến từ tiên giới và hồng hoang. Diệp Thiên Tông nói, bọn anh không chiến đấu được nữa. Sư đệ à, sau này đám hậu bối này phải nhờ cậu dẫn dắt rồi. Ngô Bình đáp, sư huynh yên tâm, em có phần ăn thì họ không đói được đâu. Lý Long Thần nói, sư thúc, gần đây phía Hà Đông thường xảy ra chuyện lạ. Điều này có liên quan đến việc linh khí khôi phục không? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên, linh khí khôi phục, không chỉ con người bị ảnh hưởng, mà mọi sinh mệnh đều chịu ảnh hưởng. Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ được trải nghiệm thế nào là bách quỷ dạ hành, yêu ma nhảy múa. Diệp Huyền rất phấn khởi, tiền bối à, liệu có hồ ly tinh xinh đẹp không? Diệp Thiên Tông đá Diệp Huyền một cái rồi bảo, sư đệ, anh còn nhận được một tin. Sau đại hội võ lâm, nước ta có thể sẽ mở một vài trường đại học võ đạo. Ngô Bình rất ngạc nhiên, đại học võ đạo. Diệp Thiên Tông đáp, ừ, nghe bảo là muốn chọn những người có tư chất tốt từ các trường đại học và học viện lớn để đào tạo. Diệp Huyền nói, tiền bối à, đệ tử cũng có nghe nói về chuyện này. Giai đoạn đầu, nước ta sẽ xây dựng 4 trường, gồm Đại học Võ Đạo Thiên Kinh, Đại học Võ Đạo Trung Nguyên, Đại học Võ Đạo Giang Nam, Đại học Võ Đạo Vân Đông. Hiệu trưởng của các trường đại học võ đạo sẽ được chọn từ học viện võ đạo. Ngô Bình trầm tư, thế là họ muốn sàng lọc được nhân tài từ nhiều người thông qua trường đại học võ đạo, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Như vậy thì họ sẽ có thể lôi kéo được một lượng cao thủ trước khi linh khí khôi phục toàn bộ, từ đó sẽ có vốn liếng để đối chọi với các thế lực tu chân lớn. Diệp Thiên Tông bảo, đúng vậy. Ở thế tục, sức ảnh hưởng của quốc gia vượt xa các môn phái lớn. Dương Mộ Bạch nói, sư đệ, anh cảm thấy cậu có thể tham gia cạnh tranh cho vị trí hiệu trưởng trường đại học võ đạo. Lòng Ngô Bình thoáng lay động, em đang chuẩn bị đến học viện võ đạo rồi trở thành thầy dạy ở đó trước. Về vị trí hiệu trưởng, nếu có cơ hội, em sẽ thử xem sao. Bọn họ đang tán gẫu thì bỗng có tiếng bước chân vọng vào từ ngoài cửa. Sau đó, cửa bị ai đó thô lỗ đẩy ra, 4 người xông vào. Khí tức của 4 người này đều rất mạnh, trong đó có 2 người là con lai. Một người lai mắt xanh dương nhướng mày hỏi, trong các người, ai là Ngô Bình? Đối phương là kẻ bất thiện. Diệp Huyền lạnh lùng hỏi, các người là ai? Tìm tiền bối của tôi làm gì? Một cậu trai 18,
19 tuổi lãnh đạm nói, tôi là Louis, lớn lên ở Mễ, đã vượt qua buổi khảo hạch của hệ thống bậc thầy chiến đấu nước Mễ. Nghe nói Viêm Long tổ chức đại hội võ lâm, tôi liền đến đây tham gia ngay lập tức. Diệp Huyền bảo, nói trọng điểm đi. Louis nói, tôi muốn đấu một trận với Ngô Bình, nghe nói người này rất mạnh. Diệp Huyền cười khẩy, làm sao cậu biết tiền bối của tôi mạnh? Còn nữa, tại sao cậu lại biết chúng tôi ở đây? Louis đáp nhẹ, tôi có nguồn tình báo của mình. Diệp Huyền còn định nói gì đó, Ngô Bình đã xua tay rồi lên tiếng, nói vậy là cậu muốn khiêu chiến tôi. Louis gật đầu, đúng, tôi muốn đánh bại anh, từ đó chứng minh sự lớn mạnh của hệ thống bậc thầy chiến đấu. Ngô Bình hứng thú hỏi, hệ thống bậc thầy chiến đấu mà cậu nói là gì thế? Louis trả lời, đó là hệ thống huấn luyện chiến đấu được Mỹ nghiên cứu và phát triển, kết hợp với công nghệ tiền sử. Hiện giờ tôi là một trong những người được hệ thống chấm điểm cao nhất, nằm trong top 10. Ngô Bình gật gù, ra là vậy. Cậu có thể khiêu chiến tôi, nhưng không phải bây giờ. Trên võ đài của Đại hội Võ Lâm, tôi rất mong chờ được gặp cậu. Louis cười bảo, không, không. Anh Ngô, nếu bây giờ anh có thể đánh bại tôi có thể đưa anh đi xem hệ thống bậc thầy chiến đấu. Diệp Huyền cười khẩy, cậu không hiểu tiếng người à? Muốn khiêu chiến tiền bối tôi, cậu có thể khiêu chiến trên võ đài. Louis nhướng mày, nếu như tôi kiên quyết muốn khiêu chiến bây giờ. Lý Long Thần tiến lên một bước, vậy thì phải qua ải của tôi trước. Ngô Bình bảo Lý Long Thần lùi lại, đoạn nói, hệ thống bậc thầy chiến đấu mà cậu nói đang ở đâu? Louis đáp, trong khách sạn mà tôi đang ở có một cái. Lúc này có một giọng nữ vọng đến từ cửa, Long chủ Ngô, đừng đồng ý. Một cô gái hơn 20 tuổi hiên ngang bước vào, mặc quần áo bó sát màu đỏ, tu vi địa tiên cảnh giới 2. Nhìn thấy người này, gương mặt Louis liền xa sầm, lại là cô. Cô gái ấy phất lờ Louis mà đi thẳng đến trước mặt Ngô Bình, ôm quyền nói, tôi là giáo viên của Học viện Võ Đạo, Trần Dung. Ngô Bình đáp, ra là cô Trần. Hân hạnh. Trần Dung nói, Long chủ Ngô, tên Louis này có được danh sách cao thủ nước Viêm Long, lấy danh nghĩa khiêu chiến để những người trong danh sách tham gia bài kiểm tra của hệ thống bậc thầy chiến đấu. Từ đó, Louis sẽ thu thập được dữ liệu chiến đấu của tu chân nước Viêm Long rồi tiến hành phân tích và tính toán. Nghe Trần Dung nói xong, Ngô Bình hiểu ra ngay, tên Louis này không tốt lành gì, mục đích thật sự là thu thập số liệu chiến đấu của anh. Anh nói, cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Louis hừ giọng, các người luôn phải chiến đấu. Chỉ cần các người chiến đấu, tôi sẽ thu thập được dữ liệu thôi. Ngô Bình bảo, cậu có thể cút rồi đấy. Louis cau mày, anh Ngô, mong anh cân nhắc. Ngô Bình vẫy tay một cái, mặt đất liền nổi cuồng phong. Đám người nọ lập tức bị cuốn ra ngoài, tên nào cũng thảm hại vô cùng, lăn lông lốc như mấy quả hồ lô vậy. Cùng lúc ấy, cánh cửa cũng đóng chặt. Đám người Louis cả kinh, sao người này lại mạnh như vậy? Chỉ cần một cái vẫy tay mà đã quét sạch bọn họ ra khỏi viện. Trần Dung cũng rất kinh ngạc, bèn hô lên, năng lực của Long chủ Ngô mạnh quá, xem ra danh sách kia không hề chuẩn xác. Ngô Bình mỉm cười, cô Trần, ban nãy tôi còn nói rằng muốn đến làm giáo viên ở Học viện Võ Đạo. Trần Dung đáp, anh có thực lực xuất sắc, làm giáo viên ở Học viện Võ Đạo là chuyện không khó. Nhưng để trở thành giáo viên, ngoài thực lực ra, anh còn phải vượt qua bài kiểm tra của Học viện Võ Đạo. Ngô Bình hỏi, là kiểm tra gì vậy? Trần Dung trả lời, hệ thống bậc thầy chiến đấu mà Louis vừa đề cập, thật ra chúng tôi cũng có. Ngô Bình ngạc nhiên, ồ, các cô cũng có sao? Trần Dung gật đầu, thật ra thứ này chính là pháp khí động thiên được tiên quốc dùng để kiểm tra từ thời tiền sử tháp tiên võ. Ngô Bình đáp, ra là vậy. Cô Trần đến chùa Đại Thiền chính vì tên Louis này. Trần Dung cười bảo, Đại hội Võ Lâm rất phi thường, tôi đến đây theo lệnh của viện trưởng, nhằm chọn ra một số cao thủ hàng đầu gia nhập Học viện Võ Đạo. Sực nhớ đến điều gì đó, Ngô Bình bèn hỏi, cô Trần đến từ Bắc Viện hay Nam Viện? Anh biết Bắc Viện và Nam Viện cạnh tranh rất gay gắt. Sự xuất hiện của Trần Dung e là có liên quan đến điều này. Trần Dung nói, chùa Đại Thiền nằm ở phương Bắc. Tất nhiên là tôi đến từ Bắc Viện. Ngô Bình gật gù, thì ra là Bắc Viện. Tôi nghe nói Học viện Võ Đạo sẽ thành lập vài trường đại học võ đạo. Trần Dung gật đầu, tin tức của Long chủ Ngô rất nhanh. Đúng thế, Bắc Viện sẽ phụ trách xây dựng Đại học Võ Đạo Thiên Kinh và Đại học Võ Đạo Trung Nguyên.
mà xây trường đại học võ đạo sẽ cần một lượng giáo viên mới. Hiện nay nhân sự Bắc Viện không đủ, nên chúng tôi phải nhanh chóng chọn được người mới gia nhập Bắc Viện, chung tay góp sức. Ngô Bình hỏi, làm cách nào mới có thể gia nhập học viện võ đạo? Trần Dung đáp, chỉ cần đạt được thân phận võ sư của Tháp Tiên Võ, là có thể trở thành giáo viên tập sự của Bắc Viện. Ngô Bình lấy mảnh vải gấm ra, nói vậy, cấp bậc ghi ở đây chính là cách phân chia cấp bậc tu sĩ của Tháp Tiên Võ. Trần Dung đáp, đúng thế. Diệp Huyền hỏi, cô Trần à, bất kỳ ai cũng được tham gia kiểm tra sao? Trần Dung cười bảo, tất nhiên không phải. Chỉ có những người có biểu hiện xuất sắc ở Đại hội Võ Lâm mới nhận được lời mời của Bắc Việt, vào Tháp Tiên Võ kiểm tra. Diệp Huyền hỏi tiếp, thế nào là biểu hiện xuất sắc? Trần Dung nói, Đại hội Võ Lâm lần này triển khai hình thức đánh võ đài. Chỉ cần vào top 100 đánh võ đài sẽ được xem là biểu hiện xuất sắc. Rồi Trần Dung nói tiếp, đương nhiên, với cao thủ nổi danh như Long Chủ Ngô, chúng tôi sẽ trực tiếp đưa ra lời mời. Long Chủ Ngô, bây giờ anh có thời gian không? Ngô Bình rất hứng thú với Tháp Tiên Võ ấy, tôi có thể qua đó thử xem. Trần Dung bảo, vẫn còn sớm, hay là bây giờ chúng ta xuất phát luôn nhé? Ngô Bình thì thế nào cũng được, anh bảo mọi người ở lại chùa Đại Thiền rồi đi theo Trần Dung. Bắc viện của Học viện Võ Đạo khá gần. Cả hai bay một lúc đã đến khuôn viên học viện võ đạo. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình đến học viện võ đạo. Anh phát hiện học viện võ đạo này xây dựng sâu trong núi. Trước cửa núi có một pho tượng đá rất cao to, theo phong cách cổ xưa, cao chừng 100 mét, là một người đàn ông trung niên. Phía sau pho tượng đá có một cánh cửa núi rất lớn. Lúc này có những người đang lục tục tiến vào học viện, xem ra họ cũng giống như anh, đến đây làm kiểm tra. Ngô Bình hỏi, cô Trần, hiện giờ Bắc Viện có bao nhiêu giáo viên? Trần Dung đáp, Bắc Viện hiện có hơn 300 giáo viên, trong đó có khoảng 20% là người hướng dẫn. Hai người đi qua cửa núi, sau lưng có hai người nữa đang đi tới, một trong hai chính là Âu Dương Trích Tinh. Đi cùng hắn là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ cũng là thầy dạy ở Bắc Viện. Âu Dương Trích Tinh nhìn thấy Ngô Bình, anh cũng trông thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đối phương hừng hực lửa. Trước đây, Ngô Bình từng dạy dỗ hắn rất nặng tay, đánh gãy xương cốt toàn thân của hắn. Nay lại chạm mặt kẻ thù, mắt long lên sòng sọc. Là anh! Âu Dương Trích Tinh gầm lên. Lúc trước, Ngô Bình đã đánh hắn một trận thê thảm ở bãi biển, khiến hắn bị thương rất nặng. Hắn còn trúng ám thủ, chỉ có một năm để tìm người phá giải. Nếu không thể phá giải, hắn sẽ mất sạch tu vi, trở thành kẻ vô dụng. Sau đó sư tổ nhà Âu Dương đã phải ra tay chữa trị, hắn dưỡng thương hơn một tháng mới dần dần hồi phục. Không ngờ hắn lại gặp Ngô Bình tại đây. Ngô Bình cũng nhận ra Âu Dương Trích Tinh, bèn quét mắt nhìn hắn, có người phá giải được đòn của tôi cơ à? Ai làm đấy? Người đàn ông trung niên ở bên cạnh Âu Dương Trích Tinh cất tiếng hỏi, Trích Tinh, cháu quen cậu ta à? Âu Dương Trích Tinh đáp, chú Sáu, đây chính là kẻ lúc trước đã thương cháu. Cháu điều tra rồi. Kẻ này tên Ngô Bình, là Long Chủ của Thiên Long. Người trung niên ấy nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi chắp tay, ra là Long Chủ Ngô. Nghe danh đã lâu. Ngô Bình hờ hững bảo, nói hay lắm. Lúc trước, vị Âu Dương Trích Tinh này không chỉ một lần đả thương sư điệt của tôi, nên tôi mới ra tay dạy dỗ hắn. Có điều tôi chỉ mới đánh hắn một lần thôi, vẫn còn thiếu một lần. Âu Dương Trích Tinh, cút qua đây. Âu Dương Trích Tinh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, Ngô Bình. Đừng ức hiếp người khác quá đáng. Nhà Âu Dương của tôi không dễ chọc vào đâu. Người trung niên kia cũng nhíu mày, Long Chủ Ngô, tôi là Âu Dương Tốn. Em trai Âu Dương Ngọc của tôi chính là thầy hướng dẫn của Bắc Viện. Tuy cậu là Long Chủ nhưng cũng không thể ức hiếp nhà Âu Dương chúng tôi như vậy. Ngô Bình cười khẩy, ức hiếp. Ban đầu, chính Âu Dương Trích Tinh vô duyên vô cớ đả thương sư điệt của tôi. Tôi trị khỏi rồi, hắn lại tiếp tục đánh sư điệt tôi. Còn bảo rằng muốn xem tôi có chữa khỏi được không? Ha ha, khi ấy các người có tôn trọng tôi và sư phụ tôi không? Người trung niên biết bên mình đối lý, bèn nói, Long Chủ Ngô, oan gia nên giải không nên kết. Tôi chân thành xin lỗi cậu. Ngô Bình bảo, xin lỗi mà có tác dụng thì thế giới này đã chẳng có hận thù. Âu Dương Trích Tinh cười khẩy, Ngô Bình, anh nghĩ tôi sợ anh sao? Sư tổ nhà tôi đã truyền dạy thần công tối thượng cho tôi rồi. Giờ tôi đã thăng cấp thành địa tiên thuần dương, anh có mạnh đến mấy cũng chỉ là nhân tiên thôi.
Ngô Bình nói, được thôi, tôi nhường anh ba chiêu. Cả hai giằng co, chuẩn bị ra tay. Bỗng dưng có một giọng nói rất trầm vọng đến từ xa, là ai muốn ra tay ở Bắc Việt? Một người đàn ông mặc đồ luyện công màu trắng tiến đến gần, ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn Ngô Bình và Âu Dương Trích Tinh, muốn đánh nhau thì theo tôi đến đài sinh tử. Nhìn thấy người này, Trần Dung vội vã cúi đầu, cung kính chào Tông Sư Ninh. Ở học viện võ đạo, người hướng dẫn thường được gọi là Tông Sư. Họ đều vượt qua bài kiểm tra của tháp tiên võ, là kẻ mạnh thật sự. Tông Sư Ninh liếc nhìn Trần Dung, cô Trần, đây là người cô tìm sao? Trần Dung đáp phải, vị này là Long Chủ Ngô, năng lực rất mạnh, tôi định mời anh ấy đến tháp tiên võ kiểm tra. Tông Sư Ninh lạnh lùng nói, tháp tiên võ là trọng địa, chỉ có người được viện trưởng phê chuẩn mới được vào tháp kiểm tra. Cô đã hỏi ý viện trưởng chưa? Trần Dung vội đáp, viện trưởng đã cho tôi 3 suất, để tôi tự quyết định mời ai vào tháp. Tông Sư Ninh nhíu mày, vậy tốt nhất cô đừng lãng phí 3 suất này. Có thể nhìn ra vị Tông Sư Ninh này không công nhận Ngô Bình cho lắm. Khoan hãy nói đến những cái khác, Ngô Bình rõ ràng chẳng phải địa tiên, một người còn chưa đạt đến địa tiên thì có thể mạnh đến mấy kia chứ. Trần Dung không dám phản bác, vâng. Lần đầu Ngô Bình đến địa bàn của người khác, không tiện ra tay, bèn nói với Âu Dương Trích Tinh, tốt nhất là anh đừng để tôi gặp được. Dứt lời, anh rời đi cùng Trần Dung. Sau khi cả hai đi khỏi, Âu Dương Tốn bèn ôm quyền với Tông Sư Ninh, cảm ơn Tông Sư Ninh đã giải vây. Xem ra hai người này có quen biết. Tông Sư Ninh gật đầu, anh Âu Dương đang chờ hai người, mau vào trong đi. Trần Dung mời Ngô Bình vào một ngôi viện, trong viện có một phòng khách. Lúc này đã có mười mấy người ngồi trong đó. Có vẻ họ cũng giống Ngô Bình, đến đây để kiểm tra. Ngô Bình nhận thấy tu vi của những người này đều không yếu, trong đó có 2 võ thánh, 1 vị thiên sư, còn lại đều là địa tiên. Người có tu vi cao nhất trong số họ là 1 vị chân quân thần hóa. Trần Dung nói, Long Chủ Ngô, tháp tiên võ sẽ bắt đầu sau 3 giờ nữa, xin hãy chờ ở đây. Ngô Bình gật đầu, được. Dường như Trần Dung còn có việc bận nên rời đi trước. Ngô Bình không quen biết những người có mặt ở đây, nên anh ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, anh nghe thấy một người ở gần đó cất lời, nghe nói chỉ cần trở thành võ sư là có thể làm giáo viên ở trường đại học võ đạo sắp được thành lập. Một người khác trả lời, đúng vậy, nếu đạt được thành tích võ tông là có thể trở thành người hướng dẫn của Bắc Việt. Nghe nói trở thành võ tông khó lắm. Dù là người hướng dẫn của học viện võ đạo cũng phải kiểm tra vài lần mới trở thành võ tông đấy. Người chỉ cần một lần đã trở thành võ tông hiện nay mới có vài người thôi. Phải đấy, mà đa số là võ tông bậc 4, võ tông bậc 3 có 2 người, võ tông bậc 2 chỉ có 1 người. Tôi thì chẳng mong được võ tông, có thể trở thành võ sư là tốt rồi. Quốc gia sẽ hỗ trợ học viện võ đạo và các trường đại học võ đạo, có thể giữ một chức vụ nào đó ở đây thì sau này sẽ lấy được rất nhiều lợi ích. Đúng rồi, tôi có một người bạn chạy việc cho lãnh đạo, hôm kia anh ấy nói với tôi rằng Viêm Long sắp cải cách chế độ tuyển chọn quan chức. Mọi người đều hào hứng hỏi, hử, như thế nào? Người kia nói, hình như là định bỏ tỉnh, lập quận. Tổng cộng có 81 quận, quan chức cao nhất của mỗi quận được gọi là quận trưởng. Mỗi quận đều có xây phủ tổng đốc sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cao nhất. Nghe xong, Ngô Bình cũng khá kinh ngạc, cách làm này hình như hơi bị hoài cổ. Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy sự thay đổi này có lẽ phù hợp với xã hội Viêm Long trong tương lai hơn. Người kia nói tiếp, tin tức khiến tôi ngạc nhiên hơn còn ở phía sau. Bạn tôi bảo rằng sau này trước Tổng đốc, quận trưởng đều sẽ được chọn từ Học viện Võ đạo và Trường Đại học Võ đạo. Các anh đã hiểu việc trở thành giáo viên Trường Đại học Võ đạo có ý nghĩa gì chưa? Ai nấy đều kinh ngạc, nói vậy là chỉ cần trở thành giáo viên thì tương lai có thể trở thành quận trưởng, thậm chí Tổng đốc. Một người trẻ tuổi thở dài, đây là sự thụt lùi của xã hội mà. Một người trung niên khác nhẹ nhàng bảo, đây không phải là thụt lùi, mà là không còn cách nào khác nên đành phải làm thế. Mọi người có hình dung được xã hội tương lai sẽ như thế nào không? Có người lên tiếng, sẽ có thêm nhiều tu sĩ ra đời, luật pháp và quy tắc của thế tục không thể ràng buộc họ. Người kia gật đầu, vì vậy, mỗi quận đều phải có một người có năng lực và uy danh trông coi. Chỉ có như vậy, quận đó mới bình yên, vậy nên các anh chớ vui mừng quá sớm, nếu không đủ mạnh thì đừng mơ làm quận trưởng. Mọi người đều im lặng, đúng vậy, để trở thành quận trưởng thì năng lực phải mạnh.
chắc hẳn phải có thực lực cỡ tiên quân nhỉ. Bất thình lình, có người bật cười. Tất cả đều nhìn về phía người này. Đó là một người đàn ông có ngoại hình lịch lãm, mặc âu phục xám, độ 30 tuổi. Người này nói, các anh đều không nói đến trọng điểm. Người vừa tiết lộ tin bỏ tỉnh, Lập Quận có phần không phục, nói vậy nghĩa là anh biết nhiều hơn tôi. Người đàn ông mặc vest thản nhiên nói, tôi thì không biết nhiều, nhưng lại giỏi phân tích và phán đoán. Cái khác thì không nói, chứ riêng Côn Luân thì có rất nhiều thế lực. Linh khí đang hồi phục, không gian gập cùng dần mở ra, đến lúc đó Viêm Long mạnh đến cỡ nào thì các người đã nghĩ đến chưa? Rồi sẽ có bao nhiêu thế lực xuống hạ giới? Mọi người đều trầm mặc, anh ta nói tiếp, các thế lực cổ xưa được truyền thừa nhiều năm đều rất mạnh, mọi người nghĩ họ sẽ phục tùng ý chí quốc gia và ngoan ngoãn nghe lời sao? Ngô Bình nói, thế anh nghĩ sau này sẽ thế nào? Người đó nhìn Ngô Bình rồi nói, các thế lực tu hành đó nhất định sẽ chiếm đóng nhiều nơi trước khi linh khí hoàn toàn khôi phục. Mà chính phủ cũng sẽ thỏa hiệp thôi, cuối cùng sẽ nhường một vài khu vực cho các thế lực ấy quản lý. Chờ khi linh khí hoàn toàn hồi phục rồi, các không gian được đả thông, quốc gia sẽ thu hút các thế lực tu chân nhỏ bằng một tổ chức thật mạnh, sau đó đối đầu kịch liệt với các thế lực lớn. Cuộc chiến này sẽ không kéo dài lâu đâu, mà sẽ đạt được thế cân bằng ngay. Khi ấy, Viêm Long sẽ bước vào thời đại Hoàng Kim. Nghe anh ta phân tích xong, mọi người đều rơi vào trầm tư. Ngô Bình thấy rất hứng thú với phân tích của anh ta nên cười nói, anh tên gì? Người đàn ông mặc vest nói, tôi là Gia Cát Tinh Thần. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình Long chủ của Thiên Long. Người đàn ông mặc vest sáng mắt lên nói, tôi nghe nói về tu vi của cậu lâu rồi, đến cảnh giới thần quân rồi đúng không? Nay mới được gặp cậu, đúng là danh bất hư truyền. Nghe Ngô Bình giới thiệu về thân phận của mình xong, mọi người ở đó đều kinh ngạc, ai nấy đều chào hỏi với anh. Bây giờ, Ngô Bình là Long chủ của Thiên Long, hơn nữa còn có tu vi cảnh giới thần quân nên chắc chắn sẽ có tiền đồ tươi sáng. Chợt có một người nói, Long chủ Ngô, nghe nói cậu còn là đệ tử của kiếm phái Thục Sơn đúng không? Ngô Bình, đúng, tôi là đại đệ tử của môn phái. Anh cảm thấy danh xưng đệ tử số một hơi khoa trương nên tự gọi mình là đại đệ tử, vì nghe có vẻ oai phong hơn nhiều. Mọi người đều thầm thấy kinh hãi. Gia Cát Tinh Thần nói, tôi nhớ kiếm phái Thục Sơn có một người tên là Vũ Văn Thiên Đô, hình như cũng là thần quân rồi đúng không? Ngô Bình, Vũ Văn Thiên Đô tự thấy không vượt qua được tôi nên đã phản bội lại sư môn rồi. Mọi người càng thêm khâm phục Ngô Bình, Gia Cát Tinh Thần cười nói, xem ra trong số mọi người ở đây chỉ có Long chủ Ngô là có cơ hội trở thành võ tông thôi. Ngô Bình trò chuyện thêm với họ một lát thì nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Một lát sau có một người đu vào, anh biết người này, đó chính là Hoàng Phủ Thiên Quân mà anh từng gặp ở bữa tiệc của Đường Môn. Thấy Ngô Bình cũng ở đây thì anh ta nhíu mày lại, sau đó lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế. Có hai gia tộc võ lâm là Âu Dương và Hoàng Phủ, Ngô Bình đều có xích mích với cả hai gia tộc này. Anh đã đánh Âu Dương Trích Tinh, giết Âu Dương Thánh Hoàng, bẫy Hoàng Phủ Hằng, cũng chẳng ưa Hoàng Phủ Thiên Quân này. Chợt có người cười nói, Hoàng Phủ Thiên Quân. Nghe nói gia tộc Hoàng Phủ phá sản rồi hả? Ngô Bình đã khống chế Hoàng Phủ Hằng, sau đó bắt gia tộc Hoàng Phủ vay một lượng tiền bùa lớn để mua đan dược của anh. Cuối cùng đan dược chẳng thấy đâu, mà nhà họ vẫn nợ cả đống tiền. Hoàng Phủ Thiên Quân nghe thấy thế thì cười lạnh nói, liên quan gì đến anh? Người đó nói, không liên quan ư, Hoàng Phủ Hằng vay tôi tiền, giờ các người phải trả thay chứ. Hoàng Phủ Thiên Quân bực mình nói, tôi không biết. Đừng có tìm tôi. Giờ anh ta đang rất bực bội, Hoàng Phủ Hằng mất tích xong, gia tộc Hoàng Phủ xuống dốc không phanh, ngày nào cũng bị đòi nợ, đến lão tổ cũng phải xuất quan rồi. May mà nền móng nhà họ vững nên vẫn qua được ải này. Gia tộc Hoàng Phủ có một vị trưởng bối dạy học ở học viện võ đạo. Lần này, anh ta đến là muốn tiến vào tiên võ tháp rồi trở thành một thầy giáo. Hoàng Phủ Thiên Quân vừa ngồi xuống, đã có một người đàn ông cao lớn đi vào. Khí tức của người này rất đặc biệt, khiến nhiều người phải chú ý đến. Ngô Bình liếc nhìn thì đoán chắc người này luyện hình ý quyền. Điểm đặc biệt là người này đã luyện được quyền ý, hơn nữa còn rất tinh thuần. Đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu các thiên tài, anh thầm nghĩ. Mọi người vẫn còn đang quan sát người mới vào này thì lại có thêm vài người nữa xuất hiện. Có người nhỏ giọng nói, nhìn đi, đệ tử Tục Gia của chùa Đại Thiền cũng đến kìa. Ngô Bình không biết nhiều đệ tử Tục Gia của chùa Đại Thiền,
vì những người này thường không xuất hiện ở chùa. Tuy thế thì vẫn có không ít người tài giỏi, không phải đại gia thì cũng là bá chủ. Bọn họ ngồi cùng với nhau, sau đó thì thầm nói chuyện, một người nói, sư thúc Viên Chân và sư huynh Tông Nguyên là thầy giáo ở đây, chờ thi xong, chúng ta cùng đi chào nhé. Ngô Bình nghe nói Bắc Viện còn có thầy giáo là người của chùa Đại Thiền thì hỏi, các anh là đệ tử tục vua của chùa Đại Thiền à? Bốn người đó nhìn Ngô Bình, một người đàn ông mặt dài đáp, đúng, anh có chuyện gì không? Ngô Bình, tôi cũng có chút gốc rễ liên quan đến chùa Đại Thiền. Mấy người đó ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi, anh cũng là đệ tử của chùa ư? Ngô Bình, coi là vậy, trên danh nghĩa thì tôi là đệ tử của Đại sư Quảng Tuệ. Bốn người kia ngạc nhiên, Đại sư Quảng Tuệ là một trong ba vị tổ sư của chùa Đại Thiền. Nếu Ngô Bình là đệ tử của ông ấy thì họ phải chào anh là sư tổ. Người đàn ông mặt dài hỏi, anh tên là gì? Ngô Bình, Ngô Bình. Người đó ngẫm nghĩ rồi chợt ngẩn người, sau đó vội vàng hành lễ, đệ tử Hoa Duy tham kiến sư tổ. Ba người còn lại cũng hành lễ ngay, họ đều đã nghe đến tên của Ngô Bình, anh đúng là đệ tử của Đại sư Quảng Tuệ. Hơn nữa, họ còn biết Ngô Bình đã chữa khỏi cho Đại sư Liễu Duyên. Ngô Bình nói, không cần đa lễ, thân phận ấy chỉ trên danh nghĩa thôi, chứ không phải thật đâu. Hoa Duy nói, chùa Đại Thiền rất coi trọng lễ tiết nên không thể bỏ qua được ạ. Người khác nói, sư tổ, đệ tử là Hàn Nhất Minh. Chúng đệ tử vừa từ chùa đến đây, nghe nói người đã chữa khỏi cho Đại sư Liễu Duyên ạ. Ngô Bình, chúng tôi còn kết nghĩa huynh đệ nữa. Bốn người đó đưa mắt nhìn nhau, nếu Ngô Bình kết nghĩa với Đại sư Liễu Duyên thì chẳng phải lại có thân phận cao hơn ư. Ngô Bình nói, mọi người được mời nên mới đến tham gia cuộc thi à. Hàn Nhất Minh nói, sư tổ, là sư thúc Viên Chân và sư huynh Tông Nguyên xếp vị trí cho chúng đệ tử ạ. Ban nãy, Ngô Bình đã nghe họ nói vậy rồi, xem ra chùa Đại Thiền có nền móng vững lắm. Mấy người này rất kính trọng Ngô Bình, anh ngồi, còn họ đứng rồi hỏi gì nói đấy. Nhưng sự kính trọng của họ là dành cho vai vế của Ngô Bình, dẫu sao anh cũng là đệ tử của Quảng Tuệ và anh em kết nghĩa của Liễu Duyên. Chỉ cần một trong hai thân phận này thôi cũng đủ dọa người lắm rồi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình phát hiện Hàn Nhất Minh có kinh lạc bất ổn, anh quan sát kỹ hơn thì biết anh ta luyện công có vấn đề nên hỏi, anh luyện Thiết Cốt Công một trong 72 tuyệt kỹ của chùa à? Hàn Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, sao sư tổ biết ạ? Ngô Bình, anh luyện công có vấn đề, có phải xương cốt thường xuyên đau nhức và sức mạnh không được thông suốt không? Hàn Nhất Minh gật đầu nói, đúng ạ, đệ tử tu luyện Thiết Cốt Công 13 năm rồi, thật sự rất nỗ lực. Nhưng không biết tại sao sau khi luyện đến tầng thứ 7 xong thì không thể tiến bộ tiếp được nữa. Thiết Cốt Công của chùa Đại Thiền có 12 tầng. Sau khi luyện thành sẽ có sức mạnh rất lớn, xương cốt thì cứng rắn, võ kỹ mà công pháp sinh ra cũng rất đáng sợ. Ví dụ như Thiết Chảo Công, Thiết Sơn Kháo, chúng đều có các chiêu thức với một đòn chí mạng. Ngô Bình nói, quá trình tu luyện của anh có vấn đề rồi, ra đây rồi tôi dạy cho cách luyện công chính xác. Hàn Nhất Minh mừng rỡ rồi quỳ ngay trước mặt Ngô Bình, anh dùng thuật bí âm rồi truyền thụ cách tu luyện đúng đắn cho anh ta. Ngô Bình đã đọc hết 72 tuyệt kỹ của CC, vì thế anh biết hết vấn đề của chú. Với Thiết Cốt Công, khi luyện xong tầng thứ 7 rồi sang tầng thứ 8 rất dễ luyện hỏng kinh lạc, khiến cho người luyện không thể tiến bộ tiếp được nữa. Vì thế, Ngô Bình đã truyền cho Hàn Nhất Minh một phương thuốc và cách luyện chính xác. Như vậy thì chưa tới một tháng nữa. Anh ta sẽ đột phá được tầng thứ 7 và lên tầng thứ 8, thậm chí là tầng 9 luôn. Nhận được truyền thừa xong, Hàn Nhất Minh lập tức biết ngay cách này giúp ích cho mình lớn cỡ nào, vì thế anh ta cảm kích nói cảm ơn sư tổ đã chỉ dẫn. Hoa Duy thấy Hàn Nhất Minh được Ngô Bình chỉ dẫn thì vội nói, sư tổ, người có thể giúp đệ tử được không ạ? Thì ra, quá trình tu luyện của anh ấy cũng có vấn đề, khiến tu ti mắc kẹt một chỗ nhiều năm rồi. Ngô Bình quan sát rồi phát hiện ra ngay vấn đề của anh ấy nằm ở đâu nên nhanh chóng truyền thụ cách giải quyết ngay. Mọi người thấy Ngô Bình xử lý các vấn đề nhanh gọn lẹ như vậy thì vô cùng khiếp sợ, tài năng của thần quân đây ư. Lúc này, lại có thêm một người đàn ông trung niên thấp nhỏ đi vào, ông ấy nói, tháp tiên võ sắp mở, mọi người hãy xếp hàng rồi đi theo tôi. Thấy thế, mọi người đều đẩy Ngô Bình lên đứng đầu, còn họ mới xếp theo thứ tự. Lúc này, không ai tranh giành, vì ai cũng muốn là người đi vào tháp cuối cùng, chứ không phải đầu tiên. Lý do rất đơn giản thôi, người vào cuối cùng có thể rút kinh nghiệm từ những người vào trước.
Ngô Bình đi đầu luôn, sau đó bọn họ đi theo người đàn ông đến một tòa tháp cao 13 tầng. Đây là một tòa bảo tháp tỏa ra ánh sáng thần kỳ. Tầng 1 rất lớn với diện tích hơn chục mẫu, cửa cao hơn chục mét rộng 5 mét. Người đàn ông nói, mọi người vào đi, sau đó hoàn thành vòng thi theo chỉ dẫn. Ngô Bình hỏi, tòa tháp này có 13 tầng, không biết cuộc thi tiến hành ở tầng nào. Người đàn ông, tư chất khác nhau sẽ thi ở các tầng khác nhau, nhưng hầu hết mọi người sẽ thi ở 3 tầng đầu. Ngô Bình gật đầu rồi đi vào trong. Sau khi vào đó, anh nhìn thấy có một cái bậc bằng vàng cao nửa mét trong đại sảnh, trên đó khắc đầy bùa chú. Bên cách cái bậc có một tấm biển nhắc người dự thi phải bước lên bậc. Ngô Bình không chút do dự mà nhảy lên đó ngay. Sau đó có một vòng sáng xuất hiện, anh nghe thấy một tiếng động nhẹ, một chùm sáng rơi xuống rồi biến thành một thiếu niên mặc áo bào trắng. Cậu thiếu niên cười nói, tư chất của anh rất phi phàm nên đã kích hoạt thành công hình thức thiên tài của tháp tiên võ. Ngô Bình nhìn cậu thiếu niên rồi nhớ tới chuyện ở Thái Thanh Tiên Cảnh, anh hỏi, nơi này chỉ dùng làm nơi kiểm tra tư chất thôi à? Cậu thiếu niên, tháp tiên võ là pháp khí kiểm tra tiên võ cao cấp nhất thời tiên quốc, chỉ có đúng 5 cái thôi. Nó có thể đánh giá người dự thi từ nhiều phương diện, nhận xét của nó đã được các môn phái công nhận. Ngoài ra, để bồi dưỡng và hỗ trợ cho các thiên tài của quốc gia, Đại đế Tiên Quốc đã đích thân để phần thưởng ở tầng trên cùng của tháp. Những thiên tài nào phá vỡ được giới hạn của võ đạo thì sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Ngô Bình, giờ tôi lên tầng 2 luôn hả? Cậu thiếu niên, 3 tầng đầu là kiểm tra cơ bản, chỉ đánh giá được anh có phải là thiên tài hay không thôi. Còn kiểm tra thật sự là ở 10 tầng phía sau. Ngô Bình, không biết là các kiểm tra gì. Cậu thiếu niên, tầng thứ 4 kiểm tra tu sĩ dưới cảnh giới nhân tiên, tầng thứ 5 kiểm tra nhân tiên, các tầng tiếp đó là địa tiên, thiên tiên. Nếu kết quả vượt mức thì sẽ lên tầng 8, 9 và 10 để tham gia vòng kiểm tra thứ 2. Ngô Bình, tôi nghe nói kết quả kiểm tra của tháp tiên võ chia thành võ sĩ, võ sư và võ tông. Cậu thiếu niên, điều anh nói chỉ là thực lực của võ giả thôi, ví dụ như võ tông, một tu sĩ có tư chất bình thường cũng có cơ hội trở thành võ tông. Nhưng võ tông nhất phẩm thì chỉ có thiên tài mới làm được thôi. Nếu kết quả kiểm tra vượt qua võ tông nhất phẩm thì được lên tầng thứ 10, ai có tư chất cực tốt sẽ trở thành võ tông ngự danh, võ tông truyền kỳ, võ tông chí tôn. Trong đó, võ tông ngự danh sẽ nhận được ngự phong của Đại đế Tiên Quốc và sẽ có vinh quang vô thượng. Nghe đến đây, Ngô Bình sáng mắt lên hỏi, võ tông truyền kỳ thì sao? Cậu thiếu niên, võ tông truyền kỳ mới có 3 người xuất hiện trong lịch sử thôi, chỉ có những người có cống hiến lớn với võ đạo thì mới được nhận danh xưng này. Tên của võ tông truyền kỳ sẽ mãi mãi khắc trên bia vàng ở đỉnh tháp để người đời sau chiêm ngưỡng. Ngoài ra, võ tông truyền kỳ còn nhận được phần thưởng rất lớn của đại đế. Cậu thanh niên nói tiếp, tầng 8, 9, 10 kiểm tra anh dưới nhiều hình thức khác nhau. Kiểm tra xong sẽ tiến hành đánh giá và quyết định danh hiệu. Ngô Bình, 3 tầng cuối thì sao? Cậu thiếu niên, nếu anh được đánh giá là võ tông truyền kỳ thì sẽ được lên 3 tầng cuối và được kiểm tra ở đấy. Ngô Bình nổi hứng hỏi, kiểm tra gì thế? Cậu thiếu niên, kiểm tra cuối cùng, là đạt đến giới hạn của 3 cảnh giới nhân tiên, địa tiên và thiên tiên của con người. Ngô Bình hào hứng hỏi, tôi là nhân tiên, vậy là sẽ nhận kiểm tra cấp cực hạn của nhân tiên đúng không? Cậu thiếu niên, đúng, nếu anh vượt qua được thì sẽ nhận được nhẫn càn khôn của đại đế, trong nhẫn có phần thưởng của người. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi nói, tôi hiểu rồi. Cậu thiếu niên, qua kiểm tra cơ bản, tư chất của anh rất tốt, là một nhân tiên nên mời lên tầng thứ 5 dành cho cảnh giới này. Ngô Bình leo cầu thang lên thẳng tầng thứ 5 luôn. Còn mọi người ở bên ngoài vừa thấy tầng 1 sáng đèn, không lâu sau đã thấy tầng 5 sáng luôn. Thấy thế, ai cũng trợn tròn mắt. Đúng là thần quân có khác, lên hẳn tầng 5 luôn. Nghe nói kiểm tra ở tầng 5 ít cũng phải là võ tông rồi, còn là võ tông cấp nào thì chưa biết được. Long chủ Ngô là thần quân, chắc ít cũng phải tam phẩm nhỉ. Chưa biết được, dẫu sao võ tông tam phẩm ở học viện cũng ít mà. Tôi nghĩ Long chủ Ngô có thể là võ tông nhị phẩm. Không lâu sau đó, có một tốp người xuất hiện trên một đỉnh núi cách tháp tiên võ không xa. Tầng thứ 5 sáng rồi, vậy là bắc viện của chúng ta lại có thêm một giáo viên nữa rồi, một người đàn ông cao lớn mặc trường bào màu đen nói, nhìn tướng mạo của người này khó đoán được là già hay trẻ. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng nói, Trần Dung bảo người này là long chủ của Thiên Long,
đệ tử số 1 của kiếm phái Thục Sơn, tư chất thì khỏi phải bàn, chắc sẽ được là võ tông nhị phẩm đấy. Một người thanh niên cao gầy cười nói, nếu đã là thần quân thì khéo còn được nhất phẩm ấy chứ. Nhất phẩm ư, người phụ nữ nói, nếu người này là nhất phẩm thì ai đó sẽ bực mình lắm đấy, bởi người nào đó mới nhị phẩm thôi mà. Người đàn ông mặc áo bào đen, dù cậu ta là nhất phẩm hay nhị phẩm thì cũng là nhân tài của Bắc Viện ta, đều đáng chúc mừng. Người phụ nữ, chờ kết quả thôi. Trên tầng 5 của tháp tiên võ, cậu thiếu niên chỉ dẫn cho Ngô Bình đến trước một cái thước sắt khổng lồ rồi nói, kiểm tra sức mạnh trước, mời một tung một chiêu bằng toàn bộ sức lực. Vì thế, Ngô Bình đã thi triển hỗn nguyên tiên lực, đồng thời dùng cả ý nghĩa chân ấn, huyết dịch như sôi trào, toàn bộ sức mạnh trong người anh như bùng nổ, linh khiếu kêu lên, thần khiến chấn động, làn da anh phủ kín bùa chú và sáng rực. Quỳnh! Ngô Bình tung một quyền ra, thật ra đây là ba quyền hợp một, sức lực chồng chéo hình thành uy lực khủng khiếp. Bù! Cái thước sắt rung lên mãnh liệt, tất cả các vạch từ dưới lên trên đều sáng hết, sau đó chuyển hình hình vẽ, tiếp đó thành chữ tiên phức tạp. Đinh! Khi vạch cao nhất phát sáng, một cái chuông ở cạnh đó đã kêu lên. Cậu thiếu niên nói, chúc mừng! Sức mạnh của anh đã vượt qua người giữ kỷ lục cao nhất hiện nay. Ngay sau đó, các nấc trên thước vẫn sáng tiếp, cái thước này rất lạ, vì các nấc hay vạch sẽ liên tục xuất hiện thêm, không biết dài đến đâu. Một lát sau, nấc sáng mới dừng lại. Cậu thiếu niên nói, sức mạnh của anh vượt qua vạn đỉnh. Ngô Bình, sức mạnh của một đỉnh là bao nhiêu? Cậu thiếu niên, một loại tiên đỉnh do hoàng gia đúc nặng trên 3.000 cân. Ngô Bình, thành tích của tôi thế nào? Cao nhất trong lịch sử, cậu thiếu niên cười nói, mời anh đi theo tôi để kiểm tra trí tuệ. Họ đến một nơi khác, phía trước là một tấm vải trắng đang phát sáng, những con chữ và hình vẽ liên quan đến võ học đang di chuyển trên tấm vải. Đây là một cảm ngộ võ học, chỉ ai hiểu được ý nghĩa của nó thì mới xem tiếp được, không thì đầu óc trống rỗng, nội dung phía sau hoàn toàn không có hiệu lực. Ngô Bình tập trung tinh thần đọc từng hàng chữ và tìm hiểu từng bức vẽ một. Khoảng 5 phút sau, tốc độ di chuyển của tranh đã nhanh hơn. Lúc này, trí tuệ võ đạo và kinh nghiệm võ học mà Đại Đế Chân Võ truyền cho Ngô Bình đã phát huy tác dụng, anh có thể hiểu ý nghĩa của các bức vẽ này một cách nhanh chóng. Đương nhiên khả năng nhìn thấu vạn vật của anh cũng góp công rất lớn, nó có thể lý giải chính xác ý nghĩa của tranh và chữ để anh nhìn thấu bản chất. 10 phút sau, tốc độ di chuyển của tranh đã tăng gấp 5 lần so với ban đầu, thời gian các con chữ hiện thị trên tấm vải cũng ít hơn. Nửa tiếng sau, tốc độ đã tăng lên gấp hơn chục lần, người bình thường muốn nhìn rõ từng chữ là cực kỳ khó. Sau đó, có một tiếng đinh vang lên, Ngô Bình lại phá kỷ lục của người đứng đầu trước đó với 37 phút. Một tiếng sau, đến tu sĩ có nhãn lực cực tốt cũng khó mà nhìn rõ nội dung trên tấm vải, cùng lắm họ chỉ có thể nhìn thấy các chấm sáng mà thôi. Ngô Bình vẫn trụ được tiếp, nhưng anh đã bắt đầu thấm mệt, mắt mỏi, còn đầu thì đau. May là đúng lúc anh sắp không chịu được nữa thì bức tranh chợt dừng lại. Lúc này, tất cả chữ và tranh đều hiện thị ra toàn bộ. Ngô Bình dụi mắt rồi ấn mi tâm, anh đã biết mình những gì mình vừa nhìn thấy là cương lĩnh võ học do 20 cường giả võ đạo mạnh nhất của tổ chức tiên quốc cùng biên soạn. Cương lĩnh này có tổng cộng 150 triệu chữ tiên và 3.519 bức tranh. Phải công nhận là cương lĩnh này có hỗ trợ rất lớn cho anh. Các lĩnh vực mà anh vốn không quen thuộc và hiểu rõ đã giúp anh có hiểu biết sâu rộng về trí tuệ võ học hơn. Cùng với đó, tư tưởng võ đạo của Đại Đế Chân Võ cũng có bổ sung thêm cho cương lĩnh này. Cậu thiếu niên, chúc mừng, anh lại phá vỡ kỷ lục và hoàn thành phần đọc và lý giải cương lĩnh võ học rồi. Ngô Bình ngồi phệt xuống đất rồi nói, tôi nghỉ một lát được không? Cậu thiếu niên, được chứ? Ngô Bình uống một viên thần linh đan và thêm vài viên sinh mệnh đan. Sau đó ngồi điều chỉnh hơi thở. Mọi người ở bên ngoài lại được một phen kinh hãi. Chuyện gì thế nhỉ, rõ ràng vào tháp kiểm tra nhanh lắm mà. Nghe đòn chỉ vài phút là ra thôi, giờ đã hơn một tiếng rồi, sao Long chủ vẫn chưa ra nhỉ? Tôi nghe nói dù kết quả kiểm tra là võ tông thì cũng chỉ mất chưa đến 10 phút. Người đàn ông mặc áo bào đen trên núi bật cười, lâu thế cơ à? Thú vị đấy. Người phụ nữ mặc đồ trắng. Lâu thế thì chỉ có hai khả năng thôi, một là bị thương ở trong đấy rồi, nhưng khả năng này không lớn. Hai là thành tích của cậu ta quá xuất sắc nên thời gian mới bị kéo dài. Đột nhiên có một người đeo kính gọng đen, dáng người to béo, mặc áo lông dê đi tới,
ông ấy nâng kính rồi cười nói, xem ra Bắc Viện sắp chào đón một kỳ tài võ thuật rồi. Bấy giờ, ba người kia mới phát hiện người đàn ông này đến gần, họ lập tức cung kính cúi người chào, viện trưởng. Người đàn ông mập mạp này chính là La Đạo Nhất viện trưởng của Bắc Viện. La Đạo Nhất mỉm cười hỏi, bao lâu rồi? Người phụ nữ mặc đồ trắng, đã hơn 1 tiếng 17 phút rồi ạ. La Đạo Nhất nhíu mày rồi nói, chắc không bị thương đâu, nhưng lâu như vậy thì chứng tỏ tư chất của cậu ấy rất tốt. Một lát sau, ông ấy nói với người đàn ông mặc áo bào đen, Thanh Trường, ngoài mấy người chúng ta ra thì không ai được đến gần tháp tiên võ. Đồng thời phong tỏa tin tức, tuyên bố với bên ngoài là người ở trong tháp chỉ 1 tiếng sau là ra ngoài, nhưng đã bị thương và cần được chữa trị. Người đàn ông mặc áo bào đen lập tức bay đến tháp tiên võ rồi thông báo, người tham gia kiểm tra đã bị thương, hôm nay kết thúc ở đây, mọi người về đi. Cái gì, Ngô Bình bị thương ư? Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng ra về. Họ đi rồi, La Đạo Nhất mới đi tới tháp tiên võ. Đã có người mang ghế và bàn tới, ông ấy ngồi xuống rồi vừa uống trà vừa trò chuyện với mọi người ở xung quanh. Người phụ nữ mặc đồ trắng nói, viện trưởng, người đoán xem Ngô Bình sẽ trụ được bao lâu. La Đạo Nhất, khó đoán lắm, chờ kết quả thôi. Người đàn ông mặc áo bào đen, viện trưởng phong tỏa tin tức, chẳng lẽ vì nghĩ Ngô Bình sẽ mạnh hơn thầy giáo thiên tài Tiêu Thế Tôn của Nam Viện ạ? La Đạo Nhất, có thể. Ba người kia chấn động, người đàn ông cao gầy nói, Tiêu Thế Tôn là võ tông nhất phẩm, Ngô Bình mà mạnh hơn thì là võ tông ngự danh ư. Hình như đạt cấp ấy khó lắm, dẫu sao thời tiên quốc cũng cực hiếm võ tông ngự danh. Về phần Ngô Bình, sau khi nghỉ ngơi trong tháp khoảng nửa tiếng, anh đã hồi lại sức rồi đứng dậy nói, tiếp tục đi. Cậu thiếu niên nói, tiếp theo là kiểm tra thực chiến, với tư chất của anh thì tôi khuyên anh nên khiêu chiến con rối võ thuật cấp 30. Ngô Bình đã biết về con rối võ thuật ở Đông Thiên của Đại Đế Chân Võ nên hỏi, con rối ở đây có bao nhiêu cấp? Cậu thiếu niên, cao nhất là cấp 120. Con rối cấp 30 này có thực lực tương đương cảnh giới nào? Cậu thiếu niên, thực lực cỡ võ tông truyền kỳ 1 sao. Ngô Bình gật đầu, được, nếu không đánh được thì tôi sẽ khiêu chiến con rối cấp 29. Cậu thiếu niên, mời anh chuẩn bị. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, có một người đàn ông hệt như chân nhân, cao 1m95 bước ra, đó là con rối võ thuật. Con rối đó gật đầu với Ngô Bình rồi lập tức tấn công. Bù! Con rối tung một quyền vừa nhanh vừa mạnh ra. Ngô Bình lách người, thi triển quỷ long giảo sát. Sau đó đại chiến với con rối võ thuật cấp 30. Uinh uinh! Ngô Bình chưa có thời gian nghiên cứu kỹ về kinh nghiệm chiến đấu và trí tuệ võ thuật của Đại Đế Chân Võ, bây giờ lại có một cao thủ thực lực tương đương võ tông truyền kỳ 1 sao giao đấu với anh, như vậy anh có thể nghiêm chứng được các kinh nghiệm và trí tuệ này rồi. Đương nhiên, ban đầu anh sẽ bị lép vế một chút vì không quen, nên sẽ khó tránh khỏi bị trúng vài đòn của con rối. May mà anh giỏi chịu đòn. Hơn nữa khả năng lĩnh ngộ còn hơn người thường, loáng cái đã có thể xoay chuyển tình thế. Sau 300 chiêu, Ngô Bình thấy hơi mệt, hơn nữa anh thấy võ tông truyền kỳ 1 sao này đánh rất chán. Do đó, anh đã thi triển tất sát kỹ để đánh rơi đầu con rối luôn. Cậu thiếu niên cười nói, chúc mừng, anh khiêu chiến tiếp chứ. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, võ tông truyền kỳ này cấp mấy sao là cao nhất? Cậu thiếu niên, 10 sao. Ngô Bình gật đầu, thế thì chọn 5 sao đi, chờ tôi nghỉ một lát đã, anh cảm thấy nếu là cấp 5 sao thì chắc mình vẫn đánh được. Cậu thiếu niên, được, tiếp theo anh sẽ khiêu chiến con rối võ thuật cấp 39. 10 phút sau, trận đấu bắt đầu. Con rối võ thuật cấp 39 đã đánh bay Ngô Bình, tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, lực cũng mạnh. Sau 10 chiêu, Ngô Bình đã hộc vài ngụm máu, nhưng anh đã thăm dò được đặc điểm chiến đấu của con rối. Sau đó không còn bị yếu thế nữa. Sau 100 chiêu, anh đã đánh ngang cơ với con rối. Sau đó, tiếp tục nghiệm chứng với các kiến thức trong đầu mình. 200 chiêu, 300 chiêu rồi đến 500 chiêu, sau đó Ngô Bình mới đánh bại con rối này. Anh ngồi phịch xuống đất rồi uống một viên thần linh đan rồi nói, tiếp, võ tông truyền kỳ 7 sao. Khi Ngô Bình đánh với con rối võ thuật cấp 42 thì anh đã bị đánh bay ngay ở chiêu đầu tiên. Lúc này, anh thi triển tất sát kỹ của Thiên Long Trưởng để chống lại nó, nhưng không chiếm được thế thượng phong. Sau vài trăm chiêu, anh vẫn ở thế hạ phong, vì thế phải thi triển Kim Cương Ấn của Như Lai Thần Công để tiếp tục chiến đấu với con rối.
Qua 500 chiêu, hai bên mới cân sức, còn Ngô Bình lại thi triển thiên cực kiếm kinh cấp thiên phẩm, kiếm quang tung hoành, mới hơn chục chiêu là con rối đã bị ép vào thế bí rồi. Một đường kiếm lóe lên, đầu con rối rơi xuống, Ngô Bình lại giành chiến thắng. Tiếp, võ tông truyền kỳ 10 sao, Ngô Bình nói. Vì thế, con rối võ thuật cấp 51 đã xuất hiện. Lần này, Ngô Bình không dám sơ suất, vừa lên đã thi triển kiếm pháp của thiên cực kiếm kinh để giao đấu. Kiếm nguyên trong người anh tung hoành, phát huy trí tuệ võ thuật của mình đến cực hạn. Tuy thế, nhưng anh cũng không chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị con rối võ thuật cấp 51 áp đảo. Sau 50 chiêu, Ngô Bình đã dần bắt được tiết tấu của trận chiến, sau đó dần thích ưu thế cho mình. Sau 3.000 chiêu, Ngô Bình mệt thở không ra hơi, con rối võ thuật cũng bị đánh cho tơi bời khói lửa, nằm im dưới đất bất động. Anh nghỉ một lát rồi nói, sau võ tông truyền kỳ là võ tông chí tôn à? Cậu thiếu niên, con rối võ thuật cấp 10 có thực lực ngang võ tông chí tôn một sao? Ngô Bình nói, thế thì cấp 10 đi, lên. Khi con rối võ thuật cấp 10 xuất hiện, Ngô Bình phát hiện nó khác với các con rối trước. Chất liệu làm ra các con rối này cao cấp hơn, ý chí võ thuật cũng mạnh hơn. Tốt, ý chí võ thuật thế này đánh mới sướng tay chứ. Quỳnh. Ngay chiêu thứ nhất thì Ngô Bình đã bị đánh bay, ngực lõm xuống, còn xương thì gãy. Mạnh thế, anh vừa ngạc nhiên vừa trị thương, sau đó thi triển chiêu thức và cách phản công của Hỗn Thiên Công. Bụp. Thêm hai chiêu nữa thì Ngô Bình đã hộc máu, còn con rối vẫn tỉnh bơ. Mạnh thế thì chắc mình không chơi lại được rồi, anh cau mày, nhưng mấy khi có cơ hội luyện quyền thế này, mình không muốn bỏ lỡ. Vì thế, sau đó Ngô Bình đã chính thức sử dụng ý nghĩa chân võ. Con rối vừa xuất chiêu đã ngã xuống đất, đây là ý nghĩa di hình. Con rối lăn vài vòng, Ngô Bình thi triển tất sát kỹ. Bù, một vạch đen xuất hiện trên không trung, cổ tay của con rối rời ra, đây là ý nghĩa ly đoạn. Bụp, ngay sau đó, Ngô Bình tung một quyền ra, quyền lực mạnh mẽ đấm vỡ vai phải của con rối, đây là võ ấn phá giáp của ý nghĩa chân ấn. Nhưng con rối đã lùi lại rất nhanh. Sau đó hồi phục lại rồi tiếp tục tấn công Ngô Bình. Trận đấu sau đó đã nghiêng về phía Ngô Bình, nhưng vì anh dùng con rối để luyện chiêu nên đã đánh với nó hơn 5.000 chiêu, sau cùng mới hạ nó bằng một quyền quyết định. Đánh bại con rối võ thuật cấp 10 xong, cả thể xác và tâm hồn của Ngô Bình đều rời rạc, anh ngồi xếp bằng xuống rồi nói, dừng ở đây thôi. Cậu thiếu niên cười nói, chúc mừng anh đã là người có thành tích tốt nhất ở tầng thứ 5 này. Ngô Bình, còn kiểm tra gì nữa không? Cậu thiếu niên, cuối cùng là kiểm tra ma niệm. Ngô Bình gật đầu, bắt đầu đi. Sau đó, có một luồng sáng chiếu xuống, Ngô Bình rơi vào hoàn cảnh. Anh đã sống lại một đời ở đây và trải qua một cuộc đời rất đau khổ. Nhưng anh có thể giữ được bản tính, sau đó hoàn cảnh thay đổi, thân thế của anh còn bi thảm hơn. Suýt nữa Ngô Bình đã không qua được rồi rơi vào ma đạo. Nhưng cuối cùng kiếm hồn của anh rung lên và chém chết ma niệm ấy. Sau đó, anh tiến vào một không gian u tối và tĩnh lặng, không có điểm cuối. Thời gian ở đây kéo dài bất tận, người bình thường chắc sẽ nhanh chóng phát điên. May mà Ngô Bình không phải người bình thường, anh tranh thủ nghiền ngẫm về truyền thừa của đại đế chân võ và cương lĩnh võ thuật trong không gian này. Theo cảm giác chủ quan của anh thì không gian này đã có cả nghìn năm rồi. Song, kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Lại có ảo ảnh mới xuất hiện, ý thức của Ngô Bình tiến vào một thế giới kỳ lạ, tư duy của anh cũng trở nên mơ hồ. Ảo ảnh này rất lạ, anh nhanh chóng đánh mất bản thân mình trong đó, ma niệm xuất hiện. Nhưng vào lúc mấu chốt, một luồng ý chí của lão quân trong đầu anh đã hiện ra, sau đó nói gì đó bên tai Ngô Bình. Nghe thấy giọng nói như tiếng chuông ấy xong, Ngô Bình đã tỉnh táo lại, như bản tính vững như núi. Anh không biết mình ở trong môi trường kỳ quái đó bao lâu thì bỗng nghe thấy tiếng thiếu niên kia vang lên bên tai kiểm tra kết thúc. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều biến mất, anh lại nhìn thấy thiếu niên kia rồi mệt mỏi hỏi, kiểm tra kết thúc rồi sao? Thiếu niên trả lời, kiểm tra kết thúc rồi. Sau khi đánh giá tổng hợp, tư chất của các hạ vượt trên võ tông bậc 1, có thể vào tầng thứ 8, thứ 9 và thứ 10 của tháp tiên võ, tiếp nhận những bài kiểm tra sau. Ngô Bình mệt đừ, ba tầng này kiểm tra những gì? Thiếu niên, tầng 8 kiểm tra tiềm lực là thứ quan trọng nhất của võ giả. Tầng 9 kiểm tra vận khí, một người dù có mạnh đến đâu cũng cần đến vận khí. Nếu không đủ may mắn,
dù tư chất có tốt đến đâu cũng vô dụng. Tầng 10 kiểm tra huyết thống. Ngô Bình nghe nói đến huyết thống thì liền hỏi, huyết thống có lai lịch càng lớn thì càng có giá trị. Thiếu niên, đúng vậy, chỉ có những huyết thống lớn mạnh mới có thể lưu truyền đời đời. Muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu loại huyết thống lớn mạnh trong cơ thể mình thì phải xem vận khí và ngộ tính của anh. Ngô Bình, bây giờ tôi rất mệt, cần được nghỉ ngơi. Thiếu niên, được, một tháng sau các hạ có thể quay lại tháp tiên võ tiếp nhận các bài kiểm tra tiếp theo. Ngô Bình gật đầu, phiền anh đưa giấy chứng nhận võ tông bậc 1 cho tôi trước. Thiếu niên mỉm cười, được, anh ta đưa cho Ngô Bình một tấm huy hiệu màu bạc, bên trên có nhiều phù văn phức tạp thể hiện anh đã là võ tông bậc 1. Ngô Bình lấy được huy hiệu thì quay đầu ra khỏi tháp tiên võ. Khi ra ngoài thì trời đã sáng, không ngờ anh đã ở bên trong tháp suốt cả đêm. Anh vừa ra thì thấy người của mình đều đang ngơ ngác, bốn người đứng chặn hết ở cửa, một ông già mập mạp trắng trẻo đang ngồi uống trà. Ông ta vừa thấy người là đã chú ý ngay đến chiếc huy hiệu trên tay anh. Một người đàn ông áo đen mỉm cười, nói, đúng là võ tông bậc 1, tốt quá. Cô gái áo trắng mỉm cười, nói, không uổng công chúng tôi ở bên ngoài chờ cậu hết một ngày một đêm. Người đàn ông cao gầy cũng nói, hơi đáng tiếc, nếu là siêu phẩm thì càng tốt. La Đạo Nhất cười he he, nói, Ngô Long Chủ vất vả rồi, tôi là viện trưởng Bắc Viện, La Đạo Nhất. Ngô Bình chắp tay chào, chào La Viện trưởng. La Đạo Nhất nói, Ngô Long Chủ, tôi thay mặt cho Bắc Viện của Học viện Võ Đạo mời cậu về đảm nhận vị trí giáo viên 4 sao của viện chúng tôi, không biết cậu có bằng lòng không? Mục đích đến lần này của Ngô Bình là chức vụ ở Côn Luân, anh lập tức nói, đương nhiên đồng ý rồi. La Nhất Đạo cười ha ha. Nói, giáo viên cảnh giới nhân tiên, hơn nữa còn là 4 sao, chỉ có mình cậu có thể thôi đấy. Anh nói với ba người, mấy người các anh đưa thầy Ngô đi dạo xung quanh, tìm hiểu Bắc Viện, ta đi ngủ một giấc đã. La Đạo Nhất nói đi là đi ngay, ba người ở lại nhìn nhau cười. Người đàn ông áo đen nói, Ngô Long Chủ, tôi tự giới thiệu, tôi là giáo viên 3 sao của Bắc Viện, Thiết Huyền. Cô gái áo trắng nói, Ngô Long Chủ. Tôi là giáo viên 3 sao, Lãnh Nhân. Người đàn ông cao gầy, tôi là giáo viên 2 sao, Hàn Kế Tông. Ngô Bình nói, hân hạnh được gặp ba thầy, tôi là Ngô Bình, đại đệ tử của trưởng môn kiếm phái Thục Sơn, Long Chủ của Thiên Long. Ba người nhìn nhau cười, hèn gì Ngô Long Chủ có thể đạt được bậc 1, thì ra là thiếu trưởng môn của Thục Sơn, thất lễ rồi. Thiết Huyền, Ngô Long Chủ, tôi chịu trách nhiệm sắp xếp cho các thầy mới đến. Tôi đưa anh đến ký túc xá của các thầy trước. Lãnh Nhân và Hàn Kế Tông nói, Ngô Long Chủ, hẹn gặp lại ở tiệc đón tiếp tối nay, tạm biệt. Ngô Bình chào lại, nhìn theo tiễn chân hai người họ. Sau khi hai người họ đi khỏi, Thiết Huyền nói, Ngô Long Chủ, theo thói quen, tối nay sẽ có một bữa tiệc đón tiếp, đến lúc đó viện trưởng và các giáo viên cốt cán, các học sinh tiêu biểu đều sẽ có mặt. Hai người họ nói xong thì đi về ký túc xá. Ngô Bình hỏi, thầy Thiết, là một giáo viên, phải chăng tôi cần dạy học sinh? Thiết Huyền mỉm cười, nói chúng ta là giáo viên, đương nhiên là phải hướng dẫn các nghiên cứu sinh rồi. Ngô Bình mỉm cười, ở đây cũng có nghiên cứu sinh sao? Thiết Huyền gật đầu, chỉ có những học viên vượt qua khảo sát nghiêm ngặt, có tư chất tốt, thực lực mạnh, cộng thêm tính cách cương nghị mới có thể trở thành thạc sĩ võ học. Những thạc sĩ võ học ưu tú nhất mới có cơ hội trở thành tiến sĩ võ học. Chớp mắt họ đã đến một khu nhà cửa ở đó không lớn, đều là những căn nhà lầu 3 tầng có sân trước, trong sân có trồng hoa cỏ, không gian không tồi. Thiết Huyền mời Ngô Bình đến trước một tòa lầu nhỏ, lấy chìa khóa ra mở cửa, mỉm cười, Ngô Long Chủ, sau này chỗ này sẽ là ký túc xá của anh. Ngô Bình không có yêu cầu gì về chuyện này, anh nói, thầy Thiết, tôi có đem theo trà, chúng ta ngồi nói chuyện chút không? Thiết Huyền mỉm cười, nói, được. Ngô Bình bước vào phòng khách thì lấy bình trà, trà và dụng cụ pha trà ra, hai người vừa uống trà vừa nói chuyện, chỉ một lúc là đã xưng anh em thân thiết. Ngô Bình, anh Thiết, lúc nãy anh nói giáo viên phải hướng dẫn nghiên cứu sinh. Vậy học sinh bình thường thì sao? Có cần giảng dạy không? Thiết Huyền mỉm cười, nói thường ngày chúng tôi cũng hay đến một số lớp giảng bài nên cũng hay tiếp xúc với các học sinh bình thường. Ngô Bình, tôi biết một số hạt giống tốt. Có thể chiêu sinh họ đến Bắc Viện không? Thiết Huyền, đương nhiên rồi, anh là giáo viên 4 sao, có thể chiêu sinh một số lượng nhất định,
anh có thể chiêu sinh một tốp học sinh mới theo tiêu chuẩn này. Những học sinh mới này thuộc nhóm chiêu mộ đặc biệt, học tập ở những lớp đặc biệt. Ngô Bình gật đầu, anh muốn đưa Diệp Huyên, Diệp Trấn vào Bắc Việt, dù gì thì ở đây vừa có tài nguyên vừa có cơ hội phát triển. Sau cuộc nói chuyện, Ngô Bình mới hiểu sơ bộ về Học viện Võ Đạo. Giáo viên cấp cao nhất của học viện là 5 sao, thường chỉ có những người có cống hiến cực kỳ lớn cho Học viện Võ Đạo mới có thể trở thành giáo viên 5 sao. Vì vậy, thân phận giáo viên 4 sao đã là cao nhất. Ngoài anh ra, chỉ có một giáo viên tên Đỗ Pháp Tương là 4 sao thôi, đồng thời anh ta cũng là võ tông bậc 2. Học viện giống như một xã hội thu nhỏ, bên trong cũng có tranh chấp, đấu đá lẫn nhau, chẳng hạn giáo viên tranh giành học sinh giỏi, giáo viên giành thạc sĩ giỏi. Ngô Bình, anh Thiết, tôi nghe nói sau này Đại học Võ Đạo cũng do Bắc Viện phụ trách à? Thiết Huyền nói, đúng thế. Không chừng mấy giáo viên chúng ta sẽ qua đó làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nữa. Hiệu trưởng của các đại học võ đạo có lẽ sẽ kiêm nhiệm tổng giám sát ở trường mình. Phải rồi, anh Ngô, mặc dù bây giờ anh được mời làm giáo viên nhưng sau này họ vẫn sẽ kiểm tra anh. Nếu anh không vượt qua được thì thân phận của anh sẽ bị bãi nhiệm. Ngô Bình hiểu, học viện võ đạo là của quốc gia, tương lai, các giáo viên của học viện sẽ trở thành người đứng đầu một thành phố, một tỉnh nên đương nhiên sẽ rất cẩn trọng trong việc lựa chọn giáo viên, đảm bảo người đó sau này sẽ dốc sức vì đất nước. Anh nói, anh Thiết có biết rõ về những cuộc kiểm tra này không? Thiết Huyền nói, thường thì người của Viêm Long sẽ vượt qua kiểm tra khá dễ dàng, còn những tu sĩ đến từ Côn Luân thì lại không. Người lớn lên ở nước Viêm Long, sau đó gia nhập Côn Luân như anh Ngô đây thì rất được quốc gia ưa thích. Ngô Bình, hả, tại sao? Thiết Huyền, người lớn lên ở Viêm Long sẽ luôn hướng về đất nước, đồng thời có thể là cầu nối quan trọng giữa quốc gia và tông môn. Anh Ngô lại là đại đệ tử của trưởng môn, đương nhiên quốc gia sẽ càng coi trọng hơn. Anh ta dừng lại một lúc rồi mỉm cười, nói tiếp, hơn nữa, anh Ngô còn là giáo viên võ học 4 sao, địa vị tôn quý, nhất định các cơ quan quốc gia sẽ có phái đoàn giám sát. Ngô Bình, có lẽ cuộc kiểm tra thì không thành vấn đề với tôi. Trước đây khi tôi gia nhập Thiên Long, họ đã từng kiểm tra tôi. Hơn nữa, tôi còn là tả thần tướng của Thanh Long Quân, quốc sĩ nhị đẳng. Thiết Huyền mỉm cười, vậy thì càng dễ, đấy đều là những điểm nổi trội trong lý lịch của anh, nhất định quốc gia sẽ ủy thác trọng trách lớn cho anh Ngô. Ngô Bình vẫn chưa hồi phục nên sau khi nói chuyện một lúc thì Thiết Huyền chào tạm biệt. Trước khi đi anh ta giao cho Ngô Bình một số thứ mà giáo viên cần dùng như huy hiệu, quần áo, thẻ ra vào cổng. Sau khi Thiết Huyền đi khỏi, Ngô Bình quay về phòng nghỉ ngơi, anh nằm xuống là ngủ thiếp đi ngay. Anh đã tiêu hao rất nhiều sức lực khi ở trong tháp tiên võ nên phải dùng biện pháp nguyên thủy nhất để cơ thể hồi phục, đó là ngủ. Sau khi anh tỉnh giấc thì mặt trời đã xuống núi, anh nghe thấy tiếng Thiết Huyền. Anh Ngô, tiệc chào mừng sắp bắt đầu rồi. Ngô Bình đẩy cửa bước ra, vươn hông mệt mỏi rồi nói, anh Thiết, có cần phải chú ý gì khi tham dự tiệc chào mừng này không? Thiết Huyền mỉm cười, đáp chỉ là để giáo viên làm quen với các vị phó viện trưởng. Chủ nhiệm cũng như các học sinh ưu tú tiêu biểu thôi. Ngô Bình rửa mặt, sửa soạn quần áo rồi cùng Thiết Huyền ra ngoài. Đi được nửa đường thì Thiết Huyền nói, học viện võ đạo cũng tương tự như các trường đại học thông thường, dưới viện trưởng là phó viện trưởng, rồi đến chủ nhiệm các phòng, chẳng hạn như phòng giáo vụ, phòng nhân sự, văn phòng viện trưởng, phòng công tác sinh viên, phòng hoạt động, phòng quản lý, phòng kế toán. Các sinh viên cũng có hội sinh viên và các tổ chức quản lý tương tự như ở các trường cấp 3. Chỉ có một điểm khác biệt, sức chiến đấu của sinh viên học viện võ đạo mạnh hơn, họ giỏi đánh nhau. Vì vậy nên học viện đặc biệt thành lập tổ tuần tra trị an, giám sát trị an 24/24. Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh lớn của học viện võ đạo, bây giờ có rất nhiều người qua lại ở đại sảnh, các học viên đang bận rộn với công tác phục vụ. Ngô Bình vừa đến thì có một thanh niên mặc đồ phục vụ ở bên cạnh khẽ chào, chào tả thần tướng đại nhân. Ngô Bình liếc nhìn cậu ta, không có ấn tượng gì nên hỏi, cậu quen biết tôi sao? Cậu ta khẽ đáp, đại nhân, mời sang bên này nói chuyện. Thiết Huyền liền nói, anh Ngô, tôi vào trong đợi anh nhé. Ngô Bình gật đầu rồi đi theo cậu phục vụ đến một góc không có người, nhìn cậu ta và hỏi cậu là. Người đó liền nói, đại nhân, tôi là lính của anh. Lần đó ở đảo Thanh Long, anh đã cứu mạng tôi khỏi tay tà ma. Ngô Bình từng cứu rất nhiều người nên anh không có ấn tượng với cậu ta,
anh gật đầu, trong học viện có rất nhiều người đến từ Thanh Long Quân. Người đó nói, tiểu nhân tên Uông Văn Sinh, hiện là sinh viên năm ba của học viện võ đạo. Ngô Bình, tiểu Uông, cậu tìm tôi có việc gì sao? Uông Văn Sinh khẽ nói, đại nhân, lúc nãy khi tôi đem đồ vào cho những người bên trong, nghe thấy có người bàn tán về anh, nói rằng muốn hạ bệ anh. Đại nhân có ơn cứu mạng tiểu nhân, vì vậy tiểu nhân mới cố tình ra đây đợi, để nhắc nhở đại nhân. Ngô Bình, ồ, hạ bệ tôi sao, ai là người nói câu đó? Uông Văn Sinh, mấy thành viên đứng đầu hội sinh viên, cũng là những người có thực lực khá mạnh trong số các học viên. Sau lưng họ đều có giáo viên hoặc phó viện trưởng làm chỗ dựa. Ngô Bình nói, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám sinh viên, làm sao hạ bệ tôi? Uông Văn Sinh, đại nhân, mặc dù anh là võ tông, nhưng dù gì cũng là tiên nhân. Mặc dù họ là sinh viên nhưng có một số người đã là cao thủ cấp chân quân rồi. Ngô Bình biết cậu ta lo lắng điều gì, cậu ta đang lo anh đánh không lại đám sinh viên đó sẽ bị mất mặt. Anh mỉm cười, nói anh yên tâm, nếu đến cả sinh viên của học viện mà tôi cũng không đối phó được thì tôi cũng không cần làm giáo viên nữa. Uông Văn Sinh ngơ ngác, nói, đại nhân cẩn thận vẫn hơn. Ngô Bình, họ còn nói gì nữa không? Uông Văn Sinh, họ còn tìm một số vấn đề võ học hóc búa để anh giải đáp. Nếu đại nhân không trả lời được thì họ sẽ cười nhạo đại nhân. Ngô Bình nói, chuyện này cũng không thành vấn đề, là một giáo viên, nếu tôi không thể truyền thụ võ đạo và giải đáp thắc mắc thì cũng không có tư cách làm giáo viên của học viện. Uông Văn Sinh thấy Ngô Bình tự tin đến vậy thì cuối cùng cũng thở phào. Đúng vậy, tả thần tướng đại nhân là người từng chiến đấu ở không gian tà ma, sao có thể sợ một đám sinh viên được? Ngô Bình vỗ nhẹ lên vai cậu ta, nói, có điều vẫn phải cảm ơn cậu, đi thôi nào. Anh vào đến đại sảnh thì đứng ở cửa, mọi người bên trong bỗng im lặng, vô số cặp mắt đổ dồn về phía anh. Mấy người Thiết Huyền vỗ tay trước, những người khác cũng vỗ tay theo sau, chào đón võ tông nhất phẩm là anh gia nhập học viện võ đạo. Viện trưởng La Đạo Nhất cũng có mặt, ông ta cười ha ha nói, mọi người yên lặng, tôi chính thức giới thiệu với mọi người, đây là giáo viên 4 sao mới của chúng ta. Võ Tông Bậc 1, Ngô Bình. Ngô Bình thấy có mấy trăm người trong đại sảnh thì liền chắp tay chào mọi người.